Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 52. Mạc Phàm, cuối cùng cậu cũng ra ngoài rồi, cậu muốn đi đâu đây, cậu không biết bây giờ cậu là nhân vật nguy hiểm, không thể ra ngoài tùy tiện à? Âu Dương Nhược Tuyết tức giận hỏi, oán khí trên mặt còn nồng đậm hơn khi nhìn thấy Mạc Phàm. Cô ta đường đường là một trong những người thừa kế Ngũ Lão, đừng nói là đến Giang Nam, cho dù đến thủ đô cũng sẽ được người ta vô cùng tôn quý. Tuy cô ta không thích như vậy, nhưng đến Mạc gia lại không được người ta tôn kính lắm. Mạc gia chỉ sắp xếp cho cô ta một phòng vô cùng bình thường, không nói tới nghi thức hoan nghênh long trọng, ngay cả hạ nhân cũng không sắp xếp cho cô ta, ăn cơm đều phải tự mình đi ăn. Ba ngày nay cô ta ở Mạc gia, nếu không phải cô ta chủ động tới gần những người khác, từ đầu đã không có ai để ý tới cô ta, giống như cô ta không tồn tại, hoàn toàn không coi cô ta ra gì. Mạc Phàm thì trốn ở trong động thiên, không thấy bóng người. Từ khi cô ta trở thành người thừa kế Ngũ Lão tới nay, thì chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Nếu không phải cô ta chủ động yêu cầu đi theo Mạc Phàm, chắc chắn cô ta đã quay đầu rời đi, không muốn ở nơi rách nát này một phút nào. Anh, vị tiểu tỷ tỷ xinh đẹp này là ai thế, vì sao chị ấy lại nói anh là nhân vật nguy hiểm? Tiểu Vũ nhìn Âu Dương Nhược Tuyết, tò mò hỏi. Cô quen hết khách của Mạc gia. Chỉ riêng Âu Dương Nhược Tuyết là rất lạ mắt, hoàn toàn không có ấn tượng gì. Người của hội Ngũ Lão, chúng ta đi thôi, anh mang em ra ngoài chơi, không cần để ý tới cô ta. Mạc Phàm làm như không nghe thấy lời Âu Dương Nhược Tuyết nói, trên mặt hắn tràn đầy dịu dàng kéo Tiểu Vũ nói. Thời gian này hắn luôn bận rộn đủ chuyện, đối với cha mẹ và Tiểu Vũ là chung đụng thì ít, xa cách thì nhiều. Nếu đám Trần Huyền Phong ở Giang Nam, vậy thì dẫn Tiểu Vũ đi cùng gặp bọn họ. Em cũng có thể đi cùng sao, tốt quá rồi, chúng ta đi nhanh thôi. Trước mắt Tiểu Vũ sáng lên, kéo Mạc Phàm muốn đi. Âu Dương Nhược Tuyết ở bên cạnh tức điên lên. Những người khác còn chưa tính, cô ta độ lượng nên có thể nhịn, vậy mà Mạc Phàm này cũng coi cô ta như không tồn tại. Cô ta có cảm giác mình đi theo Mạc Phàm không phải đến nhìn Mạc Phàm gặp chuyện không may, mà đến tìm ngược. Mạc Phàm, cậu không nghe thấy tôi đang nói chuyện với cậu sao, các cậu muốn đi đâu? Âu Dương Nhược Tuyết nhíu mày, vô cùng tức giận nói. Tôi, Mạc Phàm, có cần phải báo hành trình với cô không? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Cậu, Âu Dương Nhược Tuyết nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ hung dữ, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Nếu cô ta có thể điều động vệ tinh và hệ thống phòng hộ của Hoa Hạ, nhất định sẽ khiến Mạc Phàm bại lộ hoàn toàn dưới vệ sinh nước ngoài, để những thế lực này nổ chết Mạc Phàm mới sảng khoái. Mạc Phàm. Cậu đợi đó cho tôi, chúng ta đi coi, sẽ có lúc cậu phải cầu xin tôi. Còn nữa, cho đến lúc này, chúng ta không chỉ tính toán ân oán gần đây mà thôi, cậu giết Âu Dương Minh Nhật chú của chúng ta cũng phải tính toán một chút. Âu Dương Nhược Tuyết nghiến răng, nói tiếp. Lúc trước Mạc Phàm giết người rất có uy vọng ở Hoa Hạ, Âu Dương Minh Nhật là thành viên của Long Hoa Hội, người của Âu Dương gia bọn họ. Tuy Âu Dương Minh Nhật rời khỏi Âu Dương gia bọn họ, nhưng người của Âu Dương gia bọn họ không phải ai cũng có thể giết. Đây cũng là lý do từ lúc bắt đầu, cô ta đã coi Mạc Phàm là kẻ thù. Mạc Phàm hơi nhíu mày, nhưng lông mày lập tức giãn ra. Không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Hắn vốn nghi ngờ vì sao Âu Dương Nhược Tuyết luôn có địch ý với hắn, hắn không nhớ rõ có từng gặp Âu Dương Nhược Tuyết, hay từng tiếp xúc với Âu Dương gia hay không. Nếu chỉ vì hắn khiến thế lực ngoại quốc chú ý tới, cũng không đến mức khiến Âu Dương Nhược Tuyết có địch ý với hắn như vậy. Hóa ra vấn đề nằm ở đây, Âu Dương Minh Nhật là chú của Âu Dương Nhược Tuyết. Nếu cô muốn báo thù, tốt nhất là thừa dịp bây giờ, đợi sau này cô sẽ không có cơ hội đâu, nhưng nếu cô muốn báo thù, tốt nhất là Âu Dương gia của cô có thể đỡ được một kích giống ở cửa địa ngục. Mạc Phàm thản nhiên nói, Âu Dương Nhược Tuyết muốn báo thù thì cứ việc tới. Nếu không sợ chết là được. Còn nữa, nếu cô muốn báo thù thì cứ việc nhằm vào tôi, nếu cô dám ra tay với người nhà của tôi, cô sẽ biết hậu quả. Mạc Phàm không thèm nhìn Âu Dương Nhược Tuyết, nói tiếp. Một câu đơn giản, cơ thể Âu Dương Nhược Tuyết không khỏi run lên, giống như một thanh bảo kiếm vô cùng sắc bén để ở sau lưng cô ta, chỉ cần cô ta hành động thiếu suy nghĩ, sẽ bị thanh kiếm này đâm xuyên tim. Trong chớp mắt lông mày cô ta nhíu lại. Ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi rất nhiều. Cô ta tự thấy thực lực của mình không kém,
cho dù là khi đối mặt với Ngũ lão cô ta cũng chưa từng có cảm giác này, Mạc Phàm là một tiểu tử chưa tới 20 tuổi, vậy mà cho cô ta cảm giác bị cường đại đè ép. Hừ, yên tâm đi, bổn đại tiểu thư không bị ổi như vậy, nhưng bổn đại tiểu thư lấy 100 viên linh thạch ra đánh cược, sẽ có ngày cậu hối hận. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Cô ta thân là người của hội Ngũ lão, tất nhiên sẽ không ra tay với người Mạc gia, nhưng sẽ không nuốt cục tức này dễ dàng. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, cũng không để ý tới Âu Dương Nhược Tuyết nữa, dẫn Tiểu Vũ rời khỏi trang viên Mạc gia, đến một nhà hàng ở Giang Nam. Âu Dương Nhược Tuyết do dự một lát, vẫn đi theo. L. Lúc này trên hải vực gần tỉnh Giang Nam, có 9 chiếc du thuyền trang trí vô cùng xa hoa đang đỗ ở đây. Giữa các du thuyền là một cầu nổi hoa lệ nối chúng với nhau, du khách mặc trang phục giá trị xa xỉ có thể tự do qua lại cầu nổi đến mỗi du thuyền. Người trên những chiếc du thuyền này, nếu không phải là đệ tử thế gia trên quốc tế, cự phách thương giới, thì là minh tinh và người mẫu thường xuất hiện trong phim điện ảnh và truyền hình trên TV, kém nhất cũng là tiểu sinh đang nổi tiếng ở Hoa Hạ. Nếu nhìn thấy minh tinh Hollywood nào đó ở đây, sẽ không có ai cảm thấy kỳ lạ. Những người này tụ tập trên du thuyền không phải vì chuyện gì khác, đúng là cử hành thịnh yến thiên tứ một năm một lần. Thịnh yến này mới bắt đầu không lâu, dùng phương thức du thuyền, để cự phách thương giới Hoa Hạ có cơ hội trao đổi với một số tài phiệt ngoại quốc. Tuy mỗi lần chỉ diễn ra 4 ngày, nhưng trong 4 ngày này có thể sinh ra rất nhiều hợp đồng trên vạn. Cho nên mỗi lần bắt đầu thịnh yến thiên tứ, đều tạo ra vô số chấn động. Nhưng mà lúc này, trong một góc xó tầng 2 du thuyền nào đó, mấy người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sofa bằng da thật nhập khẩu từ Ý, uống Louis XVI sang quý, nhìn đôi vợ chồng ở phía đối diện. Đôi vợ chồng này ăn mặc cũng không rẻ, quần áo và trang sức tuyệt đối là mấy chục vạn, nhưng trên mặt bọn họ đều là lúng túng. Trần Tiên Sinh, ông suy nghĩ thế nào, đây là cơ hội cuối cùng của các ông đó, con trai phế vật của ông làm chuyện xúc sinh như vậy với con gái tôi, ông nói xem các ông làm theo lời tôi nói, chuyển nhượng thứ kia cho tôi, tất cả chúng ta đều vui vẻ, hay là bây giờ tôi muốn làm gì thì làm. Trong đó có một người đàn ông mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng, đeo kính gọng vàng hỏi. Huyền Phong nhà tôi không thể làm ra chuyện như vậy được, chắc chắn Mộ Dung tiên sinh nhầm rồi. Mỹ phụ mặc lễ phục cắn môi, không cam lòng nói. Mộ Dung Sùng Đức hơi nhếch miệng, cười khinh thường. Ý của Trần Phu Nhân là con gái của tôi không biết xấu hổ, tự nguyên để Huyền Phong và bạn cậu ta làm nhục sao? Chuyện này thì sẽ không, nhưng mà... Trần Phu Nhân lộ vẻ khó xử, không biết phải nói gì. Mộ Dung gia vốn định việc hôn nhân với Trần gia bọn họ. Mộ Dung Sùng Đức muốn gả con gái Mộ Dung Tuệ Nhi của ông ta cho Trần Huyền Phong con trai bà. Ngay từ đầu Trần Huyền Phong đã từ chối cuộc hôn nhân này, cho nên hai nhà sắp xếp một lần tiệc rượu cho hai người. Ai biết ngày hôm sau truyền ra tin Mộ Dung Tuệ Nhi tự sát không thành, Trần Huyền Phong cũng bị Mộ Dung gia giam giữ, nói là Trần Huyền Phong uống rượu say làm nhục Mộ Dung Tuệ Nhi ở khách sạn với mấy người bạn. Hôm nay bọn họ tới tham gia thịnh yến thiên tứ, là tới giải quyết chuyện này. Trần Phu Nhân Trần Tiên Sinh, cần tôi lấy video clip cho hai người xem không? Mộ Dung Sùng Đức lạnh giọng hỏi. Chuyện này thì không cần, nhưng dù thế nào Mộ Dung Tiên Sinh cũng phải cho tôi gặp con trai tôi một lần trước, nếu ông muốn thứ đó, chắc chắn cũng biết giá trị của thứ đó rồi. Trần Phàm Không cha của Trần Huyền Phong trầm giọng nói. Phàm Không, chẳng lẽ ông thật sự đồng ý với ông ta, đưa thứ kia cho ông ta à, thứ kia đối với chúng ta là... Vẻ mặt mẹ Trần Huyền Phong hơi đổi, không cam lòng nói. Thứ kia rất trân quý đối với bọn họ, có thể nói là đánh đổi tính mạng mới tìm được. Nếu đưa thứ này cho Mộ Dung Sùng Đức, chỉ sợ bọn họ cũng xong rồi. Chẳng lẽ bà muốn nhìn Huyền Phong bị bọn họ hành hạ đến chết sao? Trần Phàm Không lạnh lùng nói. Phần lớn chuyện này có điểm mờ ám, là giả cao hơn rất nhiều. Nhưng cho dù chuyện này là thực hay giả, nếu bọn họ không đồng ý với Mộ Dung Sùng Đức, chắc chắn Mộ Dung Sùng Đức sẽ không tha cho con trai bọn họ dễ dàng. Với hiểu biết của ông về Mộ Dung Sùng Đức, phế con trai ông là còn nhẹ. Đến tình trạng này của bọn họ, báo cảnh sát cũng vô dụng thôi. Trái lại Mộ Dung Sùng Đức thì không sao, nhưng thế lực đứng sau ông ta không phải là thế lực bình thường có thể đắc tội được. Đương nhiên không muốn, nhưng mà... Mẹ Trần Huyền Phong vội vàng nói. Trần Huyền Phong là con trai bà, cho dù có một chút cơ hội bà cũng phải cứu, nhưng mà...
Mộ Dung Sùng Đức thấy dáng vẻ khó xử của vợ chồng Trần Phàm Không, khóe miệng hơi nhếch lên. Hai người đã bàn bạc kỹ chưa? Nếu chưa bàn bạc xong, vậy tôi không phụng bồi nữa. Hôm nay là thịnh yến thiên tứ 4 ngày, tôi còn rất nhiều vụ làm ăn cần phải nói. Mộ Dung Sùng Đức nâng ly rượu vang, đứng dậy muốn rời đi. Đợi một chút, Mộ Dung Sùng Đức, ông để tôi gặp con trai tôi trước, chỉ cần thằng bé bình an vô sự, chúng ta có thể bàn bạc về thứ kia. Vẻ mặt Trần Phàm Không nghiêm trọng nói. Tuy ông không muốn như vậy, nhưng chuyện đến bây giờ không còn biện pháp nào khác. Trần tiên sinh, ông chắc chắn không, thứ kia liên quan tới tính mạng người nhà ông chắc chắn sẽ đưa cho tôi à? Mộ Dung Sùng Đức âm dương quái khí nói. Chắc chắn, để tôi gặp thằng bé đã. Trần Phàm Không kiên quyết nói. Được rồi. Mộ Dung Sùng Đức vỗ tay. Chỉ trong phút chốc, Trần Huyền Phong mặc áo ngủ khuôn mặt bầm tím bị mấy đại hán áo đen kéo ra. Lão mẹ Trần Huyền Phong thấy mặt Trần Huyền Phong đầy vết thương thì giật mình, vội vàng chạy tới, giận dữ xuất hiện trên mặt bà, Mộ Dung Sùng Đức, nếu ông tìm chúng tôi bàn bạc, vì sao lại ra tay với con tôi, đánh thằng bé thành như vậy? Cậu ta làm chuyện xúc sinh như thế, làm nhục con gái tôi với những người khác, tôi không thiến cậu ta hay giết cậu ta đã vô cùng nhân từ rồi, bà không thấy à, Trần phu nhân? Mộ Dung Sùng Đức cười nói. Trần Huyền Phong nhìn thấy Mộ Dung Sùng Đức, lông mày vốn nhíu lại nhìn thấy cha mẹ mình vô cùng lo lắng, lửa giận của anh ta không chỉ không giảm đi, trái lại còn thịnh hơn nhiều. Mộ Dung Sùng Đức, tên xúc sinh nhà ông, chuyện này không liên quan tới cha mẹ tôi, ai làm người đó chịu, có bản lĩnh ông theo tôi tới công đường thẩm vấn. Anh ta chỉ nhớ rõ mình uống một ly rượu, còn lại thì không nhớ gì. Khi tỉnh lại thì thấy Mộ Dung Tuệ Nhi không mảnh vải che thân nằm sấp trên người anh ta, mấy người khác cũng không mặc gì. Sau đó Mộ Dung Tuệ Nhi khóc lóc nói muốn tự sát, anh ta bị người của Mộ Dung ra mang đi. Đây chắc chắn là bẫy, chắc chắn anh ta bị người ta bỏ thuốc. Công đường thẩm vấn sao? Trần Huyền Phong không nói lời nào thì không sao, anh ta vừa mới mở miệng, không ít người lập tức nở nụ cười. Đến công đường thẩm vấn. Đầu óc tiểu tử này có vấn đề à? Không thể trách cậu ta được, những đứa bé ở tuổi này đều ngây thơ như vậy đó. Hai người ở bên cạnh anh ta cười nói. Ngay cả sắc mặt Trần Phàm Không và lão mẹ Trần Huyền Phong cũng khó coi, lắc đầu. Nếu chuyện gì cũng có thể giải quyết công bằng, vậy thế giới này thái bình rồi. Đáng tiếc sự thật không phải như vậy. Đến công đường thẩm vấn, được lắm, tôi cho cậu một cơ hội. Mộ Dung Sùng Đức vẫy tay với đám thuộc hạ. Một lát sau, mấy thanh niên bằng tuổi Trần Huyền Phong đi ra, khác với Trần Huyền Phong, trên mặt bọn họ không có vết thương, nhưng lại có mấy người đàn ông trung niên có vài phần tương tự bọn họ đi ra cùng. Nhìn thấy mấy người này, Trần Huyền Phong nhíu mày lại, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. Những người này đều là bạn tốt cùng làm chuyện hoang đường với anh ta đêm đó, nhưng những người này lại giống như không sao. Tư Mã Trường Phong, các người. Chú Mộ Dung, chú tìm chúng cháu có chuyện gì sao? Tư Mã Trường Phong liếc Trần Huyền Phong một cái, làm như không nghe thấy lời Trần Huyền Phong nói, đi thẳng tới bên cạnh Mộ Dung Sùng Đức cười nhạt nói. Mắt Trần Huyền Phong mở to, lùi về sau mấy bước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tư Mã Trường Phong nói như vậy với Mộ Dung Sùng Đức, chỉ sợ chuyện này còn phiền phức hơn anh ta nghĩ. Trường Phong. Cậu nói cho tôi biết hôm đó xảy ra chuyện gì. Mộ Dung Sùng Đức cười khinh thường nói. Ngày đó chúng cháu đã lâu không gặp Huyền Phong, cho nên uống chút rượu với nhau, chúng cháu vốn định rời đi, nhưng Huyền Phong nói với chúng cháu cậu ta có một lọ đan dược tên là tinh khí đan, ăn một viên có thể không cần ăn cơm mấy ngày, chúng cháu rất hiếu kỳ và tin lời Huyền Phong, cho nên mỗi người ăn một viên, ai biết sau khi ăn viên đan dược đó xong thì không khống chế nổi mình. Nên mới xảy ra chuyện đó, mong Mộ Dung tiên sinh tha thứ, chúng cháu cũng là người bị hại. Vẻ mặt Tư Mã Trường Phong áy náy nói. Các người nói linh tinh. Trần Huyền Phong nhíu mày nói. Quả thật anh ta cho đám Tư Mã Trường Phong tinh khí đan, là Tư Mã Trường Phong thấy tinh khí đan của anh ta, luôn cầu xin anh ta không có biện pháp mới cho những người này tinh khí đan, nhưng những người này lại vu oan cho anh ta. Tôi nói linh tinh. Mọi người nói xem tối đó có phải như vậy không? Tư Mã Trường Phong hơi nhếch miệng, hỏi người đi cùng anh ta. Trường Phong nói không sai, tối hôm đó là như vậy, Huyền Phong, uổng công chúng tôi tin tưởng cậu như vậy,
cậu lại hại chúng tôi như thế, may mà chú Mộ Dung cho chúng tôi cơ hội giải thích rõ ràng. Vương Hạo một thanh niên hơi mập cười nói. Vương Hạo mới mở miệng, những người khác đều phụ họa theo. Sắc mặt Trần Huyền Phong khó coi, vội vàng rời mắt nhìn cha mẹ giải thích. Cha, mẹ, bọn họ nói linh tinh, đó không phải là sự thật. Cha mẹ Trần Huyền Phong nhíu chặt mày, nhưng không nói nữa. Rất rõ ràng đây là một âm mưu nhằm vào Trần gia bọn họ. Trần Thiếu, tôi đã cho cậu cơ hội thẩm vấn rồi, cậu cảm thấy mình có bao nhiêu phần thắng? Mộ Dung Sùng Đức hơi nhếch miệng, cười hỏi. Trần Huyền Phong nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Mộ Dung Sùng Đức, ước gì có thể băm Mộ Dung Sùng Đức ra vạn đoạn. Anh ta không phải là kẻ ngốc, đến lúc này rồi sao còn không nhìn ra, đây hoàn toàn là một cái bẫy. Không chỉ như vậy, từ lúc bắt đầu để Mộ Dung Tuệ Nhi gả cho anh ta cũng là cái bẫy. Bây giờ nếu bị thẩm vấn, anh ta không chỉ không có khả năng thoát tội, trái lại tất cả tội lỗi đều rơi lên người anh ta. Mộ Dung Sùng Đức tên xúc sinh nhà ông làm như vậy có xứng làm cha không? Mộ Dung Sùng Đức này đối phó anh ta thì thôi, lại ra tay ngoan độc với con gái mình như vậy mà có thể hạ độc thủ được. Mộ Dung Sùng Đức hơi nhếch miệng đặt ly rượu lên bàn, cười lạnh lùng. Cậu làm chuyện như vậy với Tuệ Nhi nhà tôi, có phải tôi nên giết cậu, mới xứng với danh xưng cha của Tuệ Nhi hay không? Ông! Trần Huyền Phong nắm chặt tay, muốn tiến lên cho Mộ Dung Sùng Đức một quyền, nhưng bị Trần Phàm không ngăn cản. Đủ rồi, Huyền Phong! Cha! Trần Huyền Phong chừng Mộ Dung Sùng Đức một cái, không cam lòng nói. Trần Phàm không lắc đầu với Trần Huyền Phong, ý bảo anh ta đừng nói nữa. Đã đến mức này, Trần Huyền Phong nói gì cũng vô ích thôi. Thương nhân vô tình, con hát vô nghĩa. Ở trong giới bọn họ, vì tiền tài lợi ích chuyện gì cũng có thể làm được. Đừng nói là làm chuyện như vậy với con gái mình, rất nhiều người không tiếc vì đạt được mục đích, dâng cả vợ mình cho người khác, Mộ Dung Sùng Đức làm chuyện như vậy cũng không kỳ lạ gì. Bây giờ Mộ Dung Sùng Đức nói những đạo đức này, vốn không còn tác dụng gì nữa. Tư Mã Lão Đệ, Vương Lão Đệ, Hoàng Lão Ca. Chuyện này thế nào mọi người đều biết cả, chúng ta coi như là lão bằng hữu hợp tác nhiều năm rồi, mọi người muốn đối phó tôi với Mộ Dung ra sao? Trần Phàm không ôm quyền hỏi mấy người trung niên đứng sau Tư Mã Trường Phong. Chuyện này giống như lừa gạt đứa bé 3 tuổi, người xung quanh chỉ hơi suy nghĩ một chút sẽ biết sao lại có chuyện này. Chân tướng đã không quan trọng đối với ông, quan trọng là ông có thể chèn ép Mộ Dung Sùng Đức hay không? Phía sau Tư Mã Trường Phong. Mấy người đàn ông trung niên chỉ cười khẽ, không có hành động gì. Trần Lão Ca, không phải chúng tôi không hợp tác, mà là Huyền Phong nhà ông hại con tôi làm ra chuyện như vậy. Tôi thật sự không có biện pháp hợp tác với ông. Lần này là Mộ Dung Lão Đệ khoan hồng độ lượng, nhớ đâu lần sau gây họa cho cô gái nhà khác, có khả năng Tư Mã ra tôi tuyệt hậu rồi. Tư Mã Hồng Đồ khó xử nói. Tư Mã Lão Đệ nói không sai, tôi thấy chúng ta đừng có quan hệ thì hơn. Những người khác cũng đều mở miệng, không một ai đồng ý đứng bên Trần gia. Sắc mặt vợ chồng Trần Phàm Không và Trần Huyền Phong càng ngày càng khó coi, rõ ràng những người này muốn bỏ đá xuống giếng, như vậy thì phiền phức rồi. Trần Tiên Sinh, xem ra kế ly gián của ông không thành công, ông muốn gặp con trai ông, tôi đã cho ông gặp, có phải bây giờ ông có thể ít hy vọng rồi không? Mộ Dung Sùng Đức cười đắc ý nói, giống như mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay ông ta. Trần Phàm Không nhíu mày, sắc bén xuất hiện trong mắt ông ta. Cha, hai người cứ mặc kệ con, chuyện này là lỗi của con, lão già Mộ Dung Sùng Đức kia muốn đối phó con thế nào thì kệ ông ta, con không sợ. Trần Huyền Phong lạnh lùng nói. Nếu Mộ Dung Sùng Đức bày ra ván cờ này, chắc chắn ông ta muốn lấy được thứ gì của Trần gia. Gần đây Trần gia bọn họ mới đạt được thứ gì sao anh ta không biết, chỉ sợ Mộ Dung Sùng Đức muốn lấy được thứ đó. Thứ này liên quan tới tính mạng người Trần gia bọn họ, đưa cho Mộ Dung Sùng Đức cha mẹ anh ta sẽ gặp nguy hiểm. Ôi, Trần Thiếu còn rất có cốt khí, biết là người nào làm người đó chịu, như vậy cũng được, Tuệ Nhi đang tìm Trần Thiếu khắp nơi, mang Trần Thiếu đến chỗ Tuệ Nhi đi, đúng rồi, canh chừng Tuệ Nhi đừng để Tuệ Nhi làm quá phận, giết Trần Thiếu thì không hay rồi. Mộ Dung Sùng Đức cười mỉa vẫy tay với mấy đại hán áo đen. Mấy đại hán áo đen không do dự đi tới. Giơ tay muốn bắt lấy Trần Huyền Phong. Không đợi bọn họ bắt được Trần Huyền Phong, Trần Phàm Không nhíu mày, trong mắt chớp lóe kiên quyết,
vội vàng nói. Mộ Dung Sùng Đức, ông muốn thứ đó đúng không? Thả con tôi, chuyện này coi như không có gì, thứ đó sẽ là của ông. Mộ Dung Sùng Đức lấy cả con gái mình ra làm công cụ, nếu ông không lấy thứ kia ra, rất có khả năng lần gặp sau con ông sẽ thành thi thể. Thân là cha, tất nhiên ông ta không muốn nhìn thấy chuyện đó xảy ra trên người con trai mình, nhưng thứ đó là tính mạng của gia đình, chỉ cần bảo vệ con ông cũng đáng. Cha không thể đưa thứ đó cho ông ta, hai người đừng lo cho con. Trần Huyền Phong vốn sửng sốt, sau đó đau khổ kêu lên. Trần tiên sinh, ông chắc chắn chứ, tôi không ép ông đâu nhé, so với thứ đó của Trần gia ông, tôi càng hy vọng làm con gái tôi vui vẻ. Mộ Dung Sùng Đức âm dương quái khí nói. Tuy ông ta nói như vậy, nhưng trong mắt tràn đầy vui mừng vì thực hiện được. Chắc chắn, ông thả con tôi ra, hợp đồng và bản đồ tôi đã mang tới rồi, tôi sẽ ký với ông. Trần Phàm không lấy đồ đã sớm chuẩn bị ra, vẻ mặt u ám nói. Tốt nhất là ông không giở trò gì với tôi, thả cậu ta. Mộ Dung Sùng Đức vẫy tay với mấy đại hán áo đen kia, mấy người đó vội vàng lui ra. Chúng ta đi thôi, tìm một chỗ ký hợp đồng, thuận tiện uống một ly, chúc mừng chuyện này được giải quyết vui vẻ, mọi người đều đi cùng đi. Mộ Dung Sùng Đức cười nói với đám Tư Mã Hồng Đồ. Tốn nhiều sức lực như vậy, cuối cùng cũng lấy được đồ tới tay, dù thế nào cũng phải uống một ly. Mắt Trần Huyền Phong mở to, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Chỉ cần ký hợp đồng này, Trần gia bọn họ sẽ bị diệt vì một sai lầm của anh ta. Anh ta thấy cha mình sắp đi ký hợp đồng với Mộ Dung Sùng Đức, chỉ trong chớp mắt anh ta đã đoạt lấy hợp đồng và bản đồ, xé nát thành từng mảnh rơi trên đất. Mộ Dung Sùng Đức, ông muốn giết tôi thì giết đi, ông muốn khiến Trần gia tôi nhà tan cửa nát, nằm mơ. Tươi cười trên mặt Mộ Dung Sùng Đức cứng đờ, trong mắt hiện lên sắc bén. Chỉ cần ký hợp đồng này, đạt được phần bản đồ kia, ông ta có thể tìm được thứ ông ta cần tìm. Vậy mà Trần Huyền Phong lại xé nó đi rồi. Tuy đạt được thứ này là chuyện sớm hay muộn, nhưng rõ ràng là đã cởi sạch một mỹ nữ tuyệt thế rồi thì cảnh sát tới, là ai cũng không vui vẻ, huống chi là ông ta. Tiểu tử, là tự cậu muốn chết, vậy đừng trách tôi không khách sáo, bắt cậu ta mang đi cho tôi, giao cho Tuệ Nhi. Mộ Dung Sùng Đức tức giận nói. Sắc mặt mấy đại hán áo đen khó coi, cùng tiến lên bắt Trần Huyền Phong, muốn kéo Trần Huyền Phong rời đi. Vẻ mặt vợ chồng Trần Phàm không ngẩn ra, trên mặt đều là bối rối. Mộ Dung Sùng Đức ông muốn làm gì, tôi chắc chắn sẽ ký hợp đồng với ông thả con tôi ra. Trần Phàm không nói. Tôi muốn làm gì ông hiểu rõ nhất, tốt nhất là bây giờ ông đi làm thêm một phần hợp đồng nữa, nói không chừng còn giữ được mạng của con trai ông, dẫn đi. Mộ Dung Sùng Đức lạnh lùng nói. Thân thể vợ chồng Trần Phàm không chấn động, tâm tình lập tức chìm vào đáy cốc. Mấy đại hán sắp kéo Trần Huyền Phong rời đi, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Thả cậu ấy, các người có thể còn sống rời đi. Đám Mộ Dung Sùng Đức nhíu mày, trong mắt hiện lên chút không vui, nhìn về phía phát ra âm thanh, ánh mắt lập tức nhìn về phía ba người. Các người là ai? Mộ Dung Sùng Đức trầm giọng hỏi. Người tham gia thịnh yến thiên tứ ông ta đều gần quen, ông ta chưa từng gặp ba người này lần nào, hai người trong đó còn là thanh niên như Trần Huyền Phong. Trần Huyền Phong nhìn thấy ba người này, vẻ mặt sửng sốt. Sử Hàng, Phương Nhân Hiếu, sao hai người lại tới đây? Ba người này không phải là ai khác, đúng là Sử Hàng, Phương Nhân Hiếu và A Hào. Tôi nghe nói cậu xảy ra chuyện, liền đi tìm lão đại, cậu đừng lo lắng, đây là người của lão đại. Anh ấy có thể giải quyết giúp cậu. Sử Hàng nói. Trần Huyền Phong nghe Sử Hàng nói, trên mặt không chỉ không có chút vui mừng, trái lại khó coi hơn. Chuyện về Mạc Phàm Sử Hàng biết, anh ta cũng biết một chút. Mạc Phàm là người của Mạc Gia Giang Nam, còn là một đệ tử rất được xem trọng ở Mạc Gia. Nhưng cho dù là người Mạc Gia thì thế nào, bối cảnh phía sau Mộ Dung Sùng Đức này rất to, cho dù là Mạc tiên sinh Mạc Gia cũng chưa chắc đã dám động vào. Càng không nói tới lão đại ký túc xá bọn họ chỉ là đệ tử của Mạc gia. Hơn nữa thời gian bọn họ tiếp xúc với Mạc Phàm không quá 5 lần. Quan hệ như vậy, chỉ đủ phái một người hầu tới, căn bản không có tác dụng. Huyền Phong, bọn họ là bạn học cùng phòng ký túc xá của con sao, con cảm ơn ý tốt của bọn họ, rồi bảo bọn họ quay về đi, ở đây không cần giúp đỡ. Trần Phàm không liếc mắt nhìn đám Sử Hàng một cái, lắc đầu, bất đắc dĩ nói.
Nếu mấy đệ tử Phú gia có thể giải quyết chuyện hôm nay, thì không cần phải phiền phức như thế. Những người này ở đây chỉ càng làm mọi chuyện trở nên phiền phức hơn, không thể giải quyết được. Bây giờ chuyện này đã đủ phiền phức, nếu lại để bọn họ xen vào, có khả năng không thể cứu Huyền Phong. Trần Huyền Phong còn chưa mở miệng, Mộ Dung Sùng Đức đã hơi nhếch miệng. Đợi một chút, lão đại mà các cậu nói là ai, lão đại Thanh Bang, hay là lão đại tập đoàn tài chính La Thị, hoặc lão đại gia tộc Gót Sen? Mộ Dung Sùng Đức cười hỏi. Cháu thấy không phải ai trong số đó, chỉ là lão đại ký túc xá đại học phân theo tuổi mà thôi. Tư Mã Trường Phong cười nói. Anh ta cũng đang học đại học, tất nhiên hiểu rõ chuyện ở trường học. Ở ký túc xá đều dựa theo tuổi tác, cơ bản không có gì đáng rõ. Lão đại phòng ký túc xá của anh ta là một tiểu tử từ nông thôn tới, mỗi ngày anh ta cho lão đại của bọn họ 100 đồng, phụ trách dọn dẹp và việc vặt trong phòng. Đây là lão đại mà đám Sử Hằng nói, không có tác dụng gì. Dựa vào quan hệ này, ở đây chỉ mất mặt xấu hổ mà thôi. Lão đại ở phòng ký túc xá, phốc. Một người vừa uống một ngụm rượu lập tức phun ra. Đúng là buồn cười. Những người khác cũng không nhìn được nở nụ cười, giống như một đám người nhìn người trưởng thành đang chơi đồ hàng như trẻ con. Vợ chồng Trần Phàm không giống như đã sớm dự đoán được, chỉ hơi nhíu mày. Sắc mặt Trần Huyền Phong, Sử Hàng và Phương Nhân Hiếu khó coi, trong mắt hiện lên giận dữ. Cười đủ chưa? A Hào nhíu mày, tiến lên trước một bước nói. Hửm! Không ít người nhướn mày lộ ra vẻ hơi bất ngờ, giống như đang đợi xem trò hay. Cậu là người mà lão đại của Trần Thiếu phái tới à, trái lại tôi cười chưa đủ, cậu có chuyện gì thì nói thẳng đi, có khả năng chúng tôi phải cười thêm lát nữa. Mộ Dung Sùng Đức cười nói. Tôi đã nói những lời tôi nói rồi, bây giờ cho ông một phút, cút từ nơi này ra, đợi tiên sinh nhà tôi đến, ông ngay cả tư cách cút cũng không có. A Hào lạnh lùng nói. A Hào vừa nói xong, không ít người lắc đầu cười. Mộ Dung Sùng Đức còn chưa mở miệng, Tư Mã Hồng Đồ đã bắt đầu xem miệng. Tiểu tử, cậu là người nhà ai phái tới, cậu có biết mình đang đứng ở nơi nào, cậu đang nói chuyện với ai không? Mộ Dung Sùng Đức là lão đại phương Bắc, nếu không đường đường là Trần gia võ đạo thế gia thủ đô, sao lại ăn nói khép nép trước mặt Mộ Dung Sùng Đức như vậy? Ngoài ra ngoại trừ thực lực của Mộ Dung Sùng Đức, thế lực đứng sau ông ta tìm cả Hoa Hạ cũng không tìm được 10 thế lực có thể đối đầu, chuyện này mới đáng sợ. Tiểu tử này lại dám nói chuyện với Mộ Dung Sùng Đức như vậy, chỉ có thể nói là không biết sống chết. Ông ta là ai tôi không cần biết, tôi là người nhà ai ông cũng không cần biết, bởi vì các ông không có tư cách. Vẻ mặt A Hào không thay đổi nói. Anh ta không nói gì thêm với đám Mộ Dung Sùng Đức, một tay khẽ đẩy xung quanh Trần Huyền Phong, cũng không thấy Kình Phong xuất hiện. Mấy đại hán xung quanh Trần Huyền Phong kêu lên đau đớn, cơ thể cong thành hình con tôm bay về phía sau, đập mạnh vào tường. Bây giờ các cậu có thể rời đi, chuyện còn lại giao cho tôi là được, các cậu không cần xen vào. A Hào nói với Trần Huyền Phong. Không ít người ở đây sửng sốt, sắc mặt vợ chồng Trần Phàm không càng khó coi hơn nữa. Trần gia bọn họ là võ đạo thế gia, Trần Phàm không cũng là cao thủ trúc cơ hậu kỳ, nếu có thể dùng vũ lực giải quyết. Ông đã sớm ra tay, hà tất phải đợi tới bây giờ. Quả thật một trưởng của A Hào rất tinh diệu, hẳn là tu vi tiên thiên tông sư. Nhưng tiên thiên tông sư bình thường ở Mạc gia, không đáng nhắc tới trước mặt Mộ Dung Sùng Đức. Mộ Dung Sùng Đức nhíu mày, nhưng lông mày lập tức giãn ra, không có một chút sợ hãi. Chẳng trách lá gan của cậu lại lớn như vậy, hóa ra là thật sự có tài, Trần tiên sinh, vị cao thủ này đã nói rồi đó, các ông còn không đi nhanh. Đợi người của tôi tới, các ông muốn chạy cũng không chạy được rồi. Mộ Dung Sùng Đức giơ một tay ôm má, cười hỏi. Trần Phàm không nắm chặt tay, ông mà đi thật, có khả năng không đưa được con trai về, còn phải trả cái giá rất đắt. Thấy chưa, tôi không ngăn cản bọn họ rời đi, là Trần công tử làm sai chuyện, không giải quyết thì đừng nghĩ tới chuyện rời đi. Mộ Dung Sùng Đức thấy cha con Trần gia vẫn không nhúc nhích, cười đắc ý nói. A Hào nhíu mày. Trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Tiểu tử, hay là như vậy đi, quả thật có khả năng tôi không đủ tư cách, nhưng nếu cậu nói cho tôi biết cậu là người nhà nào, có khả năng bọn họ dám rời đi đó. Mộ Dung Sùng Đức hơi nhếch miệng nói. Mạc gia Giang Nam, đủ để bọn họ rời đi chưa? A Hào do dự một lát, vẫn nói. Hắn vừa nói xong,
vẻ mặt không ít người thay đổi. Sao bọn họ không biết Mạc Gia Giang Nam, nhất là gần đây, quả thực như sấm vang bên tai. Mộ Dung Sùng Đức cũng nhíu mày, lộ ra một chút bất ngờ, nhưng ông ta nhanh chóng khôi phục như thường. Quả thật Mạc Gia rất lợi hại, nhưng mà cậu không được, cậu còn chưa có tư cách này, nếu là Mạc tiên sinh gia chủ Mạc Gia tới, có lẽ còn có thể nói chút chuyện với tôi. Ông sao, bảo Mạc tiên sinh nói với ông xứng à? A Hào nhíu mày, lạnh lùng nói. Đợi Mạc tiên sinh các cậu tới đây, cậu sẽ biết tôi có tư cách này hay không, nếu không có khả năng bọn họ không dám đi rồi. Mộ Dung Sùng Đức bưng một ly rượu lên, mỉm cười nói. Mạc Gia thì thế nào, chỉ là một quân cờ ở trước mặt thế lực sau lưng ông ta. Đúng lúc này bên trong du thuyền náo nhiệt lập tức im lặng lại, chỉ có âm thanh bước chân ba người và giọng một người. Ông không có tư cách này. Giọng nói này vừa vang lên, một nam một nữ dẫn theo một cô bé đi tới tầng 2 du thuyền. Trong du thuyền vốn có không ít người chú ý chuyện ở nơi này, lần này toàn bộ bị hấp dẫn. Bọn họ là ai? Có người tò mò hỏi. Không biết, hẳn là đệ tử thế gia nổi tiếng nào đó. Người bên cạnh lắc đầu. Đám Mạc phàm không nhiều tuổi, trong công tử và tiểu thư nổi tiếng không có hai người kia. Vậy mà không có danh tiếng cũng dám quản chuyện Mộ Dung gia, muốn chết à? Bây giờ người trẻ tuổi đều như vậy, không biết lớn nhỏ, làm việc cũng không quan tâm tới hậu quả, đối với tiền bối thì không có chút kính sợ, xảy ra chuyện chỉ biết quỳ xuống cầu xin. Có người lắc đầu nói. Một đám người vừa nhìn vừa bình luận. Lão đại, sao cậu lại tới đây, không phải cậu đang bế quan sao? Sử Hàng, Phương Nhân Hiếu và Trần Huyền Phong nhìn thấy Mạc Phàm thì trước mắt sáng lên, Sử Hàng hỏi. Anh em mới xuất quan, liền tới đây ngay. Tiểu Vũ nắm tay Mạc Phàm nói. A Hào nhìn thấy Mạc Phàm, hơi cúi người với Mạc Phàm. Năm ngón tay anh ta mở ra, tay kéo về phía sau. Ghế sofa ở phía đối diện đám Mộ Dung Sùng Đức được kéo đến phía sau Mạc Phàm. Bác trai, bác gái, cháu là huynh đệ của Huyền Phong ở Đại học Đông Hải, mời hai người ngồi. Mạc Phàm thấy vợ chồng Trần Phàm không vô cùng lo lắng, một tay vươn ra làm tư thế mời, nho nhã lễ độ nói. Kiếp trước lúc năm nhất, vợ chồng Trần Phàm không đã tới ký túc xá bọn họ, mời bọn họ ăn cơm, còn đưa bọn họ ra ngoài chơi mấy lần, gửi đồ tới đều gửi 4 phần. Là một đôi vợ chồng vô cùng tốt bụng. Vợ chồng Trần Phàm không nhìn thoáng qua nhau, lại nhìn Trần Huyền Phong, vẻ mặt khó xử. Khí chàng của Mạc Phàm rất sung túc, nhưng Mạc Phàm có thể giải quyết được chuyện này sao? Nếu bọn họ ngồi xuống, sẽ đối nghịch với Mộ Dung Sùng Đức. Trần Huyền Phong nhíu chặt mày, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Anh ta chỉ biết Mạc Phàm có quân hàm, là người của Mạc gia, còn không biết những chuyện khác. Nếu Mạc Phàm có thể mời Mạc tiên sinh của Mạc gia tới có lẽ sẽ giải quyết được chuyện này giúp anh ta, chỉ là Mạc Phàm tới thì quá khó rồi. Chú, dì, hai người ngồi đi, chuyện này cứ giao cho anh trai cháu là được rồi, nếu anh trai cháu đã tới đây, Mạc gia cháu sẽ giải quyết giúp mọi người. Tiểu Vũ nói, chuyện này, được rồi, cảm ơn Mạc cô nương. Trần Phàm không do dự một lát, cười dịu dàng với Tiểu Vũ, vẫn ngồi xuống. Chuyện đã đến tình cảnh này rồi, cho dù sai thêm cũng chẳng sao. Nhớ đâu Mạc gia thật sự giúp bọn họ chuyện này như lời Tiểu Vũ, vậy không phải không là chuyện tốt. Mạc tiên sinh kém thực lực sau lưng Mộ Dung Sùng Đức một chút, nhưng dư giả đối phó Mộ Dung Sùng Đức. Các cậu cũng ngồi đi, đã lâu rồi không gặp, chúng ta uống một ly. Mạc Phàm nói với Sử Hàng, Trần Huyền Phong và Phương Nhân Hiếu. Sử Hàng và Phương Nhân Hiếu ngồi xuống. Trần Huyền Phong do dự một lát, cũng ngồi xuống. Mạc Phàm vẫy tay với thị nữ ở bên cạnh, thị nữ kia vội vàng bưng mấy ly rượu tới. Mấy vị tiên sinh, mời dùng. Mạc Phàm kính vợ chồng Trần Phàm không một ly, lại uống một ly với đám Sử Hàng. Làm xong những chuyện này, hắn vẫn không để ý tới Mộ Dung Sùng Đức, lấy một đĩa bánh ngọt đưa cho Tiểu Vũ. Từ đầu tới cuối hắn làm như không thấy đám Mộ Dung Sùng Đức. Đám Mộ Dung Sùng Đức nhíu mày, tươi cười trên mặt càng cứng ngắc, nhất là khi Mạc Phàm coi ông ta như không khí, ánh mắt ông ta càng ngày càng sắc bén hơn. Tiểu tử này không nhiều tuổi, trái lại dáng vẻ rất ngạo mạn. Tiểu tử, cậu là ai, cậu có biết cậu đang làm gì không, có phải cậu không muốn sống nữa? Tư Mã Trường Phong thấy Mộ Dung Sùng Đức giận dữ, trầm giọng nói. Mạc Phàm vốn đang đút bánh ngọt cho Tiểu Vũ ăn,
nghe thấy lời Tư Mã Trường Phong nói, động tác của hắn vẫn không dừng lại, vẫn xúc một miếng đút cho Tiểu Vũ. Cậu ta là ai thế? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Cậu ta và mấy người trẻ tuổi khuyên Trần Công Tử uống ly rượu có thôi tình dược, nhưng bây giờ cậu ta lại nói cậu ta ăn tinh khí đan do Trần Công Tử đưa, sau đó làm ra chuyện kia. A Hào giải thích. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Tư Mã Trường Phong một cái. Vậy vì sao cậu ta còn ở đây? Mạc Phàm nhíu mày hỏi. Là lỗi của tôi lập tức đi làm. A Hào vươn một tay về phía Tư Mã Trường Phong, Tư Mã Trường Phong lập tức như con gà được xách lên, không ngừng giãy giụa trong không trung. A Hào ném một cái, Tư Mã Trường Phong để lại một chuỗi bóng người trong không trung, thông qua cửa du thuyền bay ra ngoài. Bùm bùm, bay thẳng cách du thuyền 100 mét, lúc này Tư Mã Trường Phong mới rơi vào trong nước biển. Trên du thuyền, không ít khách nhân đang nói chuyện với nhau nhìn thấy nhân ảnh này, tất cả đều ngây ngốc. Xảy ra chuyện gì thế? Người nào gây chuyện ở Thịnh Yến Thiên Tứ thế, lá gan không nhỏ đâu. Có người lạnh lùng nói. Ở trường hợp này rất dễ xảy ra mâu thuẫn, nhất là sau khi uống say, vì bảo đảm an toàn trong Thịnh Yến Thiên Tứ, bình thường người tổ chức sẽ bố trí cao thủ. Phàm là có chuyện, vậy đợi bị cho cá mập ăn đi, cậu là ai mà dám ra tay với con tôi, cậu có biết đây là nơi nào không, cậu có biết tôi là... Tư Mã Hồng Đồ phản ứng kịp, nhíu mày hỏi. Ông ta còn chưa nói hết câu thì cảm thấy cổ bị bóp chặt, ngay sau đó người bay ra ngoài. Mạc tiên sinh nhà chúng tôi không cần biết ông là ai, cũng không cần phải quan tâm nơi này là nơi nào. Sau khi đuổi cha con này ra ngoài, A Hào cũng không rảnh rỗi, hai tay anh ta vũ động, đám người đi cùng Tư Mã Trường Phong và cha bọn họ được A Hào tặng vé máy bay miễn phí, bay vào trong biển. Chỉ trong phút chốc trên du thuyền tầng 2 chỉ còn đám Mạc Phàm, cùng với đám Mộ Dung Sùng Đức. Mộ Dung Sùng Đức nhìn mấy người ở xung quanh với vẻ kiêng kỵ, sắc mặt Mộ Dung Sùng Đức cũng khó coi tới cực hạn, trong đôi mắt nhìn về phía Mạc Phàm tràn đầy giận dữ. Tiểu tử, tôi gặp không ít người độ tuổi như cậu, nhưng người lớn gan như vậy, cậu là đầu tiên. Mộ Dung Sùng Đức nói từng câu từng chữ. Tiểu tử này vừa tới, không nói được mấy câu liền ném người đứng bên cạnh ông ta ra ngoài, lá gan đúng là không nhỏ. Ông nói xong rồi hả? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Mộ Dung Sùng Đức một cái. Mộ Dung Sùng Đức nhíu mày, sắc bén ở trong mắt lại thịnh hơn nhiều. Tiểu tử, cậu biết tôi là ai không, vậy mà dám phá hỏng chuyện tốt của tôi, nói cho cậu biết, nếu hôm nay Mạc Phàm Mạc tiên sinh không tới, cậu đừng nghĩ tới chuyện rời đi. Tiểu tử này không nhiều tuổi, đã vậy còn rất kiêu ngạo trước mặt ông ta, không giáo huấn cậu ta một chút sao được. Ông ta vừa nói xong có bóng người nhoáng lên một cái, không ít người xuất hiện ở chỗ Mạc Phàm, khí tức của mỗi người không yếu. Trong đó có một người đi đến bên cạnh Mộ Dung Sùng Đức, người này hơi cúi người xuống, nhìn về phía đám Mạc Phàm. Mộ Dung tiên sinh, tôi là quản lý đội bảo vệ của Thịnh Yến Thiên Tứ, là những người này ra tay với người của ông sao, cần tôi dẫn bọn họ đi không? Tiểu tử này sắp gặp xui xẻo rồi. Nhìn thấy những người này, có không ít người ở xung quanh nhỏ giọng nói. Nếu bảo vệ của Thịnh Yến Thiên Tứ tới đây, cho dù là ai ở trên du thuyền cũng không tạo nổi sóng gió gì. Không phải không có ai gây chuyện ở Thịnh Yến Thiên Tứ, lúc trước có một cao thủ tông phái nhìn chúng vợ một phú thương, dựa vào thực lực tiên thiên tông sư muốn bá vương ngạnh thượng cung, kết quả bị bảo vệ của Thịnh Yến Thiên Tứ đánh thành thái giám. Thực lực vô dụng ở đây, dựa vào thế lực tốt hơn. Sắc mặt một nhà ba người Trần Phàm không khó coi, trong mắt đều là lo lắng. Cậu ta ném người của tôi vào trong biển, chỉ mời ra ngoài là được à? Mộ Dung Sùng Đức hừ lạnh một tiếng, vô cùng bất mãn hỏi. Phá chuyện tốt của ông ta, đâu dễ giải quyết như vậy. Mộ Dung tiên sinh muốn thế nào, chỉ cần ông mở miệng, chúng tôi lập tức làm theo lời ông nói. Quản lý đội bảo vệ kia vội vàng nói. Vậy à, con người tôi rất hiểu lý lẽ. Người này ra tay với người của tôi, bắt tên này quỳ xuống trước đã. Mộ Dung Sùng Đức hơi nhếch miệng, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, chỉ vào A Hào thản nhiên nói. Không phải tiểu tử này muốn chơi sao, vậy thì chơi với cậu ta tới cùng. Quản lý đội bảo vệ kia hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh, nhìn về phía A Hào. Mộ Dung Sùng Đức là khách trên du thuyền này, ông chủ bọn họ đã yêu cầu phải chăm sóc đặc biệt. Khách quý yêu cầu. Sao có thể từ chối? Vị tiên sinh này,
theo tôi được biết cậu không phải là khách của Thịnh Yến Thiên Tứ chúng tôi, cậu không nằm trong nhóm khách mời, lại lên du thuyền đánh người của khách quý chúng tôi bị thương, cho nên mời cậu làm theo yêu cầu của khách quý, đừng để chúng tôi phải ra tay, nếu không sẽ không phải quỳ đơn giản như vậy đâu. Quản lý đội bảo vệ lạnh lùng nói. Bất luận là giọng điệu hay sắc mặt, không phải như khi đối mặt với Mộ Dung Sùng Đức. Ở bên cạnh Mạc Phàm, Tiểu Vũ đang được Mạc Phàm đút bánh nhíu mày, cái miệng khẽ nhếch lên. Anh, mấy người này thật hung dữ. Mạc Phàm lau miệng cho Tiểu Vũ, nhìn lướt qua quản lý đội bảo vệ và đám người mới tới. Quỳ xuống đúng không? Không sai, nhưng không phải cậu, là cậu ta. Quản lý đội bảo vệ gật đầu liên tục. Ông ta còn chưa nói xong, mấy chữ truyền từ miệng Mạc Phàm ra. Có thể, quỳ xuống. Cộp cộp cộp, âm thanh đầu gối chạm vào sàn nhà và tiếng kêu rên vang lên, bao gồm cả quản lý đội bảo vệ trong đó, tất cả những cao thủ đều quỳ trên mặt đất, trên mặt là đỏ bừng. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Tay mẹ Trần Huyền Phong run lên, thiếu chút nữa ly rơi xuống đất. Chuyện này, tiểu tử này cũng quá lớn gan rồi. Sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Phải biết rằng có thể tổ chức hoạt động quy mô lớn quốc tế, tuyệt đối không phải người bình thường. Mạc Phàm ném thuộc hạ của Mộ Dung Sùng Đức ra bên ngoài còn chưa tính, ngay cả cao thủ mời tới trên du thuyền cũng quỳ trên đất, không khác gì chui đầu vào giỏ. Mộ Dung Sùng Đức hơi híp mắt, đắc ý vừa xuất hiện trong mắt lập tức biến mất không thấy, thay vào đó là lửa giận không thể tiêu tan. Tiểu tử, xem như cậu lợi hại, nếu cậu có can đảm thì đừng rời đi, tôi xem cậu có thể cười bao lâu. Mộ Dung Sùng Đức nắm chặt ly rượu vang, trầm giọng nói. Ông ta lăn lộn trên thương trường lâu như vậy, có tình cảnh gì mà chưa từng thấy. Lúc này ông ta không cần làm gì, đợi là được. Yên tâm tôi sẽ không đi, gọi hậu trường lớn nhất của ông tới đây, tôi xem người đó có bảo vệ được ông không. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Hắn vốn có thể giết chết Mộ Dung Sùng Đức bằng một ý niệm trong đầu, nhưng so với giết chết Mộ Dung Sùng Đức hắn càng muốn xem người đứng sau lưng ông ta hắn không thể trêu vào là ai. Mạc Phàm vừa nói câu này xong, không ít người ở xung quanh đều lắc đầu. Đứa bé đúng là đứa bé, đây hoàn toàn là tìm đường chết. Phần lớn bên cạnh Mạc Phàm là cao thủ, nếu lúc này bọn họ rời đi, vẫn có thể thừa dịp người tổ chức Thịnh Yến Thiên Tứ chưa tới chạy trốn trước. Mạc Phàm lại lựa chọn ở lại, trúng phép khích tướng của Mộ Dung Sùng Đức. Nhưng không ai nhắc nhở. Bọn họ không quen Mạc Phàm, lúc này nhắc nhở Mạc Phàm chẳng khác nào đắc tội trên đầu lão hổ Mộ Dung Sùng Đức. Không cần vì một tiểu tử không biết trời cao đất rộng, mạo hiểm lớn như vậy. Mộ Dung Sùng Đức hơi nhếch miệng, cười nham hiểm. Vì cậu có chút khí phách, chúng tôi có thể cho cậu chết toàn thây. Ngay cả Mạc Phàm cũng không biết thân phận của ông ta. Ông ta vốn đang lo lắng Mạc Phàm sẽ chạy mất, xem ra lo lắng này là dư thừa rồi. Mạc Phàm lắc đầu cười, tiếp tục đút bánh ngọt cho Tiểu Vũ. Ông còn thất thần làm gì, không nhanh gọi ông chủ của ông tới đây. Mộ Dung Sùng Đức nói với quản lý đội bảo vệ. Mộ Dung tiên sinh đợi một lát, tôi đã thông báo cho ông chủ của tôi, ông ấy sẽ tới nhanh thôi. Ông ta vừa mới nói xong, không biết người nào kêu lên. Ông chủ Tống tới rồi. Không ít người nhìn về phía cửa đại sảnh du thuyền, một người đàn ông trung niên mặc tây trang giá trị xa xỉ, dẫn theo mấy chục người đi tới. Người đàn ông này không phải ai khác, đúng là Tống Gia Giang Nam, Tống Minh Huy thuộc hạ Mạc Phàm thần phục lúc trước. Tống Minh Huy vẫy tay với người phía sau, một đám người chặn cửa ra lại. Ông ta chỉ dẫn theo mấy người đi lên tầng 2. Nhìn thấy Tống Minh Huy, không ít người nhao nhao nhường một con đường, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm như nhìn người chết. Người tổ chức Thịnh Yến Thiên Tứ đã tới, tiểu tử này xong rồi. Chỉ trong phút chốc Tống Minh Huy đã tới tầng 2, nhìn thấy một đám thuộc hạ đang quỳ trên đất, lông mày ông ta nhíu lại, trong mắt xuất hiện giận dữ. Nhưng khi ông ta nhìn thấy Mạc Phàm đang đút đồ ăn cho Tiểu Vũ thì vẻ mặt sửng sốt, giận dữ trong mắt biến mất không còn, trong chớp mắt mồ hôi lạnh làm ướt đẫm lưng. Ông ta thấy Mạc Phàm không để ý đến mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hơi chỉnh quần áo đi về phía đám Mạc Phàm và Mộ Dung Sùng Đức. Mộ Dung Sùng Đức thấy Tống Minh Huy đi tới vốn vui vẻ, sau đó thay thế bằng giận dữ. Tống Minh Huy, đây là Thịnh Yến Thiên Tứ ông tổ chức sao, tôi và Trần Tiên Sinh bàn chuyện làm ăn ở đây, không chỉ có một đám người không mời tự đến, những người này còn ra tay ở đây, người của ông cũng không khác gì đám phế vật,
không có một chút tác dụng gì. Tôi nhớ rõ trước đây Thịnh Yến Thiên Tứ chưa từng xảy ra loại chuyện như vậy. Nếu ông không làm được, tôi thấy từ nay về sau ông đừng làm Thịnh Yến này thì hơn, tránh xảy ra chuyện ông lại không chịu trách nhiệm được. Mộ Dung Sùng Đức âm dương quái khí nói. Tống Minh Huy nhướng mày, cười khẽ. Mộ Dung tiên sinh ông khoan hãy tức giận, khách không mời mà tới và ra tay ông nói là ai thế, làm phiền ông chỉ giúp tôi một phen, tôi sẽ giúp ông giải quyết. Chẳng lẽ ông không nhìn thấy sao, nơi này ngoại trừ bọn họ ra còn những người khác à, nói cho ông biết, nếu ông không xử lý hẳn hoi chuyện này, Tống gia Giang Nam ông đợi xong đời đi. Vẻ mặt Mộ Dung Sùng Đức lạnh lẽo, nhìn đám Mạc Phàm trầm giọng nói. Mấy bọn họ sao? Tống Minh Huy liếc thấy vẻ mặt Mạc Phàm rất lạnh nhạt, nên rời mắt nhìn về phía Mộ Dung Sùng Đức. Mạc tiên sinh của chúng tôi không phải là khách không mời tự đến, nếu cậu ấy ra tay ở đây, vậy chắc chắn có lý do ra tay, hay là ông nói cho tôi biết vì sao lại bị đánh? Tống Minh Huy cười hỏi. Ông ta vừa nói những lời này, trong chớp mắt tầng 1 tầng 2 du thuyền vô cùng yên tĩnh, không có một chút âm thanh. Mạc tiên sinh, trong chớp mắt ngoại trừ một số người ra, ánh mắt những người khác đều nhìn về phía Mạc Phàm. Cậu ta là Mạc tiên sinh Mạc Gia Giang Nam sao? Làm sao có chuyện đó được? Bọn họ vẫn nghe lời đồn về Mạc tiên sinh, nhưng chưa từng gặp Mạc tiên sinh bao giờ, ai có thể ngờ Mạc tiên sinh lại trẻ như vậy, còn chưa tới 20 tuổi. Chẳng trách lại kiêu ngạo như vậy, quả thật Mạc tiên sinh có tư cách kiêu ngạo. Có người vô cùng khiếp sợ gật đầu. Tống Minh Huy có thể tổ chức Thịnh Yến Thiên Tứ, đó là vị có Mạc gia làm hậu thuẫn. Hiện giờ Mạc tiên sinh đích thân tới, cậu ta muốn làm gì ở đây chẳng được, bởi vì cậu ta là Mạc Phàm Mạc tiên sinh danh chấn thế giới. Vợ chồng Trần Phàm không cũng sửng sốt, sau đó đứng ngồi không yên, trong đôi mắt nhìn Mạc Phàm tràn đầy vẻ khó mà tin. Trần gia bọn họ là võ đạo thế gia thủ đô không sai, nhưng cho dù là lão gia tử nhà bọn họ cũng không đủ tư cách ngồi cùng ăn cùng Mạc Phàm. Hiện giờ bọn họ không chỉ ngồi cùng Mạc tiên sinh trong truyền thuyết, còn được Mạc tiên sinh kính rượu. Nếu biết sớm là Mạc Phàm, chắc chắn uống ly rượu này thơm hơn ly rượu khác nhiều. Ngay cả Trần Huyền Phong cũng vô cùng kinh ngạc, đứng bật dậy khỏi ghế. Lão đại, không, cậu là Mạc tiên sinh sao? Anh ta biết Mạc Phàm là người Mạc gia, nhưng chưa từng nghĩ Mạc Phàm là Mạc tiên sinh danh chấn thế giới. Cậu còn chưa tin à, không phải tôi từng nói với cậu rồi sao? Sử Hàng liếc mắt nhìn Trần Huyền Phong nói. Anh ta là người đầu tiên biết Mạc Phàm là Mạc tiên sinh, anh ta từng nói với Phương Nhân Hiếu và Trần Huyền Phong vài lần, Phương Nhân Hiếu bán tín bán nghi, Trần Huyền Phong thì không tin chút nào. Chuyện này, Trần Huyền Phong nuốt nước bọt, mãi mà chưa phản ứng kịp. Ngồi xuống đi, gọi tôi là Lão Đại hay Mạc Phàm được rồi. Mạc Phàm cười khẽ, nói. Trần Huyền Phong được Sử Hàng và Phương Nhân Hiếu lôi kéo. Lúc này mới ngồi xuống chỗ cũ, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mộ Dung Sùng Đức. Mạc tiên sinh, nên xử lý người này thế nào? Tống Minh Huy chỉ những thuộc hạ quỳ trên mặt đất lùi ra, hỏi Mạc Phàm. Mạc Phàm không thèm nhìn Mộ Dung Sùng Đức, đưa Tiểu Vũ cho A Hào. Tiểu Vũ đi chơi với chú A Hào một lát đi. Dạ. Tiểu Vũ nhu thuận nhảy lên người A Hào, được A Hào mang rời đi. Mộ Dung Sùng Đức ở phía đối diện nhíu mày. Sắc mặt vô cùng khó coi. Ông ta vốn bảo người mời Tống Minh Huy đối phó Mạc Phàm, dù thế nào ông ta cũng không ngờ người phá hủy chuyện tốt của ông ta là Mạc tiên sinh. Chẳng trách ông ta không có tư cách biết thân phận Mạc Phàm, quả thật ông ta không có tư cách này. Tuy ông ta là đại lão một phương, nhưng kém rất xa so với Mạc Phàm. Không thể không nói, lần này ông ta đã trúng tấm sắt rồi. Nhưng chỉ trong phút chốc ông ta khôi phục như thường. Tôi tưởng là ai, hóa ra là Mạc tiên sinh nhân tài kiệt xuất, đúng là thất kính, tại hạ là Mộ Dung Sùng Đức, bái kiến Mạc tiên sinh. Mộ Dung Sùng Đức hơi chỉnh quần áo, cúi người nói với Mạc Phàm. Giọng điệu khách sáo hơn trước không biết bao nhiêu lần. Là ông nói bạn tôi say rượu làm nhục con gái ông với một đám người, thật sự là vậy sao? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Chuyện này có phải hay không bạn của Mạc tiên sinh biết rất rõ mà, Mạc tiên sinh. Quả thật là tôi làm, tôi thừa nhận chuyện này, tôi cũng có thể cưới con gái ông, nhưng chắc chắn ly rượu các người cho tôi uống có bỏ thuốc. Trần Huyền Phong đứng dậy, tức giận nói. Bị bỏ thuốc, ai có thể chứng minh đây, mọi chuyện phải có chứng cứ, nếu không có chứng cứ tôi tin với tính cách của Mạc tiên sinh,
sẽ không đổ oan cho người tốt, cũng không bỏ qua cho người xấu đâu. Mộ Dung Sùng Đức cười, tâng bốc Mạc Phàm. Người biết ly rượu có thuốc chỉ có ông ta và một thuộc hạ, bây giờ thuộc hạ kia đã chết rồi. Dược mà ông ta hạ cho Trần Huyền Phong được cao thủ điều phối mà thành, cho dù thử máu cũng không kiểm tra được, bọn họ không có chút chứng cứ nào. Ông ta vừa mới dứt lời, chỉ nghe rắc một tiếng, âm thanh xương gãy vang lên. A, Mộ Dung Sùng Đức kêu thảm một tiếng, một chân quỳ trên mặt đất, khuôn mặt giật giật vô cùng hung dữ, dữ dằn xuất hiện trong mắt ông ta. Vẻ mặt không ít người ngẩn ra, không ít người há to miệng thành hình chữ O. Mạc tiên sinh, cậu có ý gì đây? Một quyền của Mộ Dung Sùng Đức đánh lên mặt đất, chịu đựng đau đớn quát. Có cần tôi lặp lại câu hỏi lần nữa không? Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lẽo, hỏi. Hắn hỏi Mộ Dung Sùng Đức, Mộ Dung Sùng Đức lại bảo hắn đi hỏi Trần Huyền Phong, lá gan đúng là không nhỏ. Không sai, bạn cậu và những người khác cùng làm nhục con gái tôi, Mạc tiên sinh muốn giúp bạn cậu bắt nạt tôi sao? Trong mắt Mộ Dung Sùng Đức lóe sáng lửa giận, nghiến răng nói. Bắt nạt ông phải đủ tư cách để tôi bắt nạt. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mộ Dung Sùng Đức hơi híp mắt, sắc bén tỏa từ mắt ông ta ra, nhưng ông ta không dám phản bác. Làm càn ở trước mặt Mạc Phàm, nơi này lại là địa bàn của Mạc Phàm, vẫn nên kiên nhẫn một chút thì hơn. Vì vậy ông muốn mạng cha mẹ bạn tôi sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Bạn cậu làm nhục khuê nữ bảo bối của tôi không có hứng với mạng cha mẹ cậu ta, nhưng dù thế nào cũng phải lấy thứ chân quý nhất của Trần gia làm bồi thường, đổi lại là Mạc tiên sinh hẳn là sẽ làm như vậy đi. Mộ Dung Sùng Đức hừ lạnh một tiếng nói. Rõ ràng là ông muốn lấy thứ kia của nhà tôi, nên sắp xếp ván cờ này cho tôi. Trần Huyền Phong tức giận nói. Trần công tử, cậu muốn nói gì cũng được, sự thật là sự thật. Mộ Dung Sùng Đức cười mỉa nói. Mạc Phàm hơi nhíu mày, nhưng lông mày lập tức giãn ra. Với hiểu biết của hắn đối với Trần Huyền Phong, chắc chắn Trần Huyền Phong không thể làm chuyện như vậy. Ngoài ra một chuyện như vậy không đủ khiến Mộ Dung Sùng Đức lấy mạng cha mẹ Trần Huyền Phong. Xem ra lấy mạng cha mẹ Trần Huyền Phong là thứ kia. Ông chỉ muốn nói những chuyện này sao? Mạc Phàm hỏi. Nếu Mạc tiên sinh ở đây, tôi có thể nhiều lời một chút, nói thật cho cậu biết, quả thật rượu trong ly Trần Huyền Phong có bỏ thuốc, cô gái bị đám Trần Huyền Phong chơi cũng không phải con gái tôi, là tôi bảo một người phụ nữ khác phẫu thuật thành con gái tôi để bọn họ chơi đùa. Mộ Dung Sùng Đức nhịn đau đứng dậy, cười âm hiểm nói, năm ngón tay Trần Huyền Phong nắm chặt, quả đấm vang lên răng rắc. Quả nhiên chuyện này do ông làm. Vợ chồng Trần Phàm không nhíu mày, mắt đảo liên tục. Mạc Phàm ở đây Mộ Dung Sùng Đức còn dám nói như vậy, tuyệt đối không phải là chuyện tốt, chỉ sợ. Nhưng cho dù các người biết chuyện này thì thế nào, nói cho các người biết, tôi nhất định phải lấy được thứ kia của Trần gia các người, ai tới cũng vô dụng. Mộ Dung Sùng Đức nhìn chằm chằm Mạc Phàm, cười nói. Vậy sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, đầy hứng thú nói. Mộ Dung Sùng Đức cười ngồi lên ghế sofa, cầm lấy ly rượu vang trên bàn uống một hơi cạn sạch, lúc này mới mở miệng. Mạc tiên sinh, tôi từng nghe nói tới uy danh của cậu rồi, cũng thường xuyên kính nể, còn trẻ tuổi mà đã có uy danh cỡ này, chỉ sợ trước không có ai sau này cũng chẳng tìm thấy, nhưng không biết Mạc tiên sinh từng nghe nói tới hội ngũ lão chưa? Hội ngũ lão? Nghe thấy mấy chữ này không ít người mờ mịt. Ở đây không ai không phải là nhân vật nổi tiếng, trên cơ bản đều biết Mộ Dung Sùng Đức có thực lực không nhỏ ở phía Bắc. Nhưng hội ngũ lão là gì? Chỉ có một số ít người là vẻ mặt ngẩn ra, mắt đảo liên tục. Bọn họ chỉ biết sau lưng Mộ Dung Sùng Đức có thế lực lớn, nếu không cũng không có khả năng tung hoành không sợ ở phía Bắc ngư long hỗn tạp, chỉ là không ngờ thế lực đứng sau Mộ Dung Sùng Đức là hội ngũ lão. Trong số những người thay đổi sắc mặt, có cả Trần Phàm không? Trần gia ở thủ đô biết một số tin tức nơi khác hơn một số người nhiều. Tin tức này là khi ông ta chấp hành một nhiệm vụ, tình cờ nghe được. Nói ra người của hội ngũ lão bất luận là uy vọng hay thực lực đều cao hơn lão gia tử Trần gia bọn họ mấy cấp bậc, khi nhắc tới hội ngũ lão đều vô cùng cẩn thận, đầy đủ để thấy địa vị của hội ngũ lão cao bao nhiêu. Vậy mà Mộ Dung Sùng Đức nhắc tới hội ngũ lão, lần này xong rồi. Hội ngũ lão tuyệt đối là uy chấn cả hoa hạ, tuy Mạc Phàm danh chấn thế giới, nhưng so với hội ngũ lão thì khác biệt như sao băng và mặt trời. Chẳng trách Mộ Dung Sùng Đức dám nói chân tướng ra,
Mộ Dung Sùng Đức là người của hội Ngũ Lão, vậy Mạc Phàm cũng không cứu được bọn họ, chân tướng thật giả cũng không quan trọng nữa. Nghĩ như vậy, trên mặt Trần Phàm không hiện lên tuyệt vọng. Mạc tiên sinh, chuyện này là Trần gia tôi gây họa, chúng tôi không làm phiền cậu nữa, Huyền Phong có thể kết giao với người bạn như cậu, đúng là vinh hạnh của Trần gia tôi, sau này mong Mạc tiên sinh chiếu cố Huyền Phong nhà chúng tôi nhiều hơn. Trần Phàm không chậm rãi đứng dậy, cúi người nói với Mạc Phàm. Chuyện này vốn không liên quan tới Mạc Phàm, nếu vì chuyện này mà kéo Mạc gia vào thì không hay, có khả năng còn mất mạng. Mộ Dung Sùng Đức nhìn thoáng qua Trần Phàm không, cười đắc ý. Trần tiên sinh không hổ là người của Trần gia thủ đô, vậy mà biết hội Ngũ Lão, Mạc tiên sinh, với thực lực của cậu giết chúng tôi rất đơn giản, có khả năng chỉ là chuyện một ánh mắt, nhưng nếu Mạc tiên sinh chưa từng nghe nói tới hội Ngũ Lão, tôi tặng cho cậu một chữ, cút. Mạc tiên sinh Giang Nam thì thế nào, chỉ là một tiểu tử mới bộc lộ tài năng mà thôi. Ở Hoa Hạ, phàm người không biết hội Ngũ Lão, đều là người không có tư cách biết. Như vậy nhất định phải quỳ trước mặt ông ta. Nếu Mạc Phàm khách sáo với ông ta một chút, nể mặt Mạc tiên sinh Giang Nam đích thân tới, có lẽ ông ta sẽ cho Mạc Phàm chút mặt mũi, không đến mức tuyệt tình như vậy. Mạc Phàm lại đánh gãy chân ông ta, vậy thì đừng trách ông ta không khách sáo. Hội Ngũ Lão. Mạc Phàm cũng không tức giận, khẽ nâng mí mắt nhìn thoáng qua Mộ Dung Sùng Đức đang vênh váo đắc ý. Hắn mới có giao tế với hội Ngũ Lão, bên này đã gặp được người của hội Ngũ Lão, có thể nói là rất khéo, cũng có thể nói là không khéo. Hạ nhân của hội Ngũ Lão, quả thật Trần gia không đắc tội nổi. Nếu tôi từ chối thì sao? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Mộ Dung Sùng Đức giang hai tay ra, dáng vẻ không sao cả. Nếu Mạc tiên sinh không cút, vậy thì tôi cút, đương nhiên Mạc tiên sinh cũng có thể giết tôi, nhưng cho dù thế nào chuyện này chưa xong đâu, chúng ta vẫn còn gặp lại, nhưng hy vọng lần sau gặp Mạc tiên sinh sẽ biết hội Ngũ Lão, mà còn bình tĩnh như bây giờ. Ra tay với Mạc Phàm là chuyện vô cùng ngu xuẩn, Mạc Phàm cố ý làm vậy, vậy thì nhìn là được, xem ai có thể cười tới cùng. Nói xong ông ta rời đôi mắt hung ác nham hiểm, nhìn về phía Trần Phàm không. Còn nữa Trần tiên sinh, nếu hôm nay tôi không lấy được thứ tôi cần, hay là không có biện pháp rời khỏi nơi này, Trần gia ông phải trả cái giá gấp 10 lần hôm nay mới được, hẳn là ông không hoài nghi hội Ngũ Lão sẽ không làm những chuyện này đúng không? Với hiểu biết của ông ta về Mạc Phàm, khả năng ông ta bình yên rời khỏi đây rất nhỏ, Mạc Phàm không sợ cũng không sao, ông ta không tin Mạc Phàm không sợ Trần gia bị hội Ngũ Lão trừng phạt. Chuyện này, vẻ mặt Trần Phàm không khiếp sợ, giống như bị sét đánh. Nếu hội Ngũ Lão ra tay, đừng nói là trừng phạt gấp 10 lần hôm nay, 100 lần ông ta cũng không nghi ngờ. Mạc tiên sinh, chú Trần ngồi đi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Một tay hắn vươn ra, khẽ ấn xuống dưới một cái, Trần Phàm không bị một lực lượng kéo ngồi lên ghế sofa. Hắn không liếc mắt nhìn Mộ Dung Sùng Đức một cái, ánh mắt nhìn một góc cách đó không xa. Trong góc này, Âu Dương Nhược Tuyết mặc áo gió rộng một tay ôm ngực, một tay cầm ly rượu vang, đang uống rượu giải sầu một mình. Cảm nhận được ánh mắt của Mạc Phàm, trong mắt cô ta tràn đầy lửa giận nhìn về phía Mạc Phàm. Làm gì, tên lưu manh? Âu Dương tiểu thư, cô cũng là người của hội Ngũ Lão, cô nói xem là tôi ra tay giết ông ta, hay là hội Ngũ Lão cô tự mình giải quyết đây? Mạc Phàm thản nhiên nói. Không phải hắn không thể ra tay, chỉ là nơi này có người của hội Ngũ Lão, vì sao không cần? Người của hội Ngũ Lão? Vẻ mặt mọi người sửng sốt, ánh mắt kỳ lạ nhìn Âu Dương Nhược Tuyết. Nhất là Mộ Dung Sùng Đức, trong chớp mắt sắc mặt khó coi. Thế lực đứng sau ông ta là hội Ngũ Lão, nói đơn giản ông ta chỉ là nhân viên bên ngoài của hội Ngũ Lão, làm việc thay hội Ngũ Lão. Nếu Mạc Phàm giết người của hội Ngũ Lão, vậy mọi chuyện không ổn rồi. Ông ta nhìn về phía Âu Dương Nhược Tuyết, lông mày hơi nhíu lại, thở phào nhẹ nhõm, tươi cười xuất hiện trên mặt ông ta lần nữa. Vị cô nương này cũng là người của hội Ngũ Lão sao, đúng là khéo thật, nhưng có câu tôi muốn nói với cô nương, giả mạo người của hội Ngũ Lão chúng tôi sẽ bị trừng phạt rất nghiêm trọng, cho nên nói chuyện phải chú ý tới hậu quả. Theo ông ta biết, hội Ngũ Lão không khác hội huynh đệ ở châu Âu mấy, rất ít khi thu nạp thành viên nữ, nhất là phụ nữ trẻ tuổi như Âu Dương Nhược Tuyết, người nhỏ nhất bên trong cũng phải 40-50 tuổi trở lên. Nếu Âu Dương Nhược Tuyết là người của hội Ngũ Lão, vậy Mộ Dung Sùng Đức này là Ngũ Lão rồi.
Âu Dương Nhược Tuyết nhíu mày, cô ta vốn không định quản chuyện này. Thành viên của hội ngũ lão không nhiều lắm, nhưng thế lực cấp dưới thì có ở khắp Hoa Hạ, khó tránh khỏi có người giống như Mộ Dung Sùng Đức, nếu cô ta đi quản chuyện như vậy, quản cả đời cũng không xong. Nhất là chuyện liên quan tới Mạc Phàm, cô ta lại càng không muốn quản, lúc này cô ta chỉ mong sao có đại lão nào đứng ra thu thập Mạc Phàm. Nhưng Mộ Dung Sùng Đức này lại dám nói cô ta là giả. Cô ta vốn kìm nén đầy bụng lửa giận ở Mạc gia và ở chỗ Mạc Phàm, đang không có nơi để phát tiết. Cô ta để ly rượu lên khay thị nữ bên cạnh đang cầm, đi về phía Mộ Dung Sùng Đức. Vị cô nương này, cô muốn làm gì? Mộ Dung Sùng Đức thấy Âu Dương Nhược Tuyết hùng hổ đi tới, nhíu mày hỏi. Ông là thuộc hạ của bác lão cô Kình Thương đúng không? Không đúng, ông còn chưa tới cấp bậc này, ông hẳn là thuộc hạ của Thiên Lang Gia Cát Vô Dạ được đề cử làm bác lão. Âu Dương Nhược Tuyết lạnh lùng nói. Mộ Dung Sùng Đức này nói khẩu âm của phương Bắc, lại tự xưng là người của hội ngũ lão, chỉ có thể là người của Gia Cát Vô Dạ. Cô, sao cô biết? Mắt Mộ Dung Sùng Đức mở to, vô cùng khiếp sợ hỏi. Tôi sao, bổn đại tiểu thư tên là Âu Dương Nhược Tuyết, nếu ông tự xưng là người của hội ngũ lão, hẳn là từng nghe thấy tên này rồi. Những lời này vừa vang lên, Mộ Dung Sùng Đức lập tức quỳ trên mặt đất. Âu Dương Nhược Tuyết. Trong hội ngũ lão có rất ít nữ, nhưng chẳng phải không có mỹ nữ, Âu Dương Nhược Tuyết là người nổi tiếng nhất trong số đó. Cháu gái của Âu Dương Phi Long Tây lão trong ngũ lão, đồ đệ Hoàng Phủ Thái Ất Đông lão thích nhất, người trẻ tuổi nhất được đề cử làm ngũ lão. Nghe nói Âu Dương Nhược Tuyết đẹp như thiên tiên, ông ta vẫn chưa từng được gặp, vậy mà cô nàng này là Âu Dương Nhược Tuyết. Trái lại Âu Dương Nhược Tuyết rất xinh đẹp, nhưng ông ta có cảm giác xinh đẹp này hơi nguy hiểm. Cô thật sự là Âu Dương tiểu thư sao? Mộ Dung Sùng Đức ấp úng nói. Xem ra ông không biết bổn đại tiểu thư, vậy ông biết thứ này đúng không? Trên tay Âu Dương Nhược Tuyết chớp lóe thanh quang, một thẻ bài giống vàng lại không phải vàng giống gỗ lại không phải gỗ xuất hiện trong tay cô ta. Thẻ bài này to bằng lòng bàn tay, toàn thân óng ánh, xung quanh là năm con thanh long quấn lấy nhau, ở giữa là một hạt châu màu trắng. Ngũ lão lệnh. Mắt Mộ Dung Sùng Đức mở to, trong chớp mắt trên mặt không còn huyết sắc. Ông ta từng thấy thẻ bài như vậy trong tay Gia Cát Vô Dạ một lần, chẳng qua là khác màu, thẻ bài của Gia Cát Vô Dạ là màu đen tuyền, của Âu Dương Nhược Tuyết là màu trắng. Trên thế giới có tổng cộng 10 khối thẻ bài này, đều nằm trong tay ngũ lão và được đề cử làm ngũ lão. Cô nàng này có thể lấy một cái trong đó ra, chắc chắn là Âu Dương Nhược Tuyết rồi. Cần tôi bảo Gia Cát Vô Dạ gọi điện thoại cho ông không? Âu Dương Nhược Tuyết lạnh lùng nói. Chuyện này. Mắt Mộ Dung Sùng Đức đảo liên tục, giống như kiến đang bò trên chảo nóng, bối rối không biết làm gì. Âu Dương tiểu thư, là tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, mong cô đại nhân không chấp nhận lỗi lầm của tiểu nhân, tha cho tôi một lần. Tha cho ông, để ông tiếp tục bày ván cờ của ông, sau đó lấy tên tuổi của hội ngũ lão đi làm chuyện xấu xa như vậy sao? Ánh mắt Âu Dương Nhược Tuyết phát lạnh, hỏi. Chuyện này. Tôi làm như vậy cũng là vì có nỗi khổ, là Trần Tiên Sinh từ chối bán thứ kia cho chúng tôi, mà lại bán cho một đám người ngoại quốc, nếu ông ta đồng ý bán cho tôi đồng ý trả gấp 2, gấp 3 đám người ngoại quốc cũng được. Mộ Dung Sùng Đức chớp mắt, nói. Là thứ ở đảo Bồng Lai sao? Âu Dương Nhược Tuyết nhướng mày, nhìn thoáng qua Trần Phàm không hỏi. Chuyện 10 năm gần đây của Hoa Hạ liên quan tới hội ngũ lão và tông môn ẩn thế cô ta đều biết. Chuyện liên quan giữa hội ngũ lão và tông môn ẩn thế cô ta biết 80%, hiện giờ thì gần 50%. Liên quan tới Trần Gia là thứ ở đảo Bồng Lai. Âu Dương tiểu thư minh xét, đúng là thứ đó, nếu thứ này được phát hiện ở Hoa Hạ chúng ta, sao có thể bán cho những lão già ngoại quốc, lúc này tôi mới nghĩ ra hạ sách này, lấy được thứ này tới tay. Trong lòng Mộ Dung Sùng Đức vui vẻ, gật đầu, giống như ông ta rất khó xử. Thứ đó là Trần Gia tìm được. Ông ta muốn bán cho ai thì liên quan gì tới ông ta không bán cho ông lại muốn con ông ta thành thái giám, Gia Cát Vô Dạ dạy các ông làm việc như vậy à? Âu Dương Nhược Tuyết không chỉ không có chút đồng tình, trái lại cao giọng hỏi. Vẻ mặt Mộ Dung Sùng Đức sửng sốt, tâm tình lập tức chìm vào đáy cốc. Ông ta tưởng rằng nể mặt ông ta là thuộc hạ của Gia Cát Vô Dạ, Âu Dương Nhược Tuyết sẽ giúp ông ta một chút, lần này xong rồi. Đúng là không liên quan tới tôi. Ông làm chuyện không nên làm,
ông nói xem nên làm sao bây giờ. Trong mắt Âu Dương Nhược Tuyết lóe lên ánh sáng lạnh, lạnh lùng nói. Tôi sai rồi, Âu Dương tiểu thư cứu tôi. Mộ Dung Sùng Đức như thấy cọng rơm cứu mạng, ăn nói khép nép. Dựa theo ông ta biết, trong số những người đắc tội Mạc Phàm không có một ai có kết cục tốt, nếu Âu Dương Nhược Tuyết không cứu ông ta, có khả năng hôm nay ông ta xong rồi. Tôi không thể cứu được ông, Gia Cát Vô Giả cũng không thể cứu được ông, tự ông xem mà làm đi. Vẻ mặt Âu Dương Nhược Tuyết đầy chán ghét nói. Đổi lại là những người khác, lúc khác, có lẽ cô ta còn nghĩ biện pháp giải quyết, dù sao Mộ Dung Sùng Đức cũng là người của hội ngũ lão bọn họ, cho dù Mộ Dung Sùng Đức không đúng, cũng phải che chở một chút. Nhưng người đối diện là Mạc Phàm, vẫn là thôi đi. Chỉ trong 3 ngày Mạc Phàm đã luyện chế ra được thứ tương đương với bom nguyên tử, thần điện và hắc ám giáo đình đều bị cậu ta hủy đi, Tần Vô Nhai và người của tông môn ẩn thế không rõ sống chết. Người Mộ Dung Sùng Đức đắc tội có thể khiến Mạc Phàm đích thân tới, cô ta cũng không thể trêu vào. Mộ Dung Sùng Đức do dự một lát, nhìn Mạc Phàm với vẻ vô cùng đáng thương. Mạc tiên sinh tôi sai rồi, mong cậu đại nhân đại lượng, tha cho tôi một lần. Có thể làm tới vị trí này của ông ta chắc chắn không phải kẻ ngốc, Âu Dương Nhược Tuyết không giúp ông ta, vậy chỉ có một khả năng Mạc Phàm cường đại tới mức hội ngũ lão cũng không giúp được. Lúc này mà không chịu cúi đầu, chỉ có đường chết. Tha cho ông, tôi nhớ rõ ông từng nói với tôi không thể rời khỏi nơi này, Trần gia phải trả giá gấp 10 lần đúng không? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Không dám Mộ Dung Sùng Đức vội vàng lắc đầu. Nếu sớm biết Mạc Phàm cường đại tới mức ngay cả hội ngũ lão đều kiêng kỵ, ông ta tuyệt đối không dám nói những lời này. Ông không dám tôi dám, bây giờ ông biết tôi là ai chưa? Mạc Phàm nhìn thoáng qua quản lý đội bảo vệ lúc trước. Đã biết, Mạc tiên sinh, vừa rồi tôi. Quản lý đội bảo vệ kia vội vàng cúi người gật đầu. Lúc này ông ta không biết Mạc Phàm, vậy đúng là đầu bị dỉ sắt rồi. Ông có mị dược không? Mạc Phàm hỏi. Không có. Tôi có thể tìm người phối thứ này. Tống Minh Huy ở bên cạnh nhíu mày, vội vàng nói. Thịnh Yến Thiên Tứ diễn ra trong mấy ngày? Mạc Phàm hỏi tiếp. Chuyện này, sớm định ra là 4 ngày. Bình thường 10 ngày thì tàn. Được rồi, không phải ông ta thích hạ dược người khác à, trong 10 ngày thịnh yến thiên tứ, mỗi ngày hạ dược ông ta một lần, chưa tới kết thúc thịnh yến, thì không thể dừng lại. Mạc Phàm thản nhiên nói. Dạ, Mạc tiên sinh. Quản lý đội bảo vệ kia cung kính nói. Vẻ mặt Mộ Dung Sùng Đức sửng sốt, quả thật ông ta từng dùng mị dược với người khác, nhưng chưa từng dùng với mình. Mạc Phàm cho ông ta ăn mị dược trong 10 ngày. Còn khó chịu hơn là giết ông ta, 10 ngày sau cho dù ông ta còn sống, người cũng bị phế đi. Mạc tiên sinh, tôi là người của Bắc lão, cậu không thể đối xử với tôi như vậy. Ông không hài lòng với trừng phạt của tôi sao? Mạc Phàm nhíu mày hỏi. Không có, chỉ là... Mộ Dung Sùng Đức hơi khó xử nói. Nếu ông ta dám nói không hài lòng, chỉ sợ không phải là ăn mị dược 10 ngày. Từ hôm nay trở đi... Nếu Trần gia thủ đô có một người bị cảm mạo hay ngộ độc thức ăn gì đó, tôi sẽ khiến Mộ Dung Sùng Đức ông chúng độc thật. Mạc Phàm nói tiếp. Chuyện này. Mặt Mộ Dung Sùng Đức xám như cho tàn. Ông ta không làm gì được Mạc Phàm, nhưng có thể đối phó Trần gia, đợi qua thịnh yến thiên tứ, Trần gia đợi gặp tai họa đi. Nhưng Mạc Phàm nói câu này, không chỉ chặt đứt con đường này, sau này ông ta phải luôn ân cần hỏi thăm Trần gia, tránh để người Trần gia xảy ra vấn đề. Ông không phục à? Mạc Phàm nhíu mày hỏi. Tôi phục. Mộ Dung Sùng Đức nuốt nước bọt, vội vàng gật đầu. Còn nữa, bảo Bác lão và Gia Cát Vô Dạ cho tôi lời giải thích, nếu không thì nói với bọn họ, lôi điện màu đỏ sẽ hàng lâm phía Bắc. Mạc Phàm cao giọng, lạnh lùng nói. Hắn vừa mới nói xong, một đạo lôi diện huyết sắc đánh lên bàn đá cẩm thạch bên cạnh Mộ Dung Sùng Đức. Trong chớp mắt bàn đá cẩm thạch biến mất giống như chưa từng tồn tại, xung quanh đều vô cùng khiếp sợ. Không ít người nuốt nước bọt theo bản năng, trong mắt đều là khiếp sợ. Cái bàn kia do đá cẩm thạch tạo ra, cho dù là lôi điện cường đại tới mấy cũng chỉ đốt nó thành cho tàn, vậy mà Mạc Phàm có thể khiến chiếc bàn hóa thành hư ảo. Đây là thực lực của Mạc tiên sinh sao? Không chỉ bọn họ, trong mắt Âu Dương Nhược Tuyết cũng lóe lên dị sắc. Lúc trước cô ta chưa từng thấy Mạc Phàm ra tay, nên không thấy Mạc Phàm mạnh bao nhiêu,
nhưng lần này cô ta không chỉ thấy được một phần thực lực của Mạc Phàm, cũng thấy được khí phách của Mạc Phàm nữa. Một đạo lôi điện khiến bàn đá biến mất, cô ta không làm được. Lôi điện màu đỏ hàng lâm phía bắc, cô ta cũng không dám. Người này trẻ tuổi hơn cô ta, nhưng quả thật mạnh hơn cô ta nhiều. Mộ Dung Sùng Đức lại càng bị dọa ngốc, cơ thể không ngừng run rẩy, miệng ấp úng hồi lâu mà không thể nói ra một câu. Mạc Phàm không để ý tới Mộ Dung Sùng Đức, nếu như vậy Mộ Dung Sùng Đức còn dám ra tay với Trần gia, vậy đúng là ăn long tâm phượng hoàng đảm. Hắn nói chuyện với vợ chồng Trần Phàm Không và đám Sử Hàng một lát, rồi muốn đứng dậy rời đi. Chuyện của Trần Huyền Phong đã giải quyết xong rồi, hắn có thể đi tìm một số thiên tài địa bảo và người hạ huyết độc. Nếu không giải quyết hai chuyện này, sẽ là tai họa ngầm. Hắn vừa mới đứng dậy, Trần Phàm Không cũng đứng dậy theo. Mạc tiên sinh, có thể xin cậu một chút thời gian không? Có chuyện gì sao, chú Trần? Mạc Phàm tò mò hỏi. Tôi muốn mời cậu xem thử thứ Trần gia chúng tôi tìm được ở đảo Bồng Lai, không biết Mạc tiên sinh có rảnh không? Trần Phàm Không nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Mạc Phàm nhớn mày, hắn vẫn rất tò mò thứ gì liên quan tới tính mạng cả nhà Trần gia, còn khiến thuộc hạ của hội ngũ lão động tâm. Nếu đã đến đây rồi vậy có thể nhìn một cái. Có thể. Mạc tiên sinh, Âu Dương tiểu thư mời đi bên này. Trần Phàm Không làm tư thế mời, một đám người rời đi. Đám người trong du thuyền thổn thức rất lâu mới tan hết. Chỉ trong phút chốc Mạc Phàm đi theo Trần Phàm Không tới một gian phòng được nhiều người canh giữ. Thứ này là chúng tôi tìm được ở đảo Bồng Lai. Trần Phàm Không ôm một dương kim loại ra, nhấn nhẹ bốn góc kim loại. Âm thanh ken két, vang lên, chiếc dương mở ra, lộ ra thứ gì đó được thủy tinh bao lại. Thứ đó như một nhánh cây, có kích thước dài ngắn cỡ ngón tay. Nhưng toàn thân xanh biếc giống như do ngọc phỉ thúy mài thành, khiến cho người ta có cảm giác kiều diễm ướt át. Tuy ngăn cách bởi tấm thủy tinh, nhưng sinh cơ tràn đầy vẫn phả vào mặt, không chỉ khiến người ta có cảm giác đắm chìm trong xuân phong, toàn thân còn thoải mái nói không nên lời, cho dù là người bình thường cũng có thể cảm nhận được dễ dàng. Mạc Phàm cũng nhớn mày, trong mắt lóe lên kinh ngạc vui mừng. Trường sinh linh thụ. Trường sinh linh thụ sao? Nghe thấy lời Mạc Phàm nói. Bao gồm cả Âu Dương Nhược Tuyết trong đó đều mờ mịt. Làm gì có cây nào nhỏ như vậy, đây rõ ràng là linh thạch thuộc tính mộc. Âu Dương Nhược Tuyết nhíu mày, cảm thấy khó hiểu hỏi. Cô ta nhận được tin Trần gia phát hiện một linh thạch ở đảo Bồng Lai, vì chuyện này do Gia Cát Vô Dạ quản, cho nên cô ta không để ý lắm. Nhưng rõ ràng thứ này là linh thạch thuộc tính mộc, nhìn kiểu gì cũng không thấy giống cây, cùng lắm là một nhánh cây. Quả thật hiện giờ thứ này là linh thạch, nhưng đoạn nhánh cây này đúng là trường sinh linh thụ, thứ này chân quý hơn linh thạch thuộc tính mộc nhiều, linh thạch thuộc tính mộc chỉ là một trong những vật thứ này bài tiết mà thôi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nói. Một nhánh cây này nhìn giống linh thạch, thực ra là một nhánh cây của trường sinh linh thụ. Trường sinh linh thụ là một linh thực vô cùng chân quý, cho dù là ở tu chân giới cũng vậy. Loại cây này nhả ra linh khí. Đất ở dưới rễ cây sẽ biến thành linh thổ, lá cây và cành cây rơi xuống sẽ biến thành linh thạch, xương sớm bên trên cũng là linh dịch vô cùng chân quý, có thể nói toàn thân đều là bảo vật. Ở tu chân giới có không ít tu sĩ coi trường sinh linh mộc là linh thạch, sau khi biết được chân tướng đều hối hận nửa đời, bởi vì một cành trường sinh linh thụ có giá trị tương đương với gấp ngàn vạn lần thể tích linh thạch. Vậy mà trên địa cầu lại có thứ này, đúng là nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn vốn đang buồn bực không có thiên tài địa bảo khôi phục linh khí, xem ra có khả năng lần này nhặt được bảo bối lớn rồi. Linh thạch là một trong những thứ mà thứ này bài tiết, sao có thể? Âu Dương Nhược Tuyết nhướng mày, khó mà tin nói. Linh thạch là nơi có linh khí nồng đậm, trải qua ngoại lực ngưng kết linh khí mà thành, giống như là khoáng thạch, cho đến bây giờ đều chưa từng nghe nói có thứ có thể sản sinh ra linh thạch. Nếu thứ này thật sự có thể tạo ra linh thạch, vậy thứ này quá lợi hại rồi. Quả thật khối linh thạch này được bẻ từ một cây nhỏ ra. Trần Phàm Không run rẩy nói. Cái gì? Âu Dương Nhược Tuyết cao giọng kêu lên, giống như mèo bị giẫm phải đuôi. Linh thạch này thật sự bẻ từ nhánh cây ra, chuyện này nguy rồi. Nếu thật sự là trường sinh linh thụ, Trần gia ông không thể bán thứ này cho người ngoại quốc, tôi sẽ ra giá gấp 100 lần những người đó, mua cây nhỏ này. Âu Dương Nhược Tuyết nghiêm túc nói. Linh thạch không chỉ là tài nguyên vô cùng khan hiếm đối với người tu luyện,
cũng là nguyên liệu luyện chế pháp khí và một số vũ khí vận hành, hiện giờ những nơi trên địa cầu có thể tìm được linh khí đã đếm trên đầu ngón tay. Một thân cây có thể sản xuất ra linh thạch như vậy, nếu có thể nuôi dưỡng tạo ra mấy vạn viên, thì tương đương với một linh quặng. Một thứ tương đương với bồn tụ bảo, sao có thể bán cho những người khác, tất phải nắm chắc trong tay mình. Thực ra đám người kia trả tiền cho chúng tôi không nhiều, nhưng không bán cho bọn họ thì giá phải trả hơi cao. Trần Phàm không khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói. Giá gì? Âu Dương Nhược Tuyết nhíu mày hỏi. Là diệt Trần gia đúng không? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Kiếp trước vì chuyện của Trần Huyền Phong mà trường sinh linh thụ rơi vào tay hội ngũ lão, cuối cùng khiến cha mẹ Trần Huyền Phong chết, giá phải trả là chuyện này. Không sai. Vẻ mặt Trần Phàm không ảm đạm, gật đầu. Người nào mà to gan như vậy, đây không phải là cường thủ hào đoạt sao? Âu Dương Nhược Tuyết đập bàn, tức giận nói. Hội ngũ lão các cô có khác gì bọn họ không? Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Kiếp trước vì hội ngũ lão mới khiến người của Trần gia bị giết. Chúng tôi. Âu Dương Nhược Tuyết muốn mở miệng phản bác, nhưng nghĩ tới Mộ Dung Sùng Đức vẫn lựa chọn câm miệng. Nếu Mạc Tiên Sinh có thể giải quyết vấn đề này giúp Trần gia, vậy tôi nguyện ý tặng Mạc Tiên Sinh thứ này. Trần Phàm không nheo mắt, nghiêm túc nói. Từ lúc bắt đầu ông đã không muốn bán cho đám ngoại quốc kia, chỉ là không ngờ tin tức bị lộ để đám người này biết, lúc này ông mới bất đắc dĩ đồng ý với bọn họ. Mộ Dung Sùng Đức biết tin Trần gia bọn họ tìm được thứ này là ông cố ý tung tin, ông hy vọng hội ngũ lão sẽ bảo hộ Trần gia, giúp giải quyết chuyện này. Ai biết Mộ Dung Sùng Đức không chỉ không ra giá, trái lại càng dùng thủ đoạn tồi tệ hơn, muốn cướp nhánh cây này. Mạc Phàm giúp bọn họ giải quyết Mộ Dung Sùng Đức, Trần gia xem như nợ Mạc Phàm một nhân tình, nếu Mạc Phàm giúp giải quyết đám ngoại quốc kia, đưa cho Mạc Phàm cũng không sao. Đám người ngoại quốc kia là ai? Mạc Phàm hỏi. Nguyệt Hạ Chi Dực. Mấy chữ vừa vang lên, Âu Dương Nhược Tuyết lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Chẳng trách lá gan lớn như vậy. Cô biết à? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Âu Dương Nhược Tuyết một cái hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy tên này, nhưng nhìn biểu cảm của Âu Dương Nhược Tuyết hẳn là biết. Nguyệt Hạ Chi Dực là một thế lực châu Mỹ, còn gọi là Nguyệt Dực, do rất nhiều người biến dị cường đại tạo thành, những người này không cần tu luyện đã có thực lực vô cùng cường đại, thế lực của bọn họ cũng rất mạnh, thế lực này chưa từng tiếp xúc với cậu, nhưng cách bọn họ tiếp xúc cậu không xa rồi. Âu Dương Nhược Tuyết nhíu mày, nghiêm túc nói. Sau khi Nguyệt Dực thành lập không lâu, đã chiêu mộ được rất nhiều người biến dị, cộng thêm bồi dưỡng, có thể nói hiện giờ là tổ chức người biến dị lớn nhất thế giới, cũng là một trong những tổ chức rất mạnh. Mạc Phàm làm ra động tĩnh lớn như vậy ở cửa địa ngục, hiện giờ trên đầu có không biết bao nhiêu vệ tinh nhìn chằm chằm, Mạc Phàm gặp những người này là chuyện sớm hay muộn. Người biến dị? Mạc Phàm nhớn mày hỏi. Đúng vậy, tổ chức này luôn tìm kiếm người biến dị trên toàn thế giới, ví dụ như người trời sinh có thể khống chế các loại lực lượng, nói là cung cấp một nhạc viên cho người biến dị, thực ra là tạo một quân đoàn lính đánh thuê biến dị. Âu Dương Nhược Tuyết giải thích. Vậy à? Lông mày Mạc Phàm giãn ra, lẩm bẩm. Trái lại hắn không xa lạ với dị nhân, đơn giản là huyết mạch trong cơ thể những người này được kích hoạt phát huy ra lực huyết mạch, hay là trời sinh đã có lực cơ thể rất cao đối với lực tự nhiên, có thể nắm giữ lực lượng người thường không thể nắm giữ. Chỉ là một thế lực như vậy mà dám uy hiếp Trần gia, lá gan đúng là không nhỏ. Chú Trần, trường sinh linh thụ kia đang ở đâu? Mạc Phàm hỏi. Còn đang ở trên đảo Bồng Lai, tôi sợ bị người của Nguyệt Dực cướp đi, nên chỉ mang một nhánh cây ra. Trần Phàm không nói. Mạc Phàm hơi thở phào nhẹ nhõm, trường sinh linh thụ chân quý cũng rất khó hầu hạ. Nếu bọn họ di chuyển cái cây này một cách tùy tiện, sẽ chỉ đạt được một khối linh thạch hình cây, không chiếm được những thứ khác. Chú hẹn với Nguyệt Dực lúc nào? Mạc Phàm hỏi tiếp. Một tuần sau bọn họ sẽ phái người tới lấy. Chúng ta đi xem cái cây kia trước, cháu sẽ ra giá gấp 10 lần Nguyệt Dực, cộng thêm một bộ công pháp một bộ dược điển và Mạc gia chúng cháu bảo vệ, một tuần sau cháu sẽ đi gặp bọn họ với chú. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu có cây trường sinh linh thụ, hắn không những bổ sung toàn bộ hao tổn trong cơ thể, duy trì linh khí ở trang viên Mạc gia ngàn năm cũng không thành vấn đề, còn có rất nhiều ưu đãi khác. Mạc Phàm, tên lưu manh nhà cậu, đồ hội ngũ lão tôi nhìn chúng mà cậu cũng dám cướp, cậu nghĩ hội ngũ lão chúng tôi sợ cậu à?
Âu Dương Nhược Tuyết nhíu mày, tức giận nói. Cô ta không biết trường sinh linh thụ là gì, nếu thật sự như lời Mạc Phàm nói, chắc chắn cái cây này không đơn giản. Đồ tốt như vậy, sao có thể tặng cho Mạc Phàm? Ông đưa cây kia cho chúng tôi, sau này Trần gia ông sẽ do hội ngũ lão chúng tôi bảo vệ. Âu Dương Nhược Tuyết kiên quyết nói. Chuyện này, Trần Phàm không lộ ra vẻ khó xử, nhìn về phía Mạc Phàm. Đưa cây cho Mạc Phàm sẽ đắc tội hội ngũ lão, đưa cho hội ngũ lão thì vừa rồi ông đã đồng ý với Mạc Phàm rồi. Cô có biết nhổ trồng trường sinh linh thụ, biết gieo trồng, biết chăm sóc không? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Âu Dương Nhược Tuyết một cái hỏi. Cho dù là linh thực sự chuyên nghiệp, cũng phải chăm sóc cẩn thận, hắn không biết trên địa cầu có nghề này không, nhưng trường sinh linh thụ tới tay hội ngũ lão khả năng 90% sẽ biến thành linh thạch. Chuyện này cần phiền phức như vậy sao? Âu Dương Nhược Tuyết nhíu mày hỏi. Phiền phức hơn cô nghĩ nhiều, nếu cây này phân nhánh, tôi sẽ đưa cho cô một cây. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vừa rồi ít nhiều gì nha đầu này cũng giúp hắn một tay, một cây trường sinh linh thụ mà thôi, cho Âu Dương Nhược Tuyết cũng được. Bản cô nương không chỉ muốn cây, còn muốn phương pháp chăm sóc cây này. Âu Dương Nhược Tuyết nói. Tuy cô ta không phải là linh thực sư, nhưng cũng biết không phải tất cả linh thực trồng xong rội nước là sống tiếp. Có thể. Mạc Phàm nói với vẻ không quan tâm. Chút vật nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới với hắn. Đưa cho Âu Dương Nhược Tuyết cũng không sao. Nể mặt cậu hào phóng như vậy, tôi sẽ nói cho cậu một chuyện, cậu đừng trêu chọc Nguyệt Dực, tôi sẽ phái người tiếp xúc với Nguyệt Dực, sau đó giải quyết chuyện này. Âu Dương Nhược Tuyết khẽ nhíu mày nói. Nếu Mạc Phàm quá keo kiệt, cô ta sẽ không quản Mạc Phàm, cô ta chỉ mong sao Mạc Phàm đắc tội người nào đó rồi bị giáo huấn. Nhưng Mạc Phàm đưa cho cô ta trường sinh linh thụ mà không đòi hỏi gì, lại cho cô ta phương pháp gieo trồng. Cô ta cũng không thể quá keo kiệt. Chuyện này do hội ngũ lão ra tay, Nguyệt Dực e ngại thực lực của hội ngũ lão sẽ không dám làm gì. Nhưng Mạc Phàm ra tay thì chuyện này phiền phức rồi. Tuy Mạc Phàm được liệt vào cấp bậc Harris, nhưng với hiểu biết của cô về Nguyệt Dực, chắc chắn Nguyệt Dực sẽ không bỏ qua. Cho tôi lý do. Mạc Phàm nhớn mày cười khẽ nói. Nguyệt Dực không dễ chọc, cậu đừng trêu chọc vào bọn họ thì hơn. Âu Dương Nhược Tuyết bĩu môi nói. Ý của cô là tôi không thể trêu chọc bọn họ, tôi có thể lý giải như vậy không? Mạc Phàm lắc đầu cười hỏi. Mạc Phàm, bổn đại tiểu thư biết cậu rất lợi hại, nhưng mà cậu xem X-Men chưa? Âu Dương Nhược Tuyết liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, không đáp hỏi ngược lại. Tôi xem còn nhiều hơn cô nghĩ nhiều. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. X-Men là một bộ phim điện ảnh siêu anh hùng, mới chiếu cách đây không lâu, thân là một người trọng sinh. Một số phim mấy năm sau mới chiếu hắn đều xem rồi. Cậu xem thì được rồi, một số người biến dị trong đó mô phỏng theo cao thủ Nguyệt Dực, không yếu so với những người chiếu trên phim đâu, bất kỳ một ai trong Nguyệt Dực đều không chỉ mạnh gấp 10 lần người trong phim điện ảnh, nếu cậu muốn đối phó với nhiều người như vậy thì cứ việc đi, tôi sẽ không ngăn cản cậu. Hai tay Âu Dương Nhược Tuyết ôm ngực, dáng vẻ không sao cả. Dựa vào mức độ biến dị Nguyệt Dực chia làm 6 cấp, người biến dị cấp 1 tương đương với tôi thể, cấp 2 là trúc cơ, cấp 3 là tiên thiên tông sư, cấp 4 là thần cảnh. Người biến dị cấp 6 chỉ xuất hiện ở trong truyền thuyết, hiện giờ không có trong Nguyệt Dực. Nhưng nghe nói Nguyệt Dực ngoại trừ có không ít người biến dị cấp 4, còn có người biến dị cấp 5. Một đám người biến dị cấp 4 đã đủ phiền phức, dù sao Mạc Phàm cường đại mấy cũng chỉ có một mình. Nếu cấp 5 thật sự tồn tại, có khả năng chỉ cần một tay cũng giết được Mạc Phàm. Tôi biết rồi, tôi sẽ giúp chú Trần giải quyết chuyện này, không nhọc hội ngũ lão ra tay. Mạc Phàm thản nhiên nói. Âu Dương Nhược Tuyết nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ giận dữ. Không dễ dàng gì cô ta mới tốt bụng nói nhiều với Mạc Phàm như vậy, vậy mà Mạc Phàm không nghe lọt. Mạc Phàm, tốt nhất là cậu nhớ cho kỹ, bổn đại tiểu thư không nói đùa với cậu. Tôi cũng không nói đùa, chúng ta đi thôi, chú Trần. Mạc Phàm thản nhiên nói. Trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh. Kiếp trước Nguyệt Dực giết cha mẹ Trần Huyền Phong, sao hắn có thể để hội ngũ lão thỏa hiệp với Nguyệt Dực, dù thế nào hắn cũng phải gặp đám người này. Nhưng mà trước đó phải khôi phục thực lực đã. Một lúc lâu sau, chiếc phi cơ chở Mạc Phàm, đám Âu Dương Nhược Tuyết hạ xuống giữa một đảo nhỏ, phía trước một hồ nước vạn mét vuông. Trần tiên sinh, sơn động mà ông nói ở dưới hồ nước sao?
Âu Dương Nhược Tuyết phóng thần thức quét một vòng xung quanh, hỏi. Thần thức của cô ta đã đảo qua khắp hồ nước, nhưng không phát hiện ra sơn động nào. Âu Dương tiểu thư đừng gấp. Trần Phàm không giống như đã sớm dự đoán được sẽ như vậy. Ông ta tới bên cạnh một cây nhỏ như chuối tây, hái một số lá màu đỏ xuống. Để lá này ở trước mắt là có thể thấy được. Trần Phàm không chia đám lá màu đỏ cho mọi người, nói. Ngoại trừ Mạc Phàm ra, những người khác đều nhíu mày lộ ra chút nghi ngờ. Dùng hai mảnh lá cây là có thể nhìn thấy, sao có chuyện này được? Âu Dương Nhược Tuyết nói với vẻ khinh thường. Dùng một số lá cây đặc biệt cộng thêm một số thứ tương tự ngưu nhãn lệ để xoa mắt, có thể mở thiên nhãn, nhìn một số thứ mắt thường không thể nhìn thấy được, sao cô ta lại không biết loại phương pháp này? Nhưng những thứ tương tự ẩn hình, trận pháp mê hồn này chỉ có thể lừa gạt mắt thường, sao có thể lừa được thần thức của tu sĩ? Một khi có thể phóng thích thần thức, vốn dĩ không cần phải dùng công cụ khác. Thần thức của cô ta không phát hiện được sơn động, hai mảnh lá cây thì có thể sao? Nhưng cô ta nghi ngờ vẫn cầm lá cây lướt qua mắt, mắt cô ta mở to, vẻ mặt lập tức sửng sốt ngây ngẩn cả người. Vậy mà thật sự có thể thoát khỏi cảm ứng của mình, đúng là không đơn giản. Những người khác nghe vậy cũng làm theo, khó mà tin xuất hiện trên mặt bọn họ, tiếng kinh hô cũng vang lên theo. Tôi không nhìn nhầm đấy chứ. Vậy mà nơi này thật sự có một ngọn núi. Vừa rồi còn là một vùng hồ nước đẹp như ngọc, theo mắt vừa đóng lại mở giống như phong cảnh giấu dưới bức hình ở một mặt khác, hình ảnh mặt ngoài bị xé mở, hình ảnh phía dưới xuất hiện. Hồ nước chậm rãi biến mất, một ngọn núi to nhanh chóng xuất hiện. Ngọn núi này cao khoảng chừng cây số, giống như một bảo vật đứng thẳng tắp, làm người ta phải ngước lên nhìn. Trên núi mọc đầy cây, được vô số cây cối che khuất. Không chỉ không nhìn thấy sơn thể, cũng không thấy nửa con đường, từng đợt hạc kêu truyền từ trong núi ra. Nhất Diệp Chứng Mục, Bất Kiến Thái Sơn, chú Trần, vận khí của Trần gia chú đúng là rất tốt. Mạc Phàm không cần lá cây, trong mắt hắn chấp lóe lam quang, nhìn chằm chằm ngọn núi lạnh nhạt nói. Tất nhiên hắn từng thấy loại thủ đoạn này rồi, cho dù đặt mình trong hồ nước phóng thần thức, cũng không thể phát hiện thứ được che khuất. Chỉ thông qua một số thứ đặc biệt. Ví dụ như lá màu đỏ của cây này mới có thể nhìn thấy. Cho dù là hắn, nếu không sử dụng đồng tử thuật tu luyện diễn thiên thần quyết mới có thể sử dụng ra, hắn cũng không có biện pháp nhìn thấy. Bình thường muốn tìm được nơi này, nhất định phải có cơ duyên rất lớn mới được. Nếu không có Mạc tiên sinh, có khả năng không tốt như vậy. Trần Phàm không cười khổ nói. Bọn họ vốn không biết ngọn núi này, chỉ dựa vào một tấm bản đồ tìm tới đây. Bọn họ tốn rất nhiều vật tư và nhân lực cũng không tìm được, cuối cùng một người hóng gió dưới tàng cây này, không cẩn thận để mắt động phải lá cây màu đỏ, mới nhìn thấy ngọn núi này. Bởi vì nơi này có phòng hộ, ông ta mới không mang trường sinh linh thụ ra ngoài, mỗi lần tới đây đều rất cẩn thận. Trường sinh linh thụ ở trên núi sao? Âu Dương Nhược Tuyết hỏi. Không ở trên núi, ở trong sơn động giữa ngọn núi, cần lên núi trước rồi lại xuống núi. Cho nên muốn vào sơn động đó phải tốn chút sức lực, tất cả mọi người cẩn thận chút. Trần Phàm không khó xử nói. Ngọn núi này không chỉ dốc đứng thì không nói, còn không có đường, hơn nữa trên núi có không ít yêu thú và cơ quan trận pháp, người bình thường không thể đặt chân, cho dù là võ giả Trần gia bọn họ cũng bị gãy xương không ít người trên núi này. Ý của ông là nói ngọn núi này giống ruột sao? Âu Dương Nhược Tuyết tò mò hỏi. Không sai. Trần Phàm không gật đầu. Nếu nguy hiểm như vậy, vì sao phải trèo lên trên, đánh ra một cái động không phải đi vào được sao? Âu Dương Nhược Tuyết bĩu môi, cảm thấy rất khó hiểu nói. Ngọn núi này không tính là rộng, cho dù không dùng một số máy móc, dựa vào thực lực của võ giả muốn đánh ra một cái động không là chuyện khó. Cường giả giống như Mạc Phàm, có khả năng chỉ là chuyện một lát. Không đơn giản như vậy đâu, cô thử thì biết. Mạc Phàm lắc đầu nói. Khó như vậy à? Âu Dương Nhược Tuyết nghi ngờ chậm rãi đi tới bên cạnh núi, năm ngón tay nắm chặt, linh khí lập tức hội tụ ở tay cô ta. Khai! Cô ta quát khẽ một tiếng, một quyền đập lên thạch bích. Dầm một tiếng khai sơn phá thạch vang lên, đất đá bay ra, một đại động chưa tới 2 mét xuất hiện trên vách núi đá. Hả? Âu Dương Nhược Tuyết nhíu mày, trong đôi mắt xuất hiện chút khó hiểu. Tuy thực lực của cô ta chưa tới thần cảnh, nhưng dựa vào cơ thể đặc biệt và năng lực của cô ta,
cô ta có thể chiến đấu với cao thủ thần cảnh sơ kỳ. Ngọn núi này chỉ là núi đá bình thường, tuy một quyền vừa rồi của cô ta không dùng toàn lực, nhưng ít nhất cũng phải tạo ra một cái động to gần 5 mét, kết quả chỉ sâu 1/3. Hơn nữa lúc cô ta ngây người, tảng đá bốn phía giống như phim tua lại, nhanh chóng bay về phía cái động kia lấp đầy chúng. Chỉ trong phút chốc thạch bích khôi phục như lúc ban đầu, giống như không bị Âu Dương Nhược Tuyết đánh một quyền. Chuyện này, Âu Dương Nhược Tuyết chớp mắt, lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là tảng đá gì, sao có thể tự khôi phục? Cô ta thân là người được đề cử của hội ngũ lão, biết nhiều hơn những người khác nhiều, nhưng chưa từng thấy tảng đá nào kỳ lạ như vậy, chịu đánh thì không nói, vậy mà còn có thể tự động chữa trị. Quả thật như vậy khó mà đào ra một cái động, có khả năng còn chưa đào xong đã bị tảng đá phá hỏng bên trong. Xem ra chúng ta chỉ có thể leo núi rồi. Âu Dương Nhược Tuyết bất đắc dĩ nói. Cũng chưa chắc. Mạc Phàm cười nhạt nhìn xung quanh. Loại nơi này nếu dùng phương pháp nhất diệp chứng mục, chắc chắn còn có những nơi khác không dùng lá để mở ra. Bởi vì người tạo ra nơi này, chắc chắn sẽ không mỗi lần đều trốn tránh cơ quan và yêu thú leo núi rồi lại xuống núi. Chỉ trong phút chốc ánh mắt hắn nhìn về phía một tảng đá màu trắng ở gần chân núi. Nó là sơn thạch, cũng là công ngọc. Hắn vươn một tay ra, tảng đá bay vào trong tay hắn. Hắn ném tảng đá này về phía thạch bích, tảng đá biến mất luôn vào trong thạch bích, hành lang vòng vèo tự động mở ra, thông về phía giữa núi. Đám Trần Phàm Không và Âu Dương Nhược Tuyết sửng sốt, giống như khi vừa mới thấy ngọn núi. Còn có thể như vậy sao? Mạc tiên sinh cao minh. Trần Phàm Không liếc mắt nhìn Mạc Phàm, kính nể nói. Nếu có đường thông đạo như vậy, chắc chắn Trần gia bọn họ không tổn thất nhiều như thế. Đi thôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Bọn họ vừa mới nhấc chân, lực trói buộc lập tức truyền từ dưới chân bọn họ tới, một giọng nói chói tai vang lên. Hóa ra là mở như vậy, cảm ơn các vị đã mở nơi này giúp chúng tôi. Nghe thấy giọng nói, Trần Phàm Không quay đầu lại nhìn theo bản năng, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, trong chớp mắt vô cùng khó coi. Chỗ Trần Phàm Không nhìn, hai bóng người không nhanh không chậm đi từ trong rừng cây ra. Hai người đều mặc tây trang. Một người da đen một người da trắng, một người uy vũ cường tráng một người gầy gò, phong cách khác biệt nhìn thấy rất rõ. Trong đó người da trắng để râu quai nón một tay cho vào túi vươn ra, ông ta đến chỗ nào, bất luận là cỏ cây đều như nghênh đón quốc vương của mình, lan tràn về phía ông ta, không chỉ như vậy, cỏ dưới chân đám Mạc Phàm cũng sinh trưởng một cách điên cuồng, chỉ trong phút chốc đã bao phủ chân bọn họ. Trái lại Mạc Phàm còn tốt, Âu Dương Nhược Tuyết thì hơi híp mắt. Trong con mắt tràn đầy lửa giận. Không đợi cô ta mở miệng, Trần Phàm Không nắm chặt tay, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này. Charlison tiên sinh, Rudy tiên sinh, sao hai người lại ở đây, không phải nói một tuần sau sao? Trần Phàm Không nắm chặt tay, trầm giọng nói. Sao chúng tôi đến đây à, chuyện này thì phải hỏi ông ấy chứ, không phải ông dẫn chúng tôi tới đây à? Còn nữa, không phải một tuần sau là ông bàn với Edward sao? Ông đâu bàn với chúng tôi đâu. Charlison để râu quai nón hơi nhếch miệng, cười nói. Ông, Trần Phàm Không nhíu mày, trong mắt hiện lên giận dữ. Hai người này đều là người của Nguyệt Hạ Chi Dực, cũng là người uy hiếp nếu không bán cây kia cho Nguyệt Hạ Chi Dực sẽ giết người Trần gia. Mỗi lần ông tới hòn đảo nhỏ này đều rất cẩn thận, nhất là phương pháp nhìn thấy ngọn núi, ông ta càng dùng đủ loại phương pháp che giấu, chính vì phòng ngừa đám người này nhìn thấy. Lần này vì có Mạc Phàm ở đây, lúc này ông mới để lộ phương pháp nhìn thấy ngọn núi, không ngờ bị hai người này phát hiện rồi. Thế nào, hình như Trần tiên sinh không chào đón chúng tôi, yên tâm đi, hôm nay chúng tôi cầm cái cây kia đi, cũng sẽ đưa đồ đã giao hẹn đến Trần gia, từ trước tới nay Nguyệt Hạ Chi Dực chúng tôi làm việc luôn không gạt già trẻ, không thể thiếu phần của Trần gia ông. Charlison cười đắc ý nói, đây không phải là lần đầu tiên bọn họ theo dõi Trần Phàm Không. Cũng không phải ngày đầu tiên ở trên hòn đảo này, bọn họ đợi ở đây một tháng, cuối cùng bọn họ cũng đợi được rồi. Không thể không nói, Trần Phàm Không quá không cẩn thận rồi. Trần Phàm Không nhíu mày, nhưng không có biện pháp. Hai người này đều là người biến dị cấp 4 của Nguyệt Hạ Chi Dực, tương đương với cao thủ thần cảnh Hoa Hạ. Hai người này người nào muốn giết ông, thì không khác gì giết một con kiến. Mạc Phàm liếc mắt nhìn hai người một cái, trong mắt lóe lên sắc lạnh. Tuy Trần Phàm Không nói rõ,
nhưng chắc chắn hai người này là người của Nguyệt Hạ Chi Dực. Hắn không đi tìm những người này, trái lại những người này tự mình đến đây. Hắn còn chưa mở miệng, Âu Dương Nhược Tuyết đã không nhịn được mở miệng. Thủ hộ giả Tùng Lâm Charlison, Sơn Thần Rudy, lá gan của hai người đúng là không nhỏ, vậy mà dám tới Hoa Hạ chúng tôi cướp đồ, các người nghĩ hội ngũ lão chúng tôi không tồn tại à? Cô thân là người được đề cử thành ngũ lão, nếu như ngay cả hai người này mà không biết vậy thì không xứng với thân phận. Nghe nói Charlison là đời sau của bán thần Cenarius, trời sinh đã có năng lực khống chế và triệu hoán cây cỏ. Ông ta từng trừng phạt một tiểu quốc châu Phi, khiến tất cả cây cối ở quốc gia này rời đi hết, cả quốc gia bị ánh sáng mặt trời chiếu xuống, cuối cùng bị sa mạc bao phủ. Rudy không có huyết mạch của thần, nhìn vô hại với cả người lẫn vật, nhưng nghe nói ăn vào một loại quả thực, có thể khống chế lực lượng sơn mạch đại địa. Trái lại ông ta không tàn nhẫn như Charlison, chỉ để quốc gia đắc tội ông ta quanh năm trải qua động đất và núi lở, mỗi ngày đều có người tử vong. Vậy mà hai người này dám cướp trường sinh linh thụ trước mặt cô ta trong địa phận Hoa Hạ, bọn họ nghĩ cô ta là không khí à? Hả? Âu Dương Nhược Tuyết mới mở miệng, lúc này ánh mắt Charlison và Rudy mới nhìn về phía cô ta, vẻ bất ngờ xuất hiện trong mắt bọn họ. Tôi đang nghĩ sao lại quen mắt tới vậy, hóa ra là Âu Dương Nhược Tuyết tiểu thư của hội ngũ lão, đúng là thất kính, nhưng nếu tôi nhớ không nhầm khu vực quản lý của Âu Dương tiểu thư ở phía tây mà, sao cô lại chạy tới phía đông vậy? Charlison hơi nhếch miệng cười đùa, nói. Khi ông ta nói chuyện không có một chút lo lắng. Bổn đại tiểu thư ở nơi nào không cần hai người quan tâm, Trần gia sẽ do hội ngũ lão chúng tôi bảo vệ, cái cây nhỏ kia chúng tôi muốn lấy rồi, bổn đại tiểu thư khuyên hai người ở đâu tới thì quay về đó đi. Âu Dương Nhược Tuyết lạnh lùng nói. Hóa ra là như vậy, Âu Dương tiểu thư cũng nhìn chúng cái cây kia à, đúng là khéo thật, Nguyệt Hạ Chi Dực chúng tôi cũng nhìn chúng cái cây này. Hơn nữa đã sớm ký hiệp nghị với Trần Tiên Sinh rồi, theo tôi được biết quý quốc rất xem trọng thứ tự đến trước và sau, Âu Dương tiểu thư muốn ỷ vào thực lực của hội ngũ lão, muốn bắt nạt những người ngoại quốc như chúng tôi à? Vẻ mặt Charlison giống như hiểu ra, cũng không tức giận cười nói. Âu Dương Nhược Tuyết không nghe thấy thì không sao, vừa nghe lại lập tức nổi trận lôi đình. Cô ta đã sớm nghe nói Charlison ngoại trừ am hiểu khống chế cây cỏ, thông minh cũng là số một. Vậy mà dám lấy lễ nghi Hoa Hạ tới đè cô ta. Cho dù tôi cậy thế bắt nạt các người thì làm sao, các người có ý kiến à? Âu Dương Nhược Tuyết nói với vẻ khinh thường. Nếu cô ta bị áp trụ dễ dàng như vậy, cô ta đã không trở thành người được đề cử. Charlison và Rudy nhìn nhau cười, hiểu ngầm cùng nghiêng đầu. Trái lại chúng tôi không có ý kiến, nhưng nếu Âu Dương tiểu thư làm khó chúng tôi, vậy chúng tôi chỉ có thể xin lỗi. Có khả năng người được đề cử làm Tây Lão phải đổi rồi. Nếu Tây Lão Âu Dương Phi Long tới bọn họ sẽ lập tức lựa chọn rút lui, Âu Dương Nhược Tuyết chỉ là một nha đầu chưa tới thần cảnh, không thể tạo ra uy hiếp gì với bọn họ. Ngoài ra cái cây này có giá trị hơn mặt mũi Âu Dương Nhược Tuyết nhiều, cho dù gặp nguy hiểm đắc tội hội ngũ lão, cũng phải mang cái cây này đi. Các người thật to gan. Âu Dương Nhược Tuyết nhíu mày, tức giận nói. Thế nào? Âu Dương tiểu thư cảm thấy hai chúng tôi không có bản lĩnh này sao? Rudy cười lộ ra hàm răng trắng, hỏi. Ông! Âu Dương Nhược Tuyết lập tức nắm chặt tay, toàn thân tức đến phát run. Không thể không thừa nhận, so với bất luận người nào trong hai người này cô ta đều kém hơn nhiều. Như vậy được rồi, Âu Dương tiểu thư nên tự mình hiểu lấy, thực ra chúng tôi cũng không muốn mạo phạm Âu Dương tiểu thư, hay là như vậy đi, hiệp nghị giữa chúng tôi và Trần Tiên Sinh là tự nguyện. Không hề vi phạm pháp luật Hoa Hạ, Âu Dương tiểu thư cứ xem như không gặp chúng tôi cũng coi như Âu Dương tiểu thư chưa từng tới, hai bên đều không can thiệp nhau, thế nào? Charlison cười đắc ý nói. Nếu Âu Dương Nhược Tuyết biết khó mà lui, hội ngũ lão vẫn còn đó, không đắc tội thì không cần đắc tội tốt hơn. Hiệp nghị tự nguyện, tôi thấy chỉ có mình bên Nguyệt Hạ Chi Dực các ông tình nguyện thôi nhỉ? Âu Dương Nhược Tuyết lạnh lùng nói. Âu Dương tiểu thư muốn biết nhiều thật, nếu là như vậy thì chớ trách chúng tôi không khách sáo. Ánh mắt Charlison phát lạnh, năm ngón tay nắm chặt. Mấy dây leo đầy gai nhọn chui từ dưới đất ra, đâm về phía tim Âu Dương Nhược Tuyết từ sau, tốc độ rất nhanh ngay cả Âu Dương Nhược Tuyết cũng không phản ứng kịp. Thấy dây leo sắp đâm trúng Âu Dương Nhược Tuyết đang há to miệng, Mạc Phàm lắc đầu cười. Các ông không khách sáo thế nào? Giọng nói vừa vang lên.
những dây leo đầy gai rừng cách tim Âu Dương Nhược Tuyết một ngón tay, chỉ cần đâm về phía trước một chút sẽ thấy máu. Dây leo đầy gai dừng lại, lúc này bạch quang mới bao Âu Dương Nhược Tuyết ở bên trong, lửa giận xuất hiện trong mắt Âu Dương Nhược Tuyết. Nếu không phải Mạc Phàm ra tay, Charlison này không thể giết cô ta thì cũng không khác mấy. Charlison, hôm nay ông đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi nơi này. Charlison và Rudy nhướn mày, cảnh giác nhìn Mạc Phàm. Các hạ là... Âu Dương Nhược Tuyết đều không ngăn được công kích của ông ta, tiểu tử này còn trẻ hơn cả Âu Dương Nhược Tuyết, vậy mà có thể khiến những dây leo này dừng lại. Tôi là ai hai người không cần biết, hai người chỉ cần biết mình không lấy được cái cây kia đi đâu, mạng của hai người tôi cũng muốn lấy. Mạc Phàm thản nhiên nói. Charlison và Rudy vốn sửng sốt, sau đó nhìn nhau cười, không hẹn mà cùng lắc đầu. Tôi cá 100 vạn đô, la, chắc chắn hôm nay tiểu tử này ra cửa quên không uống thuốc. Charlison nói. Quả thật Mạc Phàm mạnh hơn Âu Dương Nhược Tuyết một chút, nhưng khí tức trên người mơ hồ bất định, nếu không phải căn cơ bất ổn thì là bị thương chưa lành, một tên tiểu tử như vậy cũng dám nói chuyện với bọn họ như thế. Lão huynh đừng lơ là, tiểu tử này chặn được công kích của chúng ta, tôi cá 1 đô, la, có khả năng tiểu tử này không đơn giản như vậy. Rudy cười nói tiếp. Rudy mở miệng nói vậy nhưng trong mắt đều là ngả ngớn. Bản cô nương đánh cược 1 triệu, hôm nay các người không đi được. Âu Dương Nhược Tuyết nắm chặt tay nói. 1 triệu thì thôi, nếu chúng tôi có thể rời khỏi nơi này, Âu Dương tiểu thư ngủ với hai chúng tôi mấy tối, thế nào? Charlison cười dâm nói. Âu Dương Nhược Tuyết không chỉ là người được đề cử trong hội ngũ lão Hoa Hạ, dáng vẻ cũng quốc sắc thiên hương, là mỹ nữ hiếm có của Hoa Hạ. Chơi một mỹ nữ như vậy có thể nói phét ít nhất 1 năm. Hai người, bổn đại tiểu thư đánh cược với hai người, nếu hai người thua, bản tiểu thư cũng không cần 100 vạn đô, là của hai người, bổn đại tiểu thư muốn biến hai người thành thái giám. Âu Dương Nhược Tuyết thở hổn hển nói. Cho đến bây giờ cô ta chưa từng vì thực lực kém mà bị người ta bắt nạt, mấy ngày nay xem như chịu đủ loại tức. Cậu giết hai người này cho bổn đại tiểu thư sẽ có thưởng. Âu Dương Nhược Tuyết nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm lắc đầu, không so đo với Âu Dương Nhược Tuyết, muốn ra tay. Thực lực hiện giờ của hắn kém xa khi ở đỉnh phong, nếu không vừa rồi dây leo đầy gai không cách tìm Âu Dương Nhược Tuyết gần như vậy, nhưng muốn giết hai người này thì dư sức. Charlison giống như không sốt ruột ra tay, cười khẽ. Tiểu tử cậu có dám đánh cược không? Tôi không ra tay với cậu, cậu có thể cố gắng ngăn cản chúng tôi lấy cái cây kia đi. Nếu cậu có thể làm được tôi sẽ không giết các cậu, nếu cậu không ngăn cản được, ngại quá, có khả năng cậu sẽ thấy thực nhân thụ và thực nhân thảo ăn thịt người thế nào. Ông ta hoàn toàn có thể giết đám Mạc Phàm, nhưng giết luôn thì không thú vị lắm, chơi với đám Mạc Phàm một chút coi như là chúc mừng đạt được cái cây kia. 5 ngón tay Mạc Phàm chỉ vừa động, trường kiếm màu đỏ sậm khống chế cửu u cung xuất hiện trong tay hắn, cửu u cung mới được triệu hồi cũng dừng lại. Hắn ở tu chân giới 500 năm. Sao không nhìn ra tâm tư của Charlison, rõ ràng là ông ta coi bọn họ thành món đồ chơi. Hắn không có quá nhiều hứng thú với đánh cược, nhất là đánh cược nhỏ như vậy. Nhưng nếu Charlison muốn chơi, vậy thì chơi một chút cũng được. Ông thật sự muốn chơi à? Mạc Phàm thu hồi trường kiếm, thản nhiên hỏi. Thế nào, tiểu tử, cậu có hứng thú không? Charlison nhướng mày, tò mò hỏi. Tôi không có hứng thú với đánh cược của các ông. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn ngăn cản hai người này lấy trường sinh linh thụ thì đơn giản, nếu hắn không muốn hai người này tiến về trước 1 bước, hai người không có khả năng tiến lên trước, đánh cược này không có bất luận ý nghĩa gì, không cần thiết phải chơi. Vậy cậu muốn chơi thế nào? Rudy hơi bất ngờ, một tay duỗi về phía Mạc Phàm hỏi. Các ông có thể tự mình đi lấy cái cây kia, tôi sẽ không ngăn cản, nếu các ông không lấy được thì tự sát. Nếu các ông lấy được cái cây còn khiến nó không biến thành linh thạch, tôi sẽ để các ông mang linh thụ rời khỏi đảo này, có thể chạy khỏi Hoa Hạ hay không phải xem bản lĩnh của hai người rồi. Trên mặt Mạc Phàm không có chút biểu cảm, nói. Cái gì, cậu điên rồi à? Mắt Âu Dương Nhược Tuyết mở to, kêu lên. Trận pháp bảo hộ trường sinh linh thụ đã bị phá, bọn họ có thể không gặp nguy hiểm đi vào trong. Hơn nữa Charlison là đời sau của bán thần. Được xưng là thủ hộ giả Tùng Lâm, có thể nắm toàn bộ cây cỏ trong tay. Để ông ta tiến vào sơn động này, chắc là lấy trường sinh linh thụ đi dễ như ăn kẹo.
chỉ cần hai người lấy được linh thụ, muốn ngăn cản bọn họ gần như rất khó. Theo cô ta biết người của Nguyệt Hạ Chi Dược có tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức chỉ trong thời gian rất ngắn. Trần Phàm không cũng lộ ra vẻ lúng túng, Mạc Phàm chơi như vậy quá mạo hiểm, nhưng ông không dám nói gì. Tiểu tử, tôi cảm thấy lá gan của chúng tôi đã rất lớn, lá gan của cậu cũng không nhỏ, cậu chắc chắn muốn chơi với tôi như vậy à, cậu làm chủ ở đây sao? Charlison cười hỏi. Ông ta ngoại trừ là thủ hộ giả Tùng Lâm gia, cũng là nhà thực vật học, không chỉ hiểu biết rất rõ các loại thực vật, cũng tìm hiểu không ít linh hoa linh thảo hoa hạ. Linh thụ này không dễ lấy được, nhưng không thành vấn đề đối với ông ta. Nếu các ông muốn tự sát, bây giờ có thể đi vào trong sơn động, nếu không bây giờ tôi có thể giết hai người. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, keng một tiếng, Chu Tuyệt kiếm màu vàng xuất hiện trong tay còn lại của hắn. Ánh mắt Charlison và Rudy lạnh lẽo, trong mắt lóe lên sắc bén. Một tiểu tử chưa tới 20 tuổi mà dám nói chuyện với bọn họ như vậy, nếu bọn họ vui vẻ vậy thì không phải là người biến dị cấp 4. Tiểu tử, có khả năng cậu chưa biết chúng tôi là ai, nhưng cậu nói chuyện với chúng tôi như vậy, rất dễ bị giết chết đó. Charlison cười mỉa nói. Giọng nói lạnh như băng, từng chữ như lợi kiếm hàn băng, khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống rất thấp. Ngoại trừ Mạc Phàm ra, cơ thể đám Trần Phàm không đều không tự chủ được run rẩy. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khinh thường. Tôi cho hai người 10 giây lựa chọn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hai người này dám nói như vậy, chắc chắn không biết hắn là ai. Hai người hơi sửng sốt sau đó vẻ mặt phát lạnh. Chỉ trong phút chốc tươi cười xuất hiện trên mặt Charlison. Được lắm, tiểu tử, cậu đã có dũng khí như vậy, vậy tôi chơi với cậu. Lát nữa tôi không chỉ lấy được cái cây kia, còn có thể dẫn cậu và Âu Dương tiểu thư đi, để cho cậu thấy chúng tôi tài sắc song tu thế nào. Nói xong đôi mắt ông ta giống như rắn nhìn thấy con mồi, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, xoay người đi vào trong sơn động cùng với Rudy. Trên mặt Âu Dương Nhược Tuyết và Trần Phàm không tràn đầy lo lắng, đi theo Mạc Phàm vào sơn động. Chỉ trong phút chốc đám người đều đến giữa ngọn núi, trong một sơn động rộng lớn. Sơn động nối thẳng tới đỉnh núi, bốn vách tường mọc đầy thực vật và dược liệu lâu năm, trên đỉnh chóp có thể thấy bầu trời cỡ nửa mẫu. Đối diện cửa động là một tiểu hồ sóng xanh dập dờn, trên một khu đất ở giữa tiểu hồ là cái cây nhỏ. Cái cây này chỉ cao cỡ một người, to bằng cánh tay đứa bé, toàn thân như do một khối ngọc phỉ thúy tạo thành. Nhưng khác với nhánh cây của Trần Phàm không, cái cây nhỏ này bất luận là cành lá hay bên trong rễ cây đều như có chất lỏng lưu chuyển. Linh khí cường đại và sinh cơ tỏa ra bốn phía, dập dờn về phía đám Mạc Phàm. Nhìn thấy cái cây này trái lại Mạc Phàm còn tốt, chỉ nhướn mày một cái, trong chớp mắt Âu Dương Nhược Tuyết bị hấp dẫn. Cô ta từng thấy không ít linh thực, giống cái cây nhỏ này đúng là hiếm có. Nhất là cái cây không ngừng tỏa ra linh khí, lại càng có một không hai. Linh thực như này đều lựa chọn nơi có nhiều linh khí, mượn linh khí sinh sôi nảy nở. Ngay cả cái cây này cũng không ngừng tạo ra linh khí. Nếu tu luyện ở dưới cái cây nhỏ này, chắc chắn làm ít công to. Trước mắt Charlison và Rudy sáng lên, giống như nhìn thấy chân bảo hiếm có, một lát sau hai người mới lấy lại tinh thần. Đúng là không uổng công ngồi canh trên hòn đảo này lâu như vậy, kha kha. Charlison kích động cười nói. Trong núi đâu chỉ có cái cây này, thổ nhưỡng kia cũng không phải thổ nhưỡng bình thường. Trong tiểu hồ giạt rào linh khí, cũng là linh tuyển hiếm có. Tuy ông ta không nhìn kỹ, nhưng dựa vào lực khống chế trời sinh với cây cỏ, cũng có thể đoán trong sơn động có ít nhất mấy chục loại linh dược lâu năm còn hiếm có. Nếu có thể mang những thứ này về, tuyệt đối là một công lớn, có khả năng còn đổi được mấy bình biến chi dịch thần cấp. Quả thật Hoa Hạ là nơi tốt. Rudy mở miệng nói. Mỹ nữ Hoa Hạ có thể chơi tùy ý. Có một số phu nhân tính mịch khó nhịn bò lên người ông ta thì không nói, còn tìm được dược viên như vậy. Hai người vừa mới nói xong, hơn 10 bóng dáng nhoáng lên một cái vây quanh Charlison và Rudy. Đám người này mặc trang phục luyện võ màu trắng, ở ngực có thêu chữ Trần, các loại vũ khí trong tay lóe sáng sắc bén chỉ về phía Charlison và Rudy. Charlison và Rudy cười khinh thường nhìn đám người này, không có ý ra tay. Đám người này mạnh nhất cũng chỉ là tiên thiên tông sư, căn bản không chịu nổi một kích. Ông chủ, bọn họ là ai thế, vì sao lại xuất hiện ở đây? Trong đám người này, một người đàn ông mặt sẹo, cầm một thanh đoản đao hỏi Trần Phàm không.
Trần Phàm không nhíu mày, trong mắt lộ vẻ lúng túng. Tránh ra, đừng ra tay với bọn họ. Không chỉ Âu Dương Nhược Tuyết biết thực lực của hai người này, ông cũng biết rõ thực lực của Charlison và Rudy, những người này không đủ nhìn trước mặt hai người kia. Hơn nữa Mạc Phàm đã đánh cược với hai người này, tuy khả năng thắng là rất nhỏ, nhưng Mạc Phàm đã nói vậy rồi, ông không tiện phản bác. Chuyện này, một đám người lộ ra do dự. Nơi này là nơi bọn họ liều mạng mới tìm được, vì đến được nơi này, lúc bọn họ tới có hơn 100 người, cuối cùng chỉ còn lại như bây giờ. Bỗng nhiên những người này tới đây, xem ra thứ bọn họ thiên tân vạn khổ tìm được sắp phải chắp tay nhường người ta rồi. Thế nào, không nghe thấy lời tôi nói sao? Trần Phàm không nhíu mày, trầm giọng nói, chuyện này. Mắt đám người khẽ đảo, nhưng không một ai tránh ra. Trần tiên sinh, những người này không nghe lời như vậy, hay là tôi diệt trừ giúp ông nhé? Charlison cười nói, tránh ra. Sắc mặt Trần Phàm không khó coi, quát. Những người này thấy Trần Phàm không tức giận, mới không tình nguyện cất binh khí đi đứng sang một bên. Charlison hơi nhếch miệng đi tới gần tiểu hồ, cũng không sốt ruột dùng trường sinh linh thuật, một tay vươn ra, nước như suối phun dâng lên rơi vào tay ông ta. Tiểu tử, không phải cậu thích chơi lớn sao, có dám đánh cược lớn hơn nữa không? Charlison nhìn chằm chằm Mạc Phàm, cười hỏi. Ông muốn chơi như thế nào? Mạc Phàm thản nhiên nói. Rất đơn giản. Nếu tôi có thể mang cái cây này an toàn rời đi, tất cả mọi thứ ở đây sẽ là của tôi, thế nào? Charlison giang hai tay nói. Ở đây có nhiều bảo bối như vậy, chỉ mang một cái cây đi sao được, nếu đã đến rồi thì mang hết. Nếu ông thua thì sao? Nếu tôi thua, hai chúng tôi không chỉ tự sát, trước khi tự sát còn giết hai người mà cậu muốn giết nhất, thế nào? Charlison mỉm cười nói. Giết hai người mà tôi muốn giết nhất thì không cần. Nếu ông có thể lấy được cái cây đó, mọi thứ ở đây sẽ là của ông, nếu ông không lấy được, hai người tự giết lẫn nhau, người còn sống cuối cùng sẽ tự sát. Mạc Phàm thản nhiên nói. Người mà hắn muốn giết, tất nhiên hắn sẽ tự đi giết, không cần người khác giúp đỡ, hai người này chết đi thì hơn. Mạc Phàm mới mở miệng, những người Trần gia mới lui ra nhíu mày, lộ ra vẻ bất mãn. Ông chủ, người này là ai vậy, đồ của Trần gia chúng ta? Dựa vào đâu mà để cậu ta đánh cược với người khác? Đại hán mặt sẹo lạnh lùng nói. Mạc Phàm nhìn không nhiều tuổi, cũng không phải người Trần gia bọn họ, lại dùng đồ của Trần gia bọn họ đánh cược với người khác. Nếu thua cái cây nhỏ này thì không sao, linh tuyền, thổ nhưỡng và thảo dược trên vách tường đều có giá trị không ít tiền, cũng đủ bù lại tổn thất cho bọn họ. Hiện giờ nếu tiểu tử này thua, mấy thứ này đều rơi vào tay hai người ngoại quốc, bọn họ sẽ chẳng còn lại gì. Hơn nữa chỉ là nhổ trồng một cái cây mà thôi, đừng nói là người ngoại quốc này, ông ta cũng có thể làm được, quả thực là đánh cược hồ đồ. Im miệng, chuyện này còn chưa tới lượt cậu quyết định. Trần Phàm không trầm giọng nói. Ông cũng lo lắng cuối cùng mấy thứ này rơi vào tay Charlison và Rudy, nhưng nếu Mạc Phàm không có ở đây, mấy thứ này cũng sẽ thành của Charlison, bọn họ không thể phản kháng được. Mạc Phàm không kiêng nể gì chơi với Charlison như vậy. Tuy bọn họ không biết Mạc Phàm có kế hoạch gì, nhưng cũng chưa chắc đã thất bại. Dù sao nếu Mạc Phàm chơi trò chơi nguy hiểm mà không có chuẩn bị, đã không có khả năng khiến Mạc gia thành như bây giờ. Được rồi, quả thật nơi này do ông quyết định, nhưng nếu những thứ kia bị tiểu tử này làm thua sạch, tôi xem ông công đạo với huynh đệ thế nào, lấy gì công đạo với người nhà những huynh đệ đã hy sinh. Đại hán mặt sẹo hừ lạnh một tiếng, không cam lòng lùi sang một bên. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, hai mắt luôn nhìn cây nhỏ kia, không thèm nhìn Charlison lấy một cái. Ông còn dám chơi nữa không? Thú vị, tiểu tử, tôi sẽ phụng bồi tới cùng, cậu thua chắc rồi. Charlison cười tự tin, bảo ông ta và Rudy giết lẫn nhau, loại khả năng này không thể tồn tại, bởi vì cái cây nhỏ này không thể làm khó ông ta. Ý niệm của ông ta vừa động, chú ngữ lục sắc bay xung quanh ông ta, lực lượng kỳ dị tản ra xung quanh. Theo những phù văn này tản ra, đa số cây cỏ xung quanh lập tức phũ động, một số âm thanh xào xạc vang lên giữa những cây cỏ, giống như có rất nhiều người đang nói thầm, nhưng không thể nghe rõ bọn họ đang nói chuyện gì. Vẻ mặt của Charlison rất hưởng thụ, giống như hoàn toàn đắm chìm vào bên trong. Tuy Âu Dương Nhược Tuyết nghe không hiểu, nhưng lông mày cô nhíu lại, trên mặt tràn đầy lo lắng.
hoa cỏ cây cối và trùng cá chim thú bình thường sẽ không phát ra ngôn ngữ nhân loại có thể nghe thấy, nhưng có thể phát ra âm thanh đồng loại nghe hiểu. Loại âm thanh này không phải tất cả mọi người nghe không hiểu, có một số thuần thú sư có thể nghe hiểu thú ngữ, còn trao đổi được với bọn chúng. Như vậy có một số người có thể nghe hiểu ngôn ngữ cỏ cây, Charlison là một trong số đó. Hiện giờ Charlison dùng một loại pháp thuật tên là mộc ngữ thuật, có thể trao đổi với cây cỏ xung quanh. Charlison không nhổ trường sinh linh thụ luôn, trái lại dùng mộc ngữ thuật trao đổi với thực vật ở xung quanh, đây là phương pháp rất chính xác, dù sao hiểu biết trường sinh linh thụ nhất là những thực vật ở xung quanh. Charlison làm như vậy, khả năng nhổ được trường sinh linh thụ sẽ cao hơn. Mạc Phàm, xem chuyện tốt cậu làm đi. Âu Dương Nhược Tuyết không nhịn được nghiến răng nói. Mạc Phàm nhìn cái cây nhỏ kia, không thèm liếc mắt nhìn Charlison một cái, trên mặt vẫn không có chút gợn sóng. Khi Charlison mới xuất hiện, hắn đã cảm nhận được lực kết hợp với thiên nhiên cường đại trên người Charlison, cho nên ông ta là người có được huyết mạch tinh linh tự nhiên, hơn nữa lực lượng huyết mạch đã thức tỉnh không ít. Người có được lực lượng này, có thể trao đổi với thực vật không hiếm lạ gì, cũng không có gì phải lo lắng. Chỉ trong phút chốc Charlison hơi nhếch miệng, dừng lại. Ông ta liếc mắt nhìn Mạc Phàm vô cùng bình tĩnh một cái, rồi mặc kệ Mạc Phàm, dẫm lên hồ nước chậm rãi tới đảo nhỏ. Hai tay ông ta nâng lên, thổ nhưỡng màu vàng trên đảo và linh tuyền trong hồ nước lập tức bay vào tay ông ta, chú ngữ cổ xưa truyền từ miệng ông ta ra. Cho ngươi cha thổ nhưỡng sinh ra ngươi, ban thưởng mẹ nước suối nuôi ngươi, dùng thần thủ hộ tùng lâm của ta triệu hoán, trở thành một phần tùng lâm của ta. Chú ngữ vừa vang lên, thổ nhưỡng màu vàng và nước trong hai tay ông ta như một đạo cầu vồng bay tới trước người ông ta, hóa thành một ma pháp trận màu lục hình vòng tròn. Đi! Ông ta khẽ quát một tiếng, ma pháp trận lập tức bay về phía trường sinh linh thụ, một vùng lục quang hình thành vòng xoáy vần quanh trường sinh linh thụ. Gió xoáy tản ra, trường sinh linh thụ biến mất, thay vào đó là một quái vật hình người cao cỡ một đứa con nít. Con quái vật này có tay chân nhưng không có đầu, ngũ quan đều ở trên thân, đôi mắt màu lục tò mò đánh giá Charlison ở trước người. Thụ nhân, lần này xong rồi. Âu Dương Nhược Tuyết thấy trường sinh linh thụ biến thành như vậy, tâm tình lập tức chìm vào đáy cốc. Charlison có thể khiến cái cây con biến thành thụ nhân, phàm là cây biến thành thụ nhân sẽ thành nô bộc của Charlison. Càng là thụ nhân do cây cổ xưa biến thành thì càng cường đại. Vậy mà trường sinh linh thụ này cũng bị Charlison biến thành thụ nhân, chắc là cái cây này đi theo Charlison rồi. Tiểu tử cậu thua rồi, dựa theo ước định vừa rồi của chúng ta, mọi thứ ở đây đều là của Nguyệt Hạ Chi Dực chúng tôi, không chỉ lĩnh ngộ ở nơi này, còn cả mạng các người nữa, tôi tự mình lấy được hoa thảo ở đây, nhưng mạng các người là tự mình ra tay, hay là chúng ta ra tay đây? Charlison nhìn Mạc Phàm, cười mỉa nói. Ông ta vừa nói câu này xong, Rudy mặc tây trang thả lỏng cà vạt, núi đá xung quanh bắt đầu run rẩy, vẻ bối rối lập tức xuất hiện trên mặt đám Trần Phàm không. Charlison, Rudy, hai người muốn làm gì, không phải chỉ cần linh thụ và linh thảo ở nơi này sao? Vẻ mặt Trần Phàm không thay đổi, tức giận nói. Quả thật ván này bọn họ thua rồi, nhưng Mạc Phàm không đồng ý bao gồm cả tính mạng bọn họ. Chỉ mỗi linh thụ và linh thảo ở đây sao, sao tôi nhớ tôi nói là toàn bộ ở đây bao gồm cả người bên trong mà. Charlison cười nói. Ông, Trần Phàm không nghiến răng nhưng không biết phải nói gì, ánh mắt nhìn Mạc Phàm tràn đầy chờ mong. Mạc Phàm nhìn thoáng qua thụ nhân kia, chỉ cười nhạt một tiếng rồi nói với những người Trần gia. Mọi người lùi đến bên kia thạch bích trước đã, nơi này không phải nơi mọi người ở lại được. Còn muốn chạy. Không dễ như vậy đâu. Rudy cười mỉa nói. Một tay ông ta duỗi về phía cửa sơn động, năm ngón tay nắm chặt, một tảng đá chậm rãi dâng từ dưới đất lên, muốn chặn lối ra. Để bọn họ đi đi, cho dù đám người này chạy ra khỏi sơn động, cũng không trốn thoát khỏi hòn đảo này. Charlison nói với vẻ khinh thường. Ông ta cũng có thể khống chế lục địa với diện tích rộng, giết những người này quá đơn giản. Lúc này Rudy mới dừng lại. Trần Phàm không do dự một lát, ra hiệu cho đám người Trần gia lùi lại. Nhìn thấy những người này lùi đến bên cạnh vách núi, lúc này ánh mắt Mạc Phàm mới nhìn Charlison. Ông thật sự cảm thấy ông thắng rồi sao? Charlison lắc đầu, cười không nói gì. Đã đến lúc này rồi, vậy mà Mạc Phàm còn không chịu nhận thua, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tiểu tử, cậu
cậu còn không phục à, vậy tôi sẽ cho cậu thua tâm phục khẩu phục. Còn không nhanh đi theo ta. Ánh mắt ông ta âm u liếc nhìn thụ nhân ở phía sau, lạnh giọng quát. Ông ta vừa mới nói xong, tiểu thụ nhân không chỉ không rời đi theo Charlison, trái lại chớp lóe lục quang, biến thành cây nhỏ màu lục lần nữa. Âu Dương Nhược Tuyết và Trần Phàm không ở một bên vốn sửng sốt, sau đó hơi thở phào nhẹ nhõm. Rudy thì nhíu mày, ông ta là người hợp tác với Charlison, có nhiệm vụ là hai bọn họ cùng làm, ông ta chưa từng thấy chuyện như vậy xảy ra. Charlison cảm thấy phía sau không có động tĩnh gì thì nhíu mày, liếc mắt nhìn phía sau một cái, trong chớp mắt tươi cười trên mặt ông ta cứng ngắc, lông mày nhíu lại. Sao lại thế này? Đây không phải là lần đầu tiên ông ta sử dụng pháp thuật này, ông ta từng dùng pháp thuật này khiến cây cối trong một khu rừng nhỏ đều biến thành thụ nhân, chưa từng xảy ra loại chuyện như bây giờ, chỉ khi ông ta phóng thích những cái cây này, chưa từng có cây có thể tự mình khôi phục trạng thái thụ nhân. Bởi vì nó không chịu sự khống chế của ông. Mạc Phàm giống như đã dự đoán được từ trước, thản nhiên nói. Vậy sao, lần một không được, vậy thì lần hai. Ánh mắt Charlison phát lạnh, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo ma văn, không do dự bắt lấy trường sinh linh thụ. Ông ta là thủ hộ giả Tùng Lâm, theo ông ta nghĩ ông ta là vương của Tùng Lâm, cây cối đều là nô lệ của ông ta, một tên nô lệ cũng dám cãi lệnh ông ta, đúng là không biết sống chết. Tay ông ta nắm lấy trường sinh linh thụ, phù văn trong lòng bàn tay sáng lên. Nghiệt chướng, còn không đi ra cho ta. Ông ta tức giận quát, đồng thời tay dùng lực nhấc lên, muốn nhổ tận gốc trường sinh linh thụ. Nhưng mà đúng lúc này, trên trường sinh linh thụ chớp lóe lục quang, cái cây biến mất không thấy, Charlison lao thẳng tới trước. Cùng lúc đó, trong thổ nhưỡng màu vàng dưới chân ông ta có vô số sợi dây màu lục chui từ dưới đất ra, như mũi tên nhọn đâm về phía Charlison. Vẻ mặt Charlison sửng sốt, sắc mặt ông ta thay đổi. Chuyện này, vừa rồi cái cây này chỉ tự động khôi phục nguyên hình thì thôi, vậy mà còn thoát khỏi phong ấn của ông ta, còn có thể công kích ông ta nữa. Ông ta coi như từng thấy không ít linh thụ, nhưng kỳ lạ giống như cái cây này thì đúng là lần đầu tiên. Chỉ trong phút chốc vẻ mặt ông ta khôi phục như thường. Ông ta không chỉ không tức giận, trái lại khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười hưng phấn. Nếu cái cây nhỏ này kỳ lạ như vậy, chắc chắn không phải linh thụ bình thường, hàng phục thứ như vậy mới càng có cảm giác thành tựu. Chỉ là một cái cây cũng dám dương oai trước mặt thủ hộ giả Tùng Lâm ta, đúng là không biết tự lượng sức mình, người đã không chịu đi theo ta, vậy ta chỉ có thể ép ngươi đi theo ta rồi. Charlison cười mỉa nói. Ông ta nhảy lên trên cao, cũng không sợ những cái dây này, đôi mắt khép lại rồi mở ra, trên khuôn mặt bất cần đời xuất hiện vẻ nghiêm túc, chú ngữ ma pháp rườm rà truyền từ miệng ông ta ra, một hư ảnh cao hơn ông ta rất nhiều lập tức xuất hiện sau lưng ông ta. Hư ảnh này có mái tóc dài màu bạc buông xuống tận bên hông, gương mặt trắng nõn tuấn mỹ ngay cả nữ minh tinh đều phải ghen tị, mặc trên người trường bào ma pháp thời trung cổ, cầm trong tay trượng gỗ, lỗ tai nhọn hoắt rất giống tinh linh trong truyền thuyết. Hư ảnh này gõ quyền trượng trong tay xuống đất, một ma pháp trận rất to lập tức xuất hiện, lan ra xung quanh. Trong chớp mắt cả tiểu hồ được ma pháp trận này bao phủ. Vạn vật hàng linh. Một tay Charlison vỗ mạnh xuống đất một cái, ma pháp trận này lập tức rơi xuống mặt đất. Những cái dây gặp ma pháp trận này, lập tức biến từ rễ cây cái dây sắc bén thành rễ cây bình thường, rơi xuống mặt đất. Charlison hơi nhếch miệng, cười khẽ. Pháp thuật này là pháp thuật cường đại nhất ông ta có thể sử dụng, lực lượng của thần tiếp nối với rừng rậm, cho dù là cây già vạn năm cũng phải ngoan ngoãn biến thành một thụ nhân nghe lời. Rầm một tiếng, bên trong sơn động chấn động, bụi đất nổi lên bốn phía, ma pháp trận rơi xuống mặt đất, cái cây nhỏ cũng xuất hiện theo. Charlison nhớn mày, hơi sửng sốt. Những cái dây này bị ngăn cản, nhưng cái cây nhỏ vẫn không biến thành thụ nhân. Ông ta kinh ngạc đồng thời bỗng nhiên cả ngọn núi lắc lư dữ dội, giống như dưới đất có vô số thứ muốn chui ra. Sắc mặt Charlison thay đổi, ông ta còn chưa làm rõ tình huống. Rầm rầm rầm, từng cái dây thô hơn trước nhiều bay từ dưới chân đám Mạc Phàm ra, những cái dây này giống như phỉ thúy, nhiều giống như là rừng cây, nhanh như thiểm điện, những cái dây này không chỉ bay về phía Charlison, có một số cái gần đó còn đâm về phía đám Mạc Phàm. Trong chớp mắt Charlison không cười nổi, ông ta mượn cả lực lượng của thần rồi, vậy mà không thể hàng phục một cái cây nhỏ. Đôi mắt hung ác của ông ta nhìn về phía Mạc Phàm.
tiểu tử, cậu không nhiều tuổi mà đê tiện như vậy, là cậu giở trò ở sau lưng đúng không? Một cái cây có thể thông minh tới đâu, ông ta từng thấy thụ yêu của Hoa Hạ rồi, cũng từng hàng phục rồi, cái cây nhỏ này còn chưa được tính là thụ yêu, vốn dĩ không có khả năng có bản lĩnh kỳ lạ như vậy, nhất định là Mạc Phàm giở trò ở sau lưng. Mạc Phàm thêm màn phòng hộ với Trần Phàm Không và đám đệ tử của Trần gia, cười nhạt một tiếng. Đối phó ông, căn bản không cần tôi ra tay, cái cây kia là đủ rồi. Nếu coi trường sinh linh thụ là linh thụ bình thường thì sai rồi, loại cây này không thể gọi là linh thụ, có thể xưng là tiên thụ. Bởi vì chỉ có tiên thụ mới chẳng thèm quan tâm linh khí, giống như bài tiết không ngừng bài xuất ra. Ngoài ra Charlison dùng phương pháp lấy linh thủy và linh thổ dưới trường sinh linh thụ làm dẫn, triệu hoán trường sinh linh thụ là không sai, nhưng dùng không đúng với trường sinh linh thụ. Linh thụ bình thường đều lấy thổ làm cha, nước làm mẹ, nhưng đối với trường sinh linh thụ mà nói, giống như dùng thứ phượng hoàng bài tiết đi hấp dẫn phượng hoàng, nếu phượng hoàng bị hấp dẫn, vậy thì quá kỳ lạ. Cho nên trường sinh linh thụ biến thành thụ nhân, hoàn toàn là vì tò mò. Cuối cùng sao, trường sinh linh thụ còn có một điểm rất đặc biệt, nếu có người chiết cành, hái lá của nó sẽ không có phản ứng gì, chỉ phát triển nhanh hơn nữa. Nhưng nếu muốn nhổ tận gốc trường sinh linh thụ, sẽ khiến trường sinh linh thụ phẫn nộ. Cho dù tổ tiên của Charlison tự mình tới, hủy diệt trường sinh linh thụ này thì còn được, muốn hàng phục trường sinh linh thụ thì không có khả năng. Hiện giờ Charlison muốn cố lấy đi trường sinh linh thụ đã chọc giận cái cây này, trường sinh linh thụ không phản kháng mới lạ. Tiểu tử cậu rất coi trọng cái cây nhỏ này nhỉ, xem tôi nhổ tận gốc cái cây này thế nào đi. Ý niệm của ông ta vừa động, ma văn như rắn bay xung quanh ông ta, lại bay xung quanh những cỏ cây quanh đó. Chỉ trong phút chốc, những ma văn đó đã nhập vào trong cỏ cây. Con của rừng ta ở đây, còn không nhanh đi ra cho ta, đám thụ nhân. Nhưng mà ông ta vừa mới nói xong, những cây cỏ này làm như không nghe thấy, không một cái cây nào biến thành thụ nhân đi tới. Chuyện này, mắt ông ta mở to, lập tức ngây người. Lúc trước ông ta dùng mộc ngữ thuật trao đổi với những cỏ cây này, bây giờ những cỏ cây này đều có thể chống cự pháp thuật của ông ta. Cái cây nhỏ này quái dị còn chưa tính, ngay cả linh thụ linh thảo trên núi cũng có thể như vậy. Chỉ trong phút chốc trong mắt ông ta tràn đầy lửa giận. Không chỉ như vậy, trong lúc ông ta ngẩn người, một cái dây như mũi tên đã tới bên cạnh ông ta. Sắc mặt ông ta thay đổi, thân thể nhoáng lên một cái liền đến nơi cách xa tiểu đảo. Những cái dây này không đuổi theo, giống như con rắn vòng quanh tiểu hồ, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Charlison và đám Mạc Phàm. Ông còn muốn thử lần nữa không? Mạc Phàm thản nhiên hỏi. Charlison nắm chặt tay, nghiến răng vang lên ken két. Ông ta đường đường là người biến dị cấp 4, cả thế giới này không có ai có thể so lực khống chế thảo mộc với ông ta, nhưng lại thua thảm hại trước mặt một tiểu tử Hoa Hạ. Ngay cả vạn vật hàng linh ông ta cũng dùng rồi, nhưng không thể hàng phục cái cây nhỏ này, chỉ sợ thử lần nữa cũng như vậy, quả thật cái cây nhỏ này rất kỳ lạ ông ta không thể hàng phục được. Bởi vì có khả năng cái cây nhỏ này không phải là linh thụ cấp 4, mà là cấp 5. Hoa cỏ cây cối giống như con người, đều phân chia theo cấp bậc càng cao sẽ càng khó thuần phục thành thụ nhân. Ông ta chỉ là người biến dị cấp 4, nếu không thể thuần phục cái cây nhỏ kia vậy chỉ có thể là cấp 4 trở lên. Không cần thử nữa, tôi đã thua, cái giá phải trả cho việc tôi không giết các người là. Nếu cậu có thể thuần phục cái cây nhỏ này, sau đó giao cho tôi. Charlison cười nham hiểm nói. Đánh cược gì chứ, chỉ khi có thực lực ngang nhau mới có tư cách chơi như vậy. Nếu Mạc Phàm cường đại như ông ta sẽ lập tức thực hiện đánh cược. Thế nhưng Mạc Phàm chỉ là một tiểu tử bình thường, không có tư cách này. Charlison, ông. Vẻ mặt Trần Phàm không ngẩn ra, tức giận nói. Nếu có thể không là địch với Nguyệt Hạ Chi Dực, vẫn nên cố gắng không ra tay thì hơn. Mạc Phàm đã thắng. Charlison lại chơi xấu. Thế nào, Trần Tiên Sinh có ý kiến à? Charlison liếc mắt nhìn Trần Phàm Không một cái, cười nói. Charlison ông nói không giữ lời như vậy, nhất định sẽ hối hận. Âu Dương Nhược Tuyết nghiến răng nói. Vậy sao, vậy tôi càng muốn xem các người khiến tôi hối hận thế nào? Charlison nói với vẻ khinh thường. Ở trong mắt hắn, cho dù là Âu Dương Nhược Tuyết hay Trần Phàm Không đều là Sơn Dương. Sơn Dương có thể khiến ác long hối hận, giỡn gì thế? Tiểu tử,
cậu tự mình hàng phục cái cây nhỏ kia, hay là để tôi giết cậu đây? Charlison hơi nhếch miệng cười, nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm lắc đầu cười, lạnh nhạt nhìn trường sinh linh thụ được đám dây như rắn vây quanh. Thủ hộ giả Tùng Lâm đúng không, ông chắc chắn phải làm vậy à? Có gì khác sao? Charlison nói với vẻ khinh thường. Cho dù ông làm thế nào đều phải chết, khác là nếu bây giờ ông tự giết lẫn nhau với vị bên cạnh ông sẽ chết thống khoái hơn chút, nếu không có khả năng ông muốn chết cũng không chết được. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu đánh cược mà không thực hiện đánh cược, hắn chỉ có thể nói lá gan của Charlison này đúng là không nhỏ, đã lâu rồi không có ai đánh cược với hắn lại dám quỵt nợ. Chết cũng không chết được sao? Charlison lắc đầu, vẻ mặt khinh thường. Tiểu tử, cậu còn nhỏ mà khẩu khí đúng là không nhỏ, cậu nghĩ mình hiểu cái cây này một chút thì có thể làm gì chúng tôi à? Ở Hoa Hạ các cậu, chỉ có ngũ lão của hội ngũ lão, Tần Vô Nhai, Côn Bằng và mấy người của tông môn ẩn thế mới dám nói chuyện với tôi như vậy. Không phải cậu vừa cho tôi 10 giây à? Vậy tôi cũng cho cậu 10 giây, tự cậu lựa chọn hàng phục cái cây nhỏ kia, hay là bây giờ tôi ra tay giết các người? Ông biết cậu ta là ai không? Đám Tần Vô Nhai, Côn Bằng đều đã. Âu Dương Nhược Tuyết nhíu mày, lạnh lùng nói. Cô ta muốn nói tin đám Tần Vô Nhai bị Mạc Phàm phong ấn, nhưng còn chưa nói hết câu đã bị Mạc Phàm ngăn cản. Chắc hai người đợi trên tiểu đảo này lâu rồi nhỉ? Mạc Phàm mỉm cười hỏi. Vậy mà Charlison này còn dám nhắc tới Tần Vô Nhai trước mặt hắn, không biết đám Tần Vô Nhai bị hắn phong ấn rồi sao? Phải thì thế nào, có quan hệ gì sao? Charlison nhíu mày, cảm thấy khó hiểu nói. Âu Dương Nhược Tuyết nói một nửa, tiểu tử này lại hỏi một câu không đầu không đuôi, ông ta có cảm giác không đúng chỗ nào đó, nhưng nghĩ mãi không ra. Tôi sẽ hàng phục trường sinh linh thụ này trước, sau đó lại tính chuyện đánh cược giữa chúng ta. Mạc Phàm cũng không giải thích nói. Hắn hoàn toàn có thể giết Charlison bây giờ, nhưng so với giết Charlison ngay, để Charlison tâm phục khẩu phục càng tốt hơn, ngoài ra. Vậy sao, vậy tôi mỏi mắt chờ mong, cậu đừng làm tôi thất vọng, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng đó. Charlison cũng không tức giận, cười nói. Ông ta không chỉ có thể biến cây thành thụ nhân, cũng có thể biến người thành thụ nhân. Mạc Phàm hàng phục được cái cây nhỏ này là tốt nhất, sau đó ông ta lại hàng phục Mạc Phàm, cái cây nhỏ này vẫn thành của ông ta. Mạc Phàm cười nhạt một tiếng, lập tức đi về phía tiểu hồ. Hắn vừa bước vào hồ nước. Những cái dây như cự xà lập tức đâm về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm làm như không nhìn thấy những cái dây này, một chữ truyền từ miệng hắn ra. Lâm. Một chữ vang lên, một màn hào quang màu lục có đồ án nguệch ngoạc xuất hiện xung quanh hắn. Lục quang trên màn hào quang này nhoáng lên một cái, màn hào quang nhanh chóng biến to, chỉ trong phút chốc đã bao trọn xung quanh tiểu hồ. Những cái dây như đang gặp mưa ở trong lục quang, lập tức như thấy khắc tinh lùi về dưới đất. Chỉ còn lại trường sinh linh thụ đứng lẻ loi trên tiểu đảo trong hồ. Charlison nhíu mày, rõ ràng là Mạc Phàm dùng đạo pháp Hoa Hạ. Nhưng so với linh thực sư và cao thủ công pháp hệ mộc ở Hoa Hạ ông ta từng gặp, không một ai khống chế cỏ cây như vậy. Tiểu tử này vừa ra tay, đã ép những cái dây này xuống. Tiểu tử này là ai? Tuy trong lòng ông ta rất tò mò, nhưng vẫn cười lạnh lùng. Tiểu tử cậu đừng cao hứng quá sớm. Những cái dây đó bị ép xuống, vẫn sẽ quay lên. Charlison cười nói. Mạc Phàm chỉ cười, không để ý tới Charlison, dẫm lên hồ nước đi tới chỗ cái cây nhỏ. Hắn vươn một tay ra khắc họa trong không trung, một đám phù văn nhanh chóng xuất hiện, hình thành một vòng tròn. Phá! Năm ngón tay hắn nắm chặt, viên cầu vỡ tung ra, hóa thành khí thể màu tím tiên khí mù mịt. Khí thể màu tím này mới xuất hiện. Cái cây nhỏ vốn đứng im lập tức vươn cành lá về phía tử khí này, giống như gặp được thứ nó yêu thích nhất. Chỉ trong phút chốc tử khí được cành lá hấp thu không còn, trong đó có một nhánh cây kéo góc áo Mạc Phàm, giống như đứa bé thích ăn kẹo vừa ăn kẹo xong còn muốn nữa. Ta, y tiên bất tử Mạc Phàm, theo ta đi, đến động thiên Mạc gia ta, trong 10 năm ta có thể khiến ngươi thoát thai tiên thể, biến thành hình người. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nói. Cái cành nắm lấy góc áo Mạc Phàm hơi buông lỏng, nhưng còn chưa buông lỏng hoàn toàn, một giọng nói non nớt vang vọng trong khắp sơn động. Ngươi nói thật sao, không gạt ta chứ? Mấy chữ đơn giản lại khiến mọi người trong sơn động sửng sốt, giống như gặp quỷ.
trong tình hình chung chỉ có cây cỏ sau khi biến hóa hoặc huyễn hóa ra hình người, mới có thể mở miệng nói chuyện như người. Cái cây nhỏ này không biến hóa ra hình người, nhưng vẫn có thể nói chuyện. Cái cây nhỏ này đúng là không tầm thường. Nhất là Charlison, sắc mặt ông ta vô cùng khó coi, giống như thứ ông ta tốn rất nhiều công sức để có được lại chạy mất. Mạc Phàm vừa đến trên đảo, chỉ một câu đã khiến cái cây nhỏ này nói chuyện. Tiểu tử này cũng không đơn giản. Y Tiên Bất Tử ta không gạt người khác, lại càng không lừa gạt cây. Mạc Phàm cười nói. Vậy không phải hai người kia đi cùng ngươi à? Cái cây nhỏ vươn cành cây ra chỉ Charlison và Rudy, hỏi. Ta đến đưa ngươi đi, bọn họ là tới cướp ngươi. Mạc Phàm giải thích, nói giống như đã sớm dự đoán được cái cây sẽ hỏi vậy. Trường sinh linh thụ rất hiếm gặp ở tu chân giới, cho dù chưa thoát thai thành nhân thể cũng có thể nói chuyện. Ta có thể đi theo ngươi, nhưng ngoại trừ điều kiện ngươi nói lúc trước, ta còn muốn thêm một điều kiện nữa. Cây nhỏ do dự một lát, lúc này mới nói. Điều kiện gì? Mỗi tháng phải cho ta một tiên khí màu tím, vừa rồi không tính, ta sẽ đi theo ngươi. Cây nhỏ có kè mặc cả. Mạc Phàm nâng một tay lên, hai luồng tử khí xuất hiện trong tay hắn, hắn ném về phía cây nhỏ. Hai luồng khí này cũng không tính, bây giờ ngươi có thể đi theo ta rồi chứ? Mạc Phàm cười nói. Cành lá của cái cây nhỏ run lên dùng lực hút, trong chớp mắt đã hấp thu sạch tử khí. Trên người nó chớp lóe thanh quang, biến thành một vòng tay lá cây quấn trên cánh tay Mạc Phàm, không có động tĩnh gì nữa, Mạc Phàm mỉm cười, xoay người nhìn về phía Charlison. Trường sinh linh thụ đã tới tay, đến lúc tính món nợ với Charlison rồi. Bây giờ ông còn gì để nói? Charlison vốn nhíu mày, sau đó lông mày lập tức giãn ra, khóe miệng cũng hơi nhếch lên tươi cười nham hiểm. Tiểu tử, cậu đúng là có chút bản lĩnh, rốt cuộc là cậu làm thế nào vậy? Nói mấy câu đã thu phục được cây nhỏ, không thể không nói ông ta xem thường Mạc Phàm rồi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nhạt. Muốn thuần phục trường sinh linh thụ thì phải như thuần phục linh thú, đơn giản là ân uy và thi. Nếu là tiên thổ và thiên thủy cao cấp thì khác, có khả năng trường sinh linh thụ sẽ lập tức đi theo hắn. Trái lại tiên thổ và tiên thủy thì hắn không có, nếu có đã không tới mức linh khí trong cơ thể thiếu rất nhiều. Nhưng linh khí trong cơ thể hắn trải qua cửu chuyển hỗn nguyên công rèn luyện, lại trải qua tam nguyên chuyển hóa, linh khí tinh thuần gấp bội lần linh khí bình thường, đã gần với tiên khí, chỉ có thứ này mới có thể đả động tới trường sinh linh thụ. Còn uy, tất nhiên là dùng pháp thuật và tu vi chấn áp, xóa đi nhuệ khí của linh vật, giống như thuần phục một con ngựa hoang. Nếu bước trước đã làm được, thì không cần đi bước này rồi. Đương nhiên hắn không giải thích với Charlison, cũng không cần phải giải thích. Ông nói xong rồi hả? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Không nói cũng không sao, sớm muộn gì tôi cũng biết, cậu đã chiếm được cây nhỏ kia, vậy thì giao ra đây. Charlison vươn tay về phía Mạc Phàm, ra lệnh. Đợi biến Mạc Phàm thành thụ nhân, ông ta muốn biết chuyện gì mà chẳng được. Giao ra đây. Mạc Phàm lắc đầu cười khinh thường. Hắn vươn một tay ra, đại kiếm màu đỏ sẫm xuất hiện trong tay hắn. Ý niệm của hắn vừa động. Trên trường kiếm màu đỏ sậm lập tức có chất lỏng màu đỏ sậm chảy ra, giống như mới được rút từ trong dầu mỏ. Những chất lỏng này vừa chảy ra, liền lan tràn ra xung quanh. Chỉ trong phút chốc chất lỏng màu đỏ sậm đã bao trùm cả tiểu hồ. Tiểu tử, vậy mà cậu chưa từ bỏ ý định, còn muốn ra tay với chúng tôi, đúng là không biết tự lượng sức mình, qua 50 năm nữa cậu cũng không phải đối thủ của tôi, nhưng mà cậu đã muốn chết, vậy tôi sẽ làm theo mong muốn của cậu. Charlison thấy Mạc Phàm lấy pháp khí ra, cười mỉa nói. Mạc Phàm mạnh hơn Âu Dương Nhược Tuyết một chút cũng muốn ra tay với ông ta, đúng là muốn chết thật. Hai tay ông ta vừa động, một ma pháp trận màu lục xuất hiện trong tay ông ta, lá cây ở trên mặt đất đều bay hết cả lên, bầu không khí xung quanh lập tức căng thẳng. Ông ta vừa nói xong, Âu Dương Nhược Tuyết và Trần Phàm không nhíu mày, lộ ra vẻ cảnh giác. Rudy cũng cười mỉa. Đứng ở một bên không có ý ra tay. Đối phó với Mạc Phàm, chỉ cần mình Charlison là đủ rồi, ông ta không cần phải ra tay. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, đại kiếm màu đỏ sậm trong tay Mạc Phàm vươn về trước. Ông mới nói cả Hoa Hạ chỉ có Ngũ Lão và đám Tần Vô Nhai, Côn Bằng mới đối phó được ông đúng không? Mấy hôm trước tôi mới phong ấn mấy người ở cửa địa ngục Côn Luân, ông xem có phải mấy người này không?
mấy nhà tù theo phong cách cổ cỡ mười mấy mét vuông chậm rãi dâng lên trong chất lỏng màu đen, khắp nơi quanh nhà tù đều khắc đầy ma văn, nhất là mấy cái trong đó, khắp nơi đều tràn đầy phù văn tỏa liên. Trong phòng giam lộ ra mấy bóng người hai mắt nhắm nghiền. Những người này không phải ai khác, đúng là Tần Vô Nhai, Côn Bằng, Quỷ Vô Tà và Băng Đồ Tiên Tử. Nhìn thấy bốn người này, Trần Phàm không hơi sửng sốt. Trần gia là võ đạo thế gia ở thủ đô, không có liên quan gì với tông môn ẩn thế, có thể biết hội ngũ lão đều là trùng hợp, căn bản không biết người của tông môn ẩn thế. Âu Dương Nhược Tuyết cũng sửng sốt, trái lại cô ta biết mấy người này. Gần đây cô ta không hỏi Mạc Phàm chuyện đám Tần Vô Nhai, cô ta cứ tưởng bọn họ bị Mạc Phàm giết rồi. Nhưng không ngờ mấy người này đều bị Mạc Phàm phong ấn. Trong lúc này, ánh mắt cô ta nhìn Mạc Phàm thay đổi rất nhiều. Giết một người rất đơn giản, nhưng muốn phong ấn ít nhất thực lực phải cách xa mới được. Mạc Phàm không chỉ không giết một người, còn phong ấn toàn bộ. Vẻ mặt Charlison và Rudy sửng sốt, mắt bọn họ mở to, cuối cùng không cười nổi, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Sao bọn họ lại không biết mấy người này, chính là đám Tần Vô Nhai kẻ địch mạnh của Nguyệt Hạ Chi Dực bọn họ. Đám người này bị phong ấn ở núi Côn Luân, vậy chỉ có khả năng tiểu tử này là một người. Mạc Gia Hoa Hạ, Mạc Tiên Sinh Mạc Phàm. Bọn họ biết chuyện Mạc Phàm phong ấn đệ tử tông môn ẩn thế, đám Tần Vô Nhai đến cửa địa ngục bao vây Mạc Phàm, nhưng mà gần đây luôn bận rộn chuyện trên tiểu đảo này, lúc này mới không biết kết quả. Bọn họ tưởng rằng Mạc Phàm thiên tài mới quật khởi ở Hoa Hạ sẽ bị hủy trong tay người Hoa Hạ, có ai ngờ tới Mạc Phàm lại phong ấn đám Tần Vô Nhai, còn đứng trước mặt bọn họ. Chuyện này, trong chớp mắt Charlison phản ứng kịp. Lúc trước ông ta cảm thấy kỳ lạ vì sao Mạc Phàm lại hiểu rõ cái cây này, cũng rất kỳ lạ vì sao Mạc Phàm lại hỏi ông ta ở trên đảo mấy ngày, bây giờ tất cả vấn đề đều rõ ràng rồi. Tất cả nguyên nhân đều vì cậu ta là Mạc Phàm. Cậu là Mạc Phàm sao? Charlison nắm chặt tay, cố gắng nói, giống như phải cố gắng lắm mới nói chuyện được trước mặt Mạc Phàm. Ông ta vừa nói câu này xong, những đệ tử của Trần gia lập tức sửng sốt. Mạc Phàm vốn lấy đồ của Trần gia bọn họ đánh cược, bọn họ đã vô cùng bất mãn với Mạc Phàm. Nhưng thiếu niên khiến bọn họ khó chịu lại là Mạc Phàm, bọn họ đâu còn dám có nửa câu oán hận. Phải biết rằng Mạc Phàm là người một mình xông tới thủ đô cũng có thể khiến long trời lở đất. Không sai, tôi là Mạc Phàm, bây giờ ông còn muốn cái cây nhỏ này, tôi còn cần luyện 50 năm nữa cũng không phải đối thủ của ông không. Mạc Phàm cầm kiếm đi về phía Charlison. Trên khuôn mặt Charlison là một vùng xanh đỏ, giống như bị người ta tát mấy cái, sau đó lại giẫm mạnh dưới chân, ước gì bây giờ có một cái lỗ chui xuống. Mạc Phàm đâu cần luyện 50 năm cũng không đối phó được ông ta luyện 50 năm cũng không phải đối thủ của Mạc Phàm mới đúng. Không, không cần. Charlison nhìn Mạc Phàm với vẻ kiêng kỵ, vừa nói vừa lùi về sau. Khuôn mặt ông ta không còn chút huyết sắc, mồ hôi như hạt đậu không ngừng chảy từ trán xuống. Ông không cần, nhưng tôi cần xác nhận một phen, rốt cuộc người của Nguyệt Hạ Chi Dực có bản lĩnh gì, mà dám tới Hoa Hạ tôi hung hãn như vậy. Mạc Phàm nhấc kiếm lên, thản nhiên nói. Đám người này không chỉ cướp đoạt trường sinh linh thụ do người Trần gia tìm được, vậy mà còn muốn giết người diệt khẩu, ngay cả Âu Dương Nhược Tuyết của hội ngũ lão cũng không để vào mắt. Với tiến độ tu luyện của hắn, đã cách đến tu chân giới không xa. Nếu trước khi hắn rời khỏi địa cầu, trên địa cầu vẫn còn thế lực như vậy, Mạc gia sẽ không an toàn. Vì Mạc gia, vẫn nên diệt trừ những thế lực như vậy thì hơn. Mạc Phàm, cậu không thể giết chúng tôi, sau lưng chúng tôi là Nguyệt Hạ Chi Dực, nếu cậu giết chúng tôi, không chỉ có cậu phải chết, Trần gia cũng chạy trời không khỏi nắng. Charlison thấy Mạc Phàm đi tới, lông mày ông ta nhíu lại, vội vàng kêu lên. Đám Tần Vô Nhai bị Mạc Phàm phong ấn, sao bọn họ dám ra tay với Mạc Phàm? Ra tay với Mạc Phàm không khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa. Duy nhất có thể khiến Mạc Phàm kiêng kỵ, chính là tổ chức Nguyệt Hạ Chi Dực đứng phía sau bọn họ. Nguyệt Hạ Chi Dực không chỉ thay đổi kết quả không ít cuộc chiến tranh, còn diệt không ít quốc gia, không ai có thể xem nhẹ Nguyệt Hạ Chi Dực, cho dù là thời đại hiện giờ cũng vậy. Mạc Phàm nheo mắt, sắc bén lóe lên. Các người không động vào được Mạc gia tôi, cũng không động vào được Trần gia, tôi sẽ giết hai người trước. Rồi đi diệt Nguyệt Hạ Chi Dực các người. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Chỉ là Nguyệt Hạ Chi Dực mà thôi, cũng dám uy hiếp hắn,
vậy Nguyệt Hạ Chi Dực cũng biến mất đi. Mạc tiên sinh, cậu đây là quyết tâm đối nghịch với Nguyệt Hạ Chi Dực chúng tôi à? Nếu Mạc tiên sinh đồng ý thả chúng tôi, cái cây nhỏ này coi như là lễ gặp mặt của Nguyệt Hạ Chi Dực chúng tôi tặng Mạc tiên sinh, chúng tôi cũng không gây khó dễ cho Trần gia nữa. Charlison nhíu mày, đôi mắt đảo liên tục, hỏi Mạc Phàm, ha ha. Mạc Phàm cười nhạt, cái cây nhỏ này vốn được hắn hàng phục, là thứ thuộc về hắn, Charlison lại lấy thứ này làm lễ gặp mặt, đúng là đủ hào phóng. Hai người tự mình ra tay, hay là để tôi ra tay? Sắc mặt Charlison và Rudy khó coi, lông mày nhíu chặt lại, trong mắt xuất hiện vẻ điên cuồng. Được lắm, nếu Mạc tiên sinh cố ý làm vậy, vậy thì đừng trách chúng tôi thừa dịp cậu yếu mà muốn mạng cậu. Charlison lạnh lùng hung dữ nói. Ông ta từng có giao tế với không ít tu sĩ Hoa Hạ, khí tức trên người Mạc Phàm lên xuống bất định, rõ ràng là trên người có vấn đề gì đó. Mạc Phàm lúc đỉnh phong, bọn họ hoàn toàn không thể làm gì, nhưng Mạc Phàm ở trạng thái này vẫn có thể liều một chút. Dù sao còn đỡ hơn là chết, có lẽ liều mạng sẽ có một đường sống. Nhớ đâu đánh bại được Mạc Phàm, bọn họ sẽ chiếm được một đại khố rất rộng, cơ hội hiếm có như vậy đâu thế bỏ qua. Hai tay ông ta xuất hiện lục quang, trực tiếp với vào trong không gian, khi rút ra trên ngón tay xuất hiện 8 pho tượng bằng gỗ. Ông ta ném pho tượng về phía Mạc Phàm, trên pho tượng chớp lóe lục quang, rồi nhanh chóng biến to. Chỉ trong chớp mắt, những pho tượng này biến thành một đám người cao cỡ 20-30 mét rơi xuống đất, giống như cự nhân nhìn Mạc Phàm ở phía dưới. Bên trong 8 thụ nhân to lớn này, có toàn thân như hắc thiết tạo ra, đây là một cây vạn tuế ngàn năm chuyển thành. Toàn thân giống như hợp kim, cho dù là pháp bảo cũng khó mà thương tổn được. Có thân hình gầy yếu hơn nhiều, nhưng có trên 100 cánh tay, mỗi cánh tay như một thanh đao sắc bén. Còn có thụ nhân mọc đầy dây, trên thân đầy gai nhọn, một con chim nhỏ không cẩn thận đậu lên trên, trong chớp mắt đã biến thành máu loãng. 8 thụ nhân không giống nhau, nhưng tất cả đều tỏa ra lực lượng khiến tim người ta đập nhanh. Ở đây ngoại trừ Mạc Phàm ra, vẻ mặt tất cả đều thay đổi. Nhất là Âu Dương Nhược Tuyết, 8 pho tượng này là 8 thụ nhân rất nổi tiếng chỗ dựa của Charlison, được xưng là bát thụ nhân. Mỗi thụ nhân không có cùng lực lượng cường đại, có cơ thể rất cứng, có lực công kích rất mạnh, có khả năng khống chế đặc biệt, có kịch độc kiến huyết phong hầu. 8 thụ nhân phối hợp với nhau, cho dù là thần cảnh trung kỳ cũng bị cầm chân ở bên trong. Âu Dương Nhược Tuyết còn chưa kịp nhắc nhở Mạc Phàm. Thân thể Rudy đã nhoáng lên một cái đến nơi cách Mạc Phàm không xa. Mái tóc trên đầu ông ta không tính là quá dơ bỗng nhiên dài ra, tựa như đám rắn loạn vũ trong không trung, hào quang màu xám xuất hiện trong mắt ông ta. Mạc Phàm, cậu dám nhìn thẳng mắt tôi không? Rudy trầm giọng hỏi. Âu Dương Nhược Tuyết nghe thấy ông ta nói vậy, gần như nhắm mắt lại theo phản xạ có điều kiện, sau đó vội vàng kêu lên với Mạc Phàm. Mạc Phàm, đừng nhìn mắt ông ta. Mắt của ông ta có thể biến cậu thành tảng đá đó. Rudy này nhìn có vẻ yếu, nhưng thực ra không yếu chút nào, trái lại còn rất khủng bố. Ông ta không chỉ có lực khống chế đại địa và sơn mạch đáng sợ, nghe nói còn là đời sau của Medusa yêu nữ tóc rắn, có được đôi mắt của Medusa. Phàm là người nhìn chằm chằm mắt ông ta, đều bị hóa đá vĩnh viễn, có không biết bao nhiêu người chết dưới đôi mắt này. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, nhìn về phía Rudy với vẻ khinh thường. Ken két, âm thanh như kết băng vang lên trên tay hắn, làn da hắn lập tức biến thành màu xám như tảng đá, lan tràn về phía cánh tay. Thấy một màn này, tâm tình Âu Dương Nhược Tuyết lập tức chìm vào đáy cốc. Thực lực của Mạc Phàm chưa khôi phục hoàn toàn, tất nhiên là cô ta nhìn ra được, nếu không Mạc Phàm đã không nói nhiều với những người này như thế. Bây giờ Mạc Phàm còn trúng nguyền rủa của Rudy, lần này không hay rồi. Hóa đá sao? Mạc Phàm cười nhạt. Mạc tiên sinh không hổ là Mạc tiên sinh, chúng nguyền rủa của tôi còn có thể bình tĩnh như vậy, không biết kế tiếp cậu còn có thể duy trì bình tĩnh nữa hay không? Rudy cười nói. Trong câu nói thì tràn đầy sùng bái, nhưng giọng điệu nói chuyện lại đầy vẻ trào phúng. Nói xong ông ta vươn hai tay ra, hào quang màu vàng đất sáng lên. Rầm rầm, sơn động bắt đầu lắc lư, tiếng tảng đá ma sát vang lên, tảng đá hình mũi tên to vươn ở 4 phương 8 hướng ra. Đi. Hai tay ông ta đẩy tới trước. Mỗi một cái đều dày mấy chục thước, mũi tên cỡ một thước bay từ trong vách núi ra, giống như châu chấu đang bay rơi về phía Mạc Phàm, chi chít làm ra đầu người ta run lên.
Cùng lúc đó, tám thụ nhân của Charlison cũng động rồi. Những thụ nhân này nhìn đa số đều rất vụng về, nhưng vừa động lại như một đạo lôi điện, lưu lại một chuỗi bóng dáng trước người Mạc Phàm. Thấy thụ nhân và đại thạch đầy trời sắp đến trước người Mạc Phàm, trong lòng Âu Dương Nhược Tuyết và Trần Phàm không căng thẳng. Hai người bọn họ không có tư cách nhúng tay, nếu Mạc Phàm thua, chỉ sợ cái mạng nhỏ của bọn họ cũng không còn. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn thụ nhân và đại thạch một cái. Thực lực của hai người đều không tệ lắm, quả thật có thể đấu với tôi hiện giờ một phen, nhưng có một chuyện hai người sai rồi, các người không nên để tôi hàng phục trường sinh linh thụ này. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Charlison và Rudy nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. Mạc Phàm, cậu đừng giả thần giả quỷ nữa thì hơn, như vậy chết không thoải mái đâu. Charlison nhíu mày nói. Ông ta vừa nói xong sắc mặt thay đổi. Chỉ thấy vòng tay lá cây trên tay Mạc Phàm trở nên sáng lên, từng đạo lục quang hóa thành quang quyển lan ra xung quanh. Lục quang tới chỗ nào, cánh tay hóa đá của Mạc Phàm khôi phục như thường. Đại thạch vốn tiến về phía Mạc Phàm, ngay sau đó tất cả biến mất, khi xuất hiện đã tới trên đỉnh đầu Charlison. Trong tám thụ nhân kia, một thụ nhân mọc đầy dây trên người vươn móng vuốt ra chộp lấy Rudy, mấy thụ nhân khác cũng cùng tấn công ông ta. Công kích của hai người đều bị phản chiến. Sao có thể như vậy? Hai người nhíu mày, khó mà tin nói. Hai người chỉ hơi ngây người một lát, không do dự chạy về phía sơn động. Vừa rồi bọn họ không rõ vì sao Mạc Phàm lại bình tĩnh như vậy, nếu lúc này còn không rõ lắm, vậy chỉ số thông minh của bọn họ có vấn đề rồi. Chỉ sợ cả sơn động này đã bị cái cây nhỏ kia khống chế. Không đợi bọn họ rời đi, giọng nói của Mạc Phàm vang lên từ phía sau. Đi, nếu hai người ra tay với tôi, đã muốn rời đi như vậy sao? Hai người kia đánh cực không thực hiện thì chưa tính, vậy mà còn cho hắn một kích, quay đầu đã muốn rời đi, bọn họ nghĩ hay quá nhỉ? Hắn cao giọng nói, hai chữ truyền từ miệng hắn ra. Đứng lại! Hai chữ này vừa vang lên, cơ thể Charlison và Rudy lập tức dừng giữa không trung. Không chỉ hai bọn họ, ngay cả lá rụng, bụi đất xung quanh bọn họ, đám Âu Dương Nhược Tuyết, thụ nhân và đại thạch cũng cùng dừng lại, giống như không gian dừng lại vào lúc này. Vẻ mặt Charlison và Rudy ngẩn ra, trong mắt xuất hiện tuyệt vọng. Cái cây nhỏ này có thể khống chế thảo mộc và thổ thạch ở trong sơn động còn chưa tính, vậy mà còn khống chế được không gian trong sơn động. Không, Mạc tiên sinh, cậu đừng làm vậy mà, chúng tôi nguyện ý trở thành nô lệ của cậu, mong cậu chấp nhận, cậu giết chúng tôi sẽ không có lợi với Mạc gia cậu đâu. Charlison như bị bệnh tâm thần nghiến răng kêu lên. Nếu không mở miệng, chỉ sợ ông ta không có cơ hội nói nữa rồi. Tôi ghét nhất bị người ta uy hiếp tôi và người nhà, hai người không nên làm vậy, chết hết đi. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, hai tay vung lên. Thạch tiễn to lớn trên đỉnh đầu Charlison nhoáng lên một cái xuất hiện trên không Rudy, tám thụ nhân thì vây quanh Charlison nước không lọt qua được, nhánh cây to lớn, dây leo tràn đầy trời đất chĩa về phía Charlison. Đi! Mạc Phàm ra lệnh, thạch tiễn và thụ nhân cùng tấn công. Rầm rầm, tiếng nổ to vang lên. Ở chỗ Charlison được thay bằng một vũng máu. Ở chỗ Rudy có chi chít mũi tên, một bóng người biến thành mảnh nhỏ. Charlison và Rudy cùng bị tử vong dưới công kích của mình. Mạc Phàm vung tay lên, hỏa diễm giấy lên trên thi thể hai người, chỉ trong phút chốc đã biến thành hư ảo, cơ thể đám Âu Dương Nhược Tuyết cũng khôi phục tự do. Một đám người nhìn về phía nơi đang cháy, khi ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm thì tràn đầy sùng kính. Ngay cả Âu Dương Nhược Tuyết nhìn về phía Mạc Phàm, trong đôi mắt cũng có thêm vài phần kính sợ. Cô ta vẫn luôn cảm thấy mình là người của hội ngũ lão, Mạc Phàm hung hãn tới mấy cũng không dám làm gì cô ta. Bây giờ xem ra cô ta sai rồi. Tuy Mạc Phàm còn chưa tới 20 tuổi, nhưng tâm trí thành thục hơn những người sống trên 100 tuổi. Cô ta chỉ chưa chạm tới điểm mấu chốt của Mạc Phàm, một khi chạm tới điểm mấu chốt này, chỉ sợ kết cục không khác gì Charlison và Rudy. Hát! Ả diễm tắt, Âu Dương Nhược Tuyết và Trần Phàm không đi tới bên cạnh Mạc Phàm trên đảo nhỏ. Đa tạ Mạc tiên sinh giúp Trần gia chúng tôi tránh thoát một kiếp. Trần Phàm không cúi người thi lễ với Mạc Phàm, cảm kích nói. Nếu không có Mạc Phàm, bọn họ đã không còn cả người cả của rồi. Chú Trần không cần khách sáo, cháu sẽ mang cái cây nhỏ này đi, lát nữa cháu sẽ bảo người đưa thù lao đồng ý với chú tới Trần gia,
chú để người Trần gia chú thu thập linh dược đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Khi nói chuyện ý niệm hắn vừa động, một đám bậc thang xuất hiện xung quanh sơn động, giống như hàng dài lượn vòng đến đỉnh núi. Những trận pháp ở gần linh thảo linh dược cũng được phá giải hết, từng đạo hào quang sáng lên trên vách núi, vô cùng rực rỡ. Thù lao của cái cây nhỏ tôi nhận, tôi sẽ bảo người hái linh thảo linh dược xuống, Mạc tiên sinh cũng lấy cùng đi. Trần Phàm không nhăn mày nói. Tuy linh thảo linh dược ở đây rất chân quý, bán mấy ngàn triệu cũng không có vấn đề gì. Nhưng mấy thứ này đều do Mạc Phàm đoạt được, đồng ý của Mạc Phàm lúc trước đã đủ nhiều rồi, ông còn dám lấy linh thảo linh dược hết sao? Cháu sẽ nhận linh hồ và linh thổ ở đây, những thứ khác không có tác dụng lớn với cháu, chú Trần không cần khách sáo đâu. Mạc Phàm cười nhạt nói. Một phần mục đích hắn tới đây là đạt được trường sinh linh thụ, có cái cây này duy trì động thiên Mạc gia mấy trăm năm sẽ không thành vấn đề. Nhưng hiện giờ hắn cần linh hồ và linh thổ dưới cái cây nhỏ này. Cái cây nhỏ này nhìn không lớn lắm, thực ra đã hơn 1.000 năm, linh hồ linh thổ ẩn chứa linh khí khổng lồ, đủ để hắn khôi phục tất cả tu vi, đây mới là mục đích chân chính của hắn. Linh thảo linh dược trên núi cũng không tệ, nhưng không có tác dụng lớn với hắn. Thay vì nhận một lượng lớn thứ vô dụng, chẳng bằng đưa cho Trần gia, mấy thứ này quan trọng với Trần gia hơn nhiều, coi như là trả ân tình kiếp trước của Trần Huyền Phong. Chuyện này, trên mặt Trần Huyền Phong lập tức lộ ra vẻ khó xử. Nếu ông nói không cần mấy thứ này thì là giả, nhận lấy cũng không tốt lắm. Trần tiên sinh, nếu ông không cần, vậy hội ngũ lão chúng tôi không khách sáo rồi. Âu Dương Nhược Tuyết bĩu môi nói. Linh dược linh thảo này rất khó tìm ở bên ngoài, cô ta cũng hơi động tâm, nếu Mạc Phàm cho cô ta, chắc chắn cô ta sẽ không khách sáo, tuyệt đối không có chút khó xử. Mạc tiên sinh, vậy tôi không khách sáo nữa. Trần Phàm không nói. Chú Trần không cần khách sáo như vậy. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ nói. Kiếp trước hắn có ấn tượng không tệ với Trần Phàm không, đừng nói là chút đồ này, đưa thứ chân quý gấp trăm lần Trần Phàm không cũng không cần khách sáo với hắn. Trần Phàm không hơi thở phào nhẹ nhõm, rời mắt nhìn Âu Dương Nhược Tuyết. Nếu Âu Dương tiểu thư thích, vậy đợi Trần gia chúng tôi thu thập xong, nhất định sẽ đưa cho Âu Dương tiểu thư một phần. Ở Hoa Hạ, có không biết bao nhiêu người cầm đủ loại kỳ chân dị bảo muốn mở cánh cửa chỗ hội ngũ lão, đều không công mà lui. Âu Dương Nhược Tuyết chủ động muốn những linh thảo linh dược này, cơ hội tốt tiếp xúc với hội ngũ lão, tất nhiên không thể bỏ qua rồi. Coi như ông còn có chút mắt nhìn, bản cô nương đợi ông đó. Âu Dương Nhược Tuyết liếc mắt nhìn Trần Phàm không một cái, dáng vẻ được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Nhất định sẽ không để Âu Dương tiểu thư thất vọng. Trần Phàm không cười nói. Nói xong ông gọi những đệ tử Trần ra đi hái linh thảo linh dược, trên đảo nhỏ chỉ còn lại Mạc Phàm và Âu Dương Nhược Tuyết. Cô tìm tôi có việc gì? Mạc Phàm nhìn thoáng qua Âu Dương Nhược Tuyết còn chưa đi, hỏi. Cậu định xử lý mấy người kia thế nào? Âu Dương Nhược Tuyết chỉ đám Tần Vô Nhai ở trong nhà giam, hỏi. Nhiệm vụ cô ta tới lần này ngoại trừ cảnh cáo Mạc Phàm, còn xử lý chuyện Mạc Phàm và tông môn ẩn thế. Bọn họ sao? Đúng vậy. Âu Dương Nhược Tuyết gật đầu với vẻ nghiêm túc. Tông môn ẩn thế là bức tường thứ nhất của Hoa Hạ, nếu bị Mạc Phàm phá hỏng, chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Nếu bọn họ thoát ra được thì thoát đi, tôi sẽ không giết bọn họ, nếu không thoát được thì phải làm theo lời tôi nói, nếu không tôi không ngại giết bọn họ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Rõ ràng là giết mấy người vô cùng quan trọng, nhưng ở trong mắt hắn lại không khác gì dẫm chết mấy con kiến. Cậu nhất định phải giết Tần Vô Nhai sao? Âu Dương Nhược Tuyết nhíu mày, hỏi. Chuyện này tạo ra chấn động lớn như vậy, tất nhiên cô ta biết. Dẫn tới cục diện như bây giờ, toàn bộ đều vì Dạ Vô Nhai của Long Hoa Hội. Chẳng lẽ không thể sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Có thể thì có thể, nhưng có khả năng cậu chưa biết nhiều về Tần Vô Nhai. Âu Dương Nhược Tuyết nhíu mày nói. Thế nào? Dạ Vô Nhai còn có chỗ nào bất phàm à? Mạc Phàm tò mò hỏi. Dạ Vô Nhai chỉ là người đứng đầu Long Hoa Hội, đệ tử ngoại môn của Nho Môn. Tần Vô Nhai bị hắn đánh bại, cho dù Nho Môn bận tâm danh dự của bản thân tới mấy, cũng không cần thiết vì một đệ tử ngoại môn mà đối nghịch hắn. Nhưng đến bây giờ Nho Môn vẫn không có ý giao Dạ Vô Nhai ra. Cho dù Âu Dương Nhược Tuyết không nói, hắn cũng cảm thấy có chút không bình thường.
Tam thư của Nho Môn ở trong tay cậu đúng không? Âu Dương Nhược Tuyết hỏi. Không sai. Mạc Phàm gật đầu. Cậu biết nhiều về thiên ngoại thiên như vậy, cậu cảm thấy thứ này sẽ ở trên địa cầu sao? Nếu tôi muốn luyện chế tam thư cũng không phải không thể được, Nho Môn thì tôi không biết. Mạc Phàm nói. Tam thư mà thôi, chỉ cần lĩnh ngộ nho đạo tới một cảnh giới nhất định, không khó luyện chế ra tam thư. Nho Môn có thể luyện chế tam thư, nhưng không luyện chế được tam bản thiên thư trong tay cậu. Ý của cô tam bản thiên thư là từ trên trời rơi xuống sao? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Đúng vậy, ngoại trừ thiên thư ra, còn có một đứa bé đi cùng, đứa bé này là Dạ Vô Nhai. Âu Dương Nhược Tuyết nói. Cả Hoa Hạ có không quá 10 người biết chuyện này, trong đó không bao gồm Dạ Vô Nhai. Cho nên có khả năng Dạ Vô Nhai còn chưa thức tỉnh, nhưng có lẽ ông ta giống cậu, đều từ thiên ngoại thiên tới. Âu Dương Nhược Tuyết nói tiếp. Chẳng trách Nho Môn bảo vệ Dạ Vô Nhai như vậy. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lộ ra chút bất ngờ. Dạ Vô Nhai đến tuổi này còn chưa thức tỉnh cũng rất bình thường, có một số người sau khi bị giáng xuống, có khả năng cả đời không thể thức tỉnh, cũng có lúc tóc trắng xóa bỗng nhiên nhất niệm trùng thiên, cũng có người vừa sinh ra đã biết toàn bộ kiếp trước, nhưng chuyện này đều là chuyện thường có. Nhưng Dạ Vô Nhai là người bị trích biếm xuống, đúng là nằm ngoài dự đoán của hắn. Cô nói cho tôi biết những chuyện này làm gì? Mạc Phàm hỏi. Thần sứ Phong Vô Duyến chết ở trên tay cậu sao? Âu Dương Nhược Tuyết nói. Phong Vô Duyến cũng tới cửa địa ngục, trong đây không có bóng dáng của Phong Vô Duyến, phần lớn là chết trên tay Mạc Phàm. Ông ta bị Lang Vương Kaman xé nát, nhưng cho dù ông ta không chết, tôi cũng sẽ giết ông ta. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tôi đề nghị cậu nên thả đám Tần Vô Nhai ra. Chuyện của Dạ Vô Nhai cũng đừng truy cứu nữa, Nho Môn sẽ không giao Dạ Vô Nhai cho cậu đâu, nếu không rất có khả năng thiên ngoại thiên sẽ hàng lâm địa cầu để đối phó cậu, hơn nữa không chỉ một người. Vẻ mặt Âu Dương Nhược Tuyết nghiêm túc, cảnh cáo. Tần Vô Nhai bị bắt, Nho Môn chỉ có thể cầu xin thiên ngoại thiên giúp đỡ. Ngoài ra thần sứ Phong Vô Duyến chết, chắc chắn thiên ngoại thiên sẽ phái người tới điều tra, cho dù bị Lang Vương Ca Mần giết chết, Mạc Phàm cũng khó tránh khỏi trách nhiệm. Hai thế lực trên thiên ngoại thiên tới, chắc chắn Mạc Phàm không có đường sống phản kháng. Bởi vì cho dù Mạc Phàm là trích tiên đã thức tỉnh, hiện giờ vẫn là phàm nhân, sao có thể là đối thủ của tiên nhân ở thiên ngoại thiên? Phương pháp giải quyết tốt nhất hiện giờ là Mạc Phàm thả đám Tần Vô Nhai, không truy cứu chuyện của Dạ Vô Nhai, đổ chuyện thần sứ Phong Vô Duyến chết cho Hắc Ám giáo đình. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Một trích tiên thánh môn thì thế nào, nếu làm việc không nên làm, thánh nhân của thánh môn cũng vậy. Âu Dương Nhược Tuyết nhíu mày, trong đôi mắt xuất hiện tức giận. Cô ta kiên nhẫn nói nhiều với Mạc Phàm như vậy, vậy mà có cảm giác như đàn gầy tai trâu, gia hỏa này không thay đổi chút nào. Gia hỏa không biết phân biệt, nếu cậu không đồng ý, vậy đợi bị cường giả công kích đi, dù sao hội ngũ lão chúng tôi đã nói với cậu hết rồi, cáo từ. Âu Dương Nhược Tuyết dậm chân. Nổi giận đùng đùng xoay người rời đi. Nếu Mạc Phàm không hòa giải với tông môn ẩn thế, chắc chắn thiên ngoại thiên sẽ phái từng đám người tới. Mạc Phàm có thể đấu lại sứ giả thần cảnh, vậy trên thần cảnh thì sao, sớm muộn gì Mạc Phàm cũng chơi đến chết. Không chỉ thiên ngoại thiên, Nguyệt Hạ Chi Dực và rất nhiều thế lực ở các đại quốc đã ngắm về phía Mạc Phàm, một khi có cơ hội sẽ không bỏ qua chuyện giết Mạc Phàm. Cho dù thực lực của Mạc Phàm thông thiên, chặn được những phiền phức này, nhưng đợi hắn đến thiên ngoại thiên cũng không sống yên ổn. Theo cô ta biết, tông môn đứng sau Nho Môn là thế lực rất mạnh ở thiên ngoại thiên, có kẻ địch như vậy, thiên ngoại thiên vô cùng rộng lớn cũng là địa ngục với Mạc Phàm. Lúc này Mạc Phàm không chịu bỏ qua, chẳng khác nào muốn chết. Mạc Phàm, có ai từng nói với cậu chưa, cậu là người rất ích kỷ. Âu Dương Nhược Tuyết đi được hai bước thì dừng lại, quay đầu hỏi. Mạc Phàm chết thì không có vấn đề gì. Nhớ đâu Mạc Phàm cá chết lưới rách, giết luôn đám Tần Vô Nhai, không chỉ Mạc Phàm không tồn tại, tông môn ẩn thế Hoa Hạ cũng trở thành danh nghĩa. Chỉ dựa vào hội ngũ lão bọn họ, rất khó duy trì Hoa Hạ rộng như thế. Mạc Phàm vì tư dục bản thân, không tiếc khiến Hoa Hạ rơi vào trong mối họa như vậy, không thể không nói Mạc Phàm là một người rất ích kỷ. Ích kỷ sao? Mạc Phàm cũng không tức giận, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, cười khinh thường. Dạ Vô Nhai mạo phạm hắn liên tục, thậm chí giao Dạ Tình và Tiểu Lan cho thần điện,
vì ông ta là trích tiên của Nho Môn, thì có thể tha cho ông ta sao? Nếu hắn tha cho Dạ Vô Nhai, có phải vô tư hay không hắn không biết, hắn biết lúc này là tiếc nuối rất lớn với người khác. Hắn khó có được cơ hội trọng sinh, giống như dòng nước chảy ngược dòng, nếu không thể thay đổi khói mù kiếp trước, không ít chuyện còn có thể tiếp tục đi theo con đường kiếp trước. Cho nên hắn tuyệt đối không thể dừng lại, đừng nói là Nho Môn, Thánh Môn cũng đừng nghĩ tới chuyện ngăn cản bước chân của hắn. Nếu Dạ Vô Nhai dám mạo phạm hắn, cho dù là Trích Tiên cũng phải chết. Nếu Thánh Môn muốn phái người hạ giới thì cứ việc tới, nếu là mấy vị thánh nhân hắn quen thì hắn sẽ nể mặt, không giết những người đó, nhưng ai tới Cửu U Cung thì sẽ là nơi chôn thân bọn họ. Nếu là thế lực khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vậy thì cứ đến đây đi, máu của bọn họ sẽ dùng để tưới thổ địa hoa hạ, linh hồn bọn họ sẽ thành vong hồn dưới kiếm của y tiên bất tử hắn. Đa tạ hội ngũ lão đã nhắc nhở, đợi trường sinh linh thụ có thể phân ra, tôi sẽ phái người mang cây nhỏ đó và phương pháp gieo trồng qua. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, làm như không nghe thấy lời Âu Dương Nhược Tuyết nói. Dừng! Âu Dương Nhược Tuyết tức đến mức dậm chân, lập tức rời đi. Chỉ sợ bây giờ cô ta nói gì cũng vô dụng, xem Mạc Phàm có thể đi tới bước kia hay không, đến lúc đó xem Mạc Phàm kết thúc thế nào. Đợi Mạc Phàm tứ phía là địch, cô ta lại đến nhục nhã Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không để ở trong lòng, hắn an bài với Trần Phàm không vài câu, rồi quay về trên đảo nhỏ. Ý niệm của hắn vừa động, Cửu U Cung bày ra trên đảo nhỏ nhanh chóng dâng lên, tạo thành một căn phòng phong kín. Hắn ngồi khoanh chân, kim khí màu đỏ sậm lập tức tản ra, lộ ra linh hồ và linh thổ màu vàng trong tiểu hồ. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, liếc mắt nhìn linh hồ và linh thổ một cái, tốn nhiều công sức như vậy, cuối cùng cũng có thể khôi phục thực lực rồi. Hiện giờ hắn chỉ có 3 phần thực lực, không khác gì cao thủ thần cảnh bình thường lắm. Nếu không phải hắn hàng phục trường sinh linh thụ trước, trở thành chủ nhân của trường sinh linh thụ, có thể mượn trường sinh linh thụ khống chế toàn bộ trong sơn động, thì giết Charlison và Rudy vẫn hơi phiền phức, ít nhất không dễ dàng như vừa rồi. Nếu gặp phải đám Tần Vô Nhai, Côn Bằng, hắn chỉ có thể chạy trốn. Nhưng khôi phục tu vi, thêm mấy Tần Vô Nhai cũng không sao cả. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên cười nhạt, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Hắn không lập tức vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công, trái lại toàn bộ tâm thần trầm vào trong cơ thể. Tam nguyên tinh khí thần, ngoại trừ thần nguyên vững chắc nhất ra, trên khí nguyên và tinh nguyên đã đầy vết rạn. Nếu hấp thu toàn bộ linh khí trong linh hồ và linh thổ, đủ để chữa trị tinh nguyên và khí nguyên, hơn nữa tam nguyên đều viên mãn. Nhưng nói thì nói vậy, hắn cũng chỉ là tam nguyên viên mãn, mạnh hơn khi đối phó đám Tần Vô Nhai một chút, cũng không mạnh hơn quá nhiều. Thay vì như vậy, chẳng bằng hợp lại với nhau. Hiện giờ hắn càng ngày càng đối mặt với nhiều kẻ địch, cũng càng ngày càng mạnh. Lực lượng tam nguyên viên mãn đã vô cùng miễn cưỡng, nhất là có khả năng sau này là lão quái vật Nguyên Anh Kỳ và người biến dị cấp 5 xuất hiện. Trên đầu hắn còn nhiều vệ tinh và vũ khí tiên tiến có thể bắn ra bất cứ lúc nào nữa, những thứ này đều cường đại hắn chưa từng thử qua. Như vậy chẳng bằng liều một chút. Nếu có thể thông qua bế quan lần này tăng tu vi tới một tầng nữa, hắn hoàn toàn không cần sợ những chuyện này. Nghĩ như vậy mắt hắn nheo lại. Nếu nhất nguyên không được, vậy thì biến thành cửu nguyên, cửu lê. Hắn khẽ quát một tiếng, trên thần nguyên màu tím ở bên trong mi tâm lập tức xuất hiện đường vân màu tím, giống như ký hiệu đồ đằng thời viễn cổ. Ngay sau khi những ký hiệu này sáng lên, 9 thần nguyên nhỏ hơn nhiều xuất hiện trong linh hải của hắn. Thần nguyên to khoảng chừng nắm tay đứa bé, 9 thần nguyên này giống như 9 quả cầu thủy tinh. Không chỉ thần nguyên tách ra, kim tuyến nối thần nguyên với khí nguyên và tinh nguyên cũng chia ra làm 9, trên từng thần nguyên đều có một sợi dây gắn kết khí nguyên trên khí hải và tinh nguyên trong đan điền. Các ngươi cũng vỡ cho ta. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, chỉ nghe rắc một tiếng, khí nguyên và tinh nguyên bị thần nguyên kéo tứ phân ngũ liệt, chia ra làm 9 mảnh lớn nhỏ không đều. Khí nguyên và tinh nguyên mới vỡ ra. Phốc, một ngụm máu phun từ miệng Mạc Phàm ra. Cùng lúc đó, không chỉ khí tức toàn thân hắn yếu đi rất nhiều, làn da vốn có lưu quang lưu chuyển cũng nhanh chóng khô quắt lại, cả người như già đi mấy chục tuổi. Đúng là đau đớn không giống bình thường. Mạc Phàm nhíu mày mở to mắt, khóe miệng nhếch lên nụ cười khổ, lẩm bẩm. Nếu tu sĩ bình thường bị vỡ đan, đồng nghĩa với việc tu vi bị phế, trùng tu là chuyện nhỏ. Nghiêm trọng thì có khả năng thành phế nhân cả đời.
Gần như tất cả mọi người đều cố gắng tránh để kim đan xảy ra vấn đề, càng không nói đến chuyện vỡ kim đan, bình thường chỉ lúc liều mạng mới làm vậy. Sở dĩ hắn mạo hiểm như vậy, tất nhiên không phải tự phế tu vi, mà muốn mượn cơ hội khí nguyên và tinh nguyên tiêu hao quá độ, trực tiếp biến tam nguyên tinh khí thần thành 9 cái. Nếu có thể thành công, hắn không cần ngưng kết từng cái một nữa, chỉ cần không ngừng tích lũy 3 loại lực lượng tinh khí thần, khôi phục tam nguyên huyền ảo này đến cỡ ban đầu, là có thể đạt tới thần cảnh hậu kỳ. Trừ chuyện đó ra, 9 là số lượng cực hạn, nhất nguyên cửu phân còn có rất nhiều chỗ lợi, chính là hắn có thể phát huy ra thực lực chỉ tới thần cảnh hậu kỳ mới được. Như vậy cho dù đối mặt với cao thủ nguyên anh kỳ, hắn không phải không có khả năng giết chết đối phương. Nhưng không thể không nói vỡ đan đúng là rất thống khổ, giống như tự mình xé mình thành 9 mảnh từ trên xuống dưới liên tục, cho dù hắn sớm chuẩn bị tâm lý, cũng thiếu chút nữa ngất đi. Nếu lúc này hắn ngất đi, kim tuyến nối khí nguyên, tinh nguyên và thần nguyên vỡ ra sẽ đứt. Như vậy hắn sẽ không là nhất nguyên cửu phân, thật sự là vỡ đan rồi. Hắn cố nén đau đớn, vận khởi diễn thiên thần quyết, 9 thiên kinh văn lập tức xoay tròn gần 9 thần nguyên. Mỗi lần kinh văn chuyển động một vòng, 9 thần nguyên sẽ ngưng thực hơn một chút, kim tuyến dưới thần nguyên cũng chắc hơn một chút. Xoay 9.999 vòng, thần nguyên nhỏ hơn một chút nhưng ngưng thực hơn nhiều. Kim tuyến dưới từng thần nguyên đã không khác lúc trước, hai đầu nối với một viên khí nguyên và một viên tinh nguyên. Lúc này hắn mới vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, cửu chuyển hỗn nguyên công vừa được vận khởi, 9 khí nguyên hình dạng bất quy tắc cũng chuyển động theo, rất nhanh liền biến thành khí nguyên hình tròn cỡ hạt đậu, kim tuyến nối với khí nguyên cũng chắc hơn. Làm xong những chuyện này, vẻ mặt Mạc Phàm trở nên nghiêm trọng. Ngưng luyện thần thức hắn tu luyện diễn thiên thần quyết, nội công tâm pháp hắn tu luyện cửu chuyển hỗn nguyên công, hai loại này đều đứng đầu tu chân giới, muốn củng cố thần nguyên và khí nguyên đều rất đơn giản. Nhưng tinh nguyên thì không đơn giản như vậy. Tinh nguyên là hắn thông qua thứ thần, thứ huyết, thứ cốt, tứ châm thứ thể trong cửu đoạn luyện thể tu luyện ra. Tinh nguyên đã vỡ, cho dù là luyện thể thuật bá đạo cũng rất khó khiến 9 khối tinh nguyên được củng cố, dù sao luyện thể không phải tiếp xúc mà ra. Nếu không có biện pháp củng cố tinh nguyên, mọi chuyện trước đó đều vô dụng, hắn vẫn trở thành một phế nhân như cũ. Làm sao bây giờ? Chỉ trong phút chốc hắn đã có quyết định. Ngón tay giữa của hắn sáng lên, một hộp châm xuất hiện trong tay hắn. Hộp mở ra, lộ ra ngân châm dài ngắn không đồng đều, có tổng cộng 72 châm dài, 36 châm ngắn. Muốn ổn định lại 9 khối tinh nguyên, nhất định phải có lực sinh mệnh cường đại. Thiên tài địa bảo cực phẩm có thể làm được, nhưng trong tay hắn không có thứ này. Bây giờ tu luyện một số luyện thể thuật bá đạo đã không còn thời gian, vậy thì chỉ có thể sử dụng châm thuật tuyệt vô thần bá đạo. Châm thuật này sẽ châm 72 huyệt quan trọng và 36 huyệt chí mạng của con người, thông qua kích thích tất cả tử huyệt, khiến người ta sản sinh ra sinh cơ khổng lồ. Hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc vươn một tay ra, 108 cây châm lập tức bay vào trong không trung. Trôi nổi xung quanh hắn. Nhập. Ý niệm của hắn vừa động, toàn bộ châm đều châm lên người hắn. A, hắn kêu lên đau đớn, trong chớp mắt sinh cơ trên cơ thể mất sạch. Nhưng ngay sau đó, lực sinh mệnh tràn đầy xuất hiện trong 108 huyệt vị, giống như 108 con rồng xông về phía đan điền, tụ tập về phía 9 khối tinh nguyên kia. Chỉ trong phút chốc, 9 khối tinh nguyên bất quy tắc biến thành 9 viên cầu cỡ ngón cái. Màu đỏ theo kim tuyến đi về trước, đến khí nguyên, lại đến thần nguyên, từ thần nguyên quay về trong tinh nguyên. Tổng cộng có 9 đường về, mỗi đường về đều không bị ngăn cản. Mạc Phàm nối 9 đường về này đồng thời vận hành 81 chu thiên, xác nhận tất cả đường đi đều không có vấn đề gì, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Ý niệm của hắn vừa động, 108 cây châm được rút ra, vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công xong, hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Theo cửu chuyển hỗn nguyên công vận chuyển, linh khí tràn đầy trong linh hồ và linh thổ nhập vào cơ thể hắn, khí tức trên người hắn như nước lên thì thuyền lên, chậm rãi khôi phục. Nhất nguyên cửu phân, thành. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 52.